Đô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 53. Lạc Giao nghe được cái này thanh âm, sắc mặt ngay tức thì tái nhợt. Hắn biết người Thôi gia sẽ tìm tới nơi này, lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy. Thôi gia ở Trấn Đan hư vậy không coi vào đâu thế lực, không phải bởi vì Thôi gia yếu, mà là bởi vì Thôi gia từ vừa mới bắt đầu liền không quan tâm Trấn Đan hư gia tộc khác. Bởi vì hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Nếu như không phải là ban đầu Diệp thần xuất hiện ở Đan hư tháp bị thương nặng Thôi gia thực lực chỉ sẽ mạnh hơn. Cũng chính là bởi vì Diệp thần sự việc, Thôi gia gia chủ đương thời tức giận. Bất kỳ sự việc, chỉ cần ai dám vừa chạm vào rủi ro, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc Giao theo thanh âm nhìn lại, khi thấy mọi người thế, diễn cảm càng sợ hãi. Mặc dù Diệp Thí Thiên rất mạnh, nhưng là đối mặt như thế nhiều Thôi gia người, vậy không nhất định có thể trở lui toàn thân. Mắt gặp, xa xa nhanh chóng bay tới hơn 20 người, cầm đầu là Nam Minh chân nhân, còn lại là Thôi gia tám đại hộ pháp, hai đại thiên vương một trong. Nam Minh chân nhân cơ hồ trôi lơ lửng mà đi, một bên huy động Phật trần, cả giận nói, thật lấy là ta Thôi gia ai cũng có thể chọc à. Trước chút trận tử tới một Diệp thần, giết thiếu chủ, lấn hiếp người quá đáng, ngày hôm nay lại có người dám giết ta Thôi gia đệ tử. Ngày hôm nay, người này phải được chết. Nếu không, ta Thôi gia mất hết mặt mũi. Thôi gia cũng là thật là xui xẻo. Một tháng trước, Diệp thần đến, giết Thôi gia thiếu chủ và rất nhiều Thôi gia đệ tử, thậm chí Thôi gia bốn đem cũng bỏ mạng ở Diệp thần trong tay. Cuối cùng Diệp thần chạy, Thôi gia danh vọng vừa rơi xuống ngàn trượng, cả gia tộc cũng rơi vào điên cuồng bên trong, ai dám đánh Thôi gia con em, nhất định toàn bộ Thôi gia chen nhau lên. Cho dù là hình thiên đan tôn xem ở Thôi gia mặt mũi, cũng không có đánh chết Thôi Vĩnh. Hết lần này tới lần khác, ngày hôm nay lại tới một người, lại có thể đem Thôi Vĩnh đánh chết. Chuyện này, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Lúc này, Thôi gia gia chủ điều động Nam Minh chân nhân, dẫn 16 vị sứ giả, 8 đại hộ pháp, 2 đại thiên vương đồng loạt đánh tới. Thôi gia mặc dù luyện chế đan dược gia tộc, nhưng là các loại chức vị. Nằm vùng được vững vàng đương đương. Từ thanh niên đồng lứa, trung niên đồng lứa và thế hệ trước, tạo thành 36 sứ giả, 10 lục hộ pháp, tứ đại thiên vương đợi một chút, tên chữ nghe thật lợi hại. Thôi ra bên trong, phàm là sứ giả, đều là đạo nguyên cảnh trung kỳ người cường giả, mới có thể đảm nhiệm. Hộ pháp, thì cần cao hơn nữa, thường thường cần đạo nguyên cảnh hậu kỳ mới có thể đảm nhiệm. Còn như tứ đại thiên vương vị, chính là chấn giữ Thôi gia bốn vị cơ hồ sắp bước vào đế tôn cảnh cường giả, ở nơi này lấy luyện đan làm chủ Trấn Đan hư bên trong, như vậy đội hình vậy coi là không kém. Nói cưới đấu yêu. Trước đây đuổi giết Diệp thần Thôi gia bốn đêm, chính là đương thời gia tộc tự mình làm ra, do đạo nguyên cảnh tâm phúc đảm nhiệm. Nam Minh chân nhân huy động Phật trần, nhất thời gian vô số sợi tóc phóng lên cao, mỗi một đạo sợi tóc cũng hóa thành hừng hực lửa cháy mạnh. Cũng tản mát ra giống như mặt trời vậy ánh sáng nóng bỏng, làm người ta không dám nhìn thẳng, hắn mạnh mẽ chỗ, làm được chung quanh dân chúng, không khỏi than thở hoảng sợ. Hắn giơ cao Phật trần, dẫn động đầy trời lửa cháy mạnh, tựa như che ở thương khung, uy thế hạo thiên. Ngày hôm nay, phải lấy loại uy thế này. Chu Diệt dám can đảm khiêu khích Thôi ra người. Nếu không ngày sau, ai cũng không đem Thôi ra để ở trong mắt. To gan tặc nhân. Thấy bần đạo, còn không mau mau quỳ xuống. Ngươi là muốn ta đem ngươi thần hồn đốt bể, thân xác đánh cho thành mảnh vỡ à? Nam Minh chân nhân khí thế 10 phần, che lấp khóe mắt lộ ra đạo đạo sát khí, trong lòng ngầm nói, tốt nhất là để cho thằng nhóc này mình đầu hàng. Nhưng mà, ta lại tới hành hạ chết hắn. Như vậy thì có thể nói cho người ngoài, gan dám đắc tội ta Thôi ra, cho dù quỳ xuống đất dập đầu đầu hàng, như cũng muốn bị xử tử. Diệp tiên sinh, Lạc Giao kinh được giống như hoàng minh chim vậy, vội vàng nắm Diệp thần cánh tay, Diệp tiên sinh, chúng ta mau trốn à. Đây là Thôi gia bốn đại khách khanh trưởng lão một trong, Nam Minh chân nhân à. Hắn là đế tôn cảnh sơ kỳ mạnh mẽ tồn tại. Nghe nói đã sống hơn ngàn năm, chúng ta đi nhanh lên, ta đã liên lạc trong gia tộc người, hẳn trên đường đi, nhà ta liền sẽ phái ra cao thủ tới cứu chúng ta. Không cần sợ, có ta ở. Diệp thần tay trái nhẹ vỗ nhẹ Lạc Giao nhỏ hết sức bái nền tay, ánh mắt quét qua trước mắt Thôi ra người, cười nói, những phế vật này, còn không trị giá một đề ra.
hắn đang muốn cầm ra Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, chợt nghĩ tới điều gì, vì vậy không có cầm ra bảo kiếm. Hắn tay phải cánh tay quanh quẩn đậm đà lôi xà, chợt nắm quyền, khớp xương tay thanh âm vang khắp bầu trời, mạnh mẽ huyết khí nếu như sóng biển vậy cuộn sạch chạy đi, thanh thế ngút trời, mạnh mẽ cực kỳ, đế tôn cảnh. Coi là cái gì? Nam Minh chân nhân. Đạo sĩ thúi, tiếp ta một quyền. Diệp Thần nghịch thiên lên, chợt đánh ra một cái trọng quyền, quyền kính có chừng 9 tầng 19, tầng tầng chồng lên, uy năng kinh hãi thiên địa trên dưới, đồng thời đưa tới vô số mây sấm tới, thất luyện bắn ra bốn phía sấm sét vỗ xuống, cầu thông quyền kính, tương uy có thể thả ra ước chừng 10 lần tới hơn. Nam Minh chân nhân, đế tôn cảnh một tầng, cũng trâu chó sói cưỡi. Điểm này vi mạt tu vi, liền dám liều lĩnh. Ngày hôm nay, ta một quyền liền phế ngươi, xem ngươi còn tấm không liều lĩnh. Lực lượng cuồng bạo ngay tức thì phá vỡ Nam Minh chân nhân lực lượng. Hô! Làm sao sẽ, như thế mạnh? Nam Minh chân nhân nhất thời trợn to hai mắt, cũng không có mới vừa rồi cái loại đó nghiêu bức mạc dạng, nhanh chóng huy động Phật Trần, đem vậy một phiến lửa cháy mạnh từ bầu trời trong kéo xuống, hoành ngăn ở mình trước người, đồng thời một cái tay khác nhanh chóng bắt pháp quyết. Hô thiên mệnh thong thả, ta đạo xương long, nóng bức lửa, chu diệt hết thảy yêu quái. Nói xong, hắn cái tay kia vô căn cứ điểm ra, từng cái hỏa xà vô căn cứ bay ra, đan vào lẫn nhau. Rất nhiều lửa sắc đụng vào vậy phiến lửa cháy mạnh lên, ngay tức thì đem ngọn lửa cháy mạnh độ dày từ 1 mét, gia tăng đến 10 mét chi chiều rộng, uy năng tăng lên gấp đôi chi hơn. Ngay trên đỉnh đầu, sấm sét quyền kính đánh vào lửa cháy mạnh bình phong che chở, tóe ra sáng chói chói mắt sáng bóng. Bịch bịch, một cổ dư âm chấn nhiếp mở. Đem chung quanh cao ốc chấn động được giãn nứt, còn có giỏ phu tra công trình cao ốc trực tiếp nghiêng ngã xuống. Bên đường, người đi đường nhất thời tứ tán, thỉnh thoảng hô thần tiên đánh nhau. Thần tiên đánh nhau, chạy mau à. Thần tiên đánh nhau. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp hỏa. Có lẽ, nói được chính là như thế tình huống đi. Một cái là đế tôn cảnh thế hệ trước đạo sĩ, một cái là có đế tôn cảnh chiến lực tuyệt thế thiên tài. Hai người va chạm chung một chỗ, đủ để núi lở đất mòn. Cái chớ núp rất nhanh thanh niên người, ánh mắt ngưng mắt nhìn vòng chiến bên trong, nếu như chiến thần vậy Diệp Thần, hâm mộ nói trẻ tuổi kia tiểu ca là ai à? Chiến lực như thế mạnh mẽ, lại có thể cùng thôi ra khách tình trường lão đánh cho thành như vậy. Cái này ngươi không biết đâu. Vị này chính là đáng mặt sát thần Diệp Thí Thiên. Bên cạnh, một người nói, nghe Diệp Thí Thiên đi huyết linh bí cảnh. Hiện ở khi xuất hiện thực lực đại tăng, sợ rằng không bao lâu, lão bối nhân vật vậy không đè ép được hắn. Hắn chỉ hoàng chiến thiên các người, nói, ngươi không thấy được à. Vậy bốn cái cường đại tuyệt thế thiên tài, đều là Diệp Thí Thiên thủ hạ, đối với Diệp Thí Thiên tôn kính cực kỳ à. Bốn người hơi thở cũng đều nhìn như cực kỳ khủng bố, khó có thể tưởng tượng Diệp Thí Thiên chiến lực mạnh bao nhiêu à. Chúng ta chắc chắn không thể trêu chọc như vậy nhân vật kinh khủng à. Diệp Thí Thiên như vậy mạnh mẽ, cũng không phải Côn Luân 10 đại thiên tài. Bất quá, Côn Luân hư 10 đại thiên tài danh tiếng, chỉ sợ cũng không đủ để chứa hắn thần võ. Ngược lại là dưới tay hắn bốn cái tuyệt thế thiên tài, sợ rằng cũng có thể một tranh Côn Luân 100 vị thiên tài danh tiếng. Diệp Thần vậy đạo quyền kính, tựa hồ mang không chừng mực lực lượng. Đang mãnh liệt tiến công bằng sức mạnh Nam Minh chân nhân gọi ra lửa cháy mạnh bình phong che chở. Nam Minh chân nhân điều động toàn thân huyết khí và lực lượng ngăn cản, không ngừng vận chuyển lửa cháy mạnh, nhưng dần dần kiệt lực, nhưng trong lòng nói, người này là Diệp Thí Thiên. Nhưng là, không thể nào à. Trước Diệp Thí Thiên, mới chỉ là chém giết hạng gia hạng anh kiệt. Làm sao bây giờ thì có chiến lực cường đại, cái này tốc độ trưởng thành vậy quá kinh khủng đi. Cũng sắp và Diệp Thần vậy cổ tiểu tạp chủng sánh bằng. Lão đạo sĩ, có không có gì ngôn gì? Không có, ta sẽ đưa ngươi lên đường. Diệp Thần thanh âm bình thản, uy nghiêm mà không có thể xúc phạm. Hắn chỉ đánh một quyền. Một quyền. Một quyền liền đem Nam Minh chân nhân đánh được không có chút nào lực phản kích, chỉ có thể ngăn cản. Như vậy thần uy, công lực như vậy, có thể nói cùng đời vô địch. Diệp Thí Thiên. Ngươi tên khốn này. Ngươi không thể giết ta, nếu không thôi ra là sẽ không bỏ qua ngươi.
Nam Minh chân nhân nói xong câu này nói, liền đem lực lượng toàn thân tụ vào đi ra ngoài, thậm chí bắt đầu cháy thần hồn, Diệp Thí Thiên một quyền này lực lượng, để cho hắn quá khó khăn ngăn cản. Hắn thậm chí hô, hai vị thiên vương, tám vị hộ pháp, cứu ta. Diệp Thí Thiên, dừng tay. Diệp Thí Thiên, người tên khốn này dừng tay. Hai vị thôi ra thiên vương, lúc này sử dụng mình vũ khí, đánh ra tuyệt chiêu, một vòng trường kiếm, một lún giả nện, bay vọt tới. Một vòng trường kiếm, toát ra hằng cổ sáng bóng, câu động vô số đợt khí, tóe ra trăm ngàn đạo kiếm khí, nếu như mưa sao rơi vậy giết ra. Một lún giả nện, thả ra hủy diệt khí cơ, tựa như muốn nện phá thiên khung, đánh rách đất đai, cuồng bạo cực kỳ. Hai kiện vũ khí, hai đạo tuyệt chiêu. Đều là đế tôn cảnh mới có thể phát ra cái thế công kích, không kém chút nào Nam Minh chân nhân. Hai vị thôi ra thiên vương, tất cả đều là cực kỳ khủng bố cường giả, thôi ra có thể sừng sững nhiều năm như vậy, chủ yếu chính là dựa vào được bọn họ. Gay gâu, thánh linh tiên ma truyền. Diệp tiên sinh sẽ không ngăn được à? Các người bốn cái, muốn không muốn đi trợ giúp Diệp tiên sinh à? Lạc Dao kinh hoàng, vội vàng hướng Hoàng Chiến Thiên bọn họ nói, ba cái thôi ra cao thủ tuyệt thế à, các ngươi không đi giúp Diệp tiên sinh à. Hoàng Chiến Thiên nhưng là bất tiết nhất cố cười, nói, ba cái rác dưới mà thôi, còn cao thủ tuyệt thế. Lạc tiểu thư, người cảm thấy gia chủ chúng ta người, sẽ không ngăn được bọn họ. Hắn trong lòng ngầm tự nhủ nói, lúc nào, đế tôn cảnh tầng trời một đều được cao thủ tuyệt thế. Vậy huyết linh tộc cao cấp đế tôn cảnh cường giả, tên gì? Hằng cổ cường giả sao? Chủ nhân nhà ta liền cái này nhóm cường giả đều không để ở trong mắt, nói chém liền chém, càng vì sao bàn về ba cái chỉ bất quá mới vừa bước vào cũng hoặc là còn có một bước chi diêu đế tôn cảnh mà thôi. Bọn họ coi là cái gì, kia có thể đỡ nổi chủ nhân nhà ta. Nghe được lời này, Lạc Dao nhưng là tâm thần chấn động một cái, hoảng sợ ngắm nhìn trời cao Diệp thần. Nói, Diệp tiên sinh, như thế mạnh mẽ. Mà giờ khắc này vòng chiến bên trong. Diệp thần nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, cái thế vô song, tư thế oai hùng to lớn, sau lưng rủ xuống hạ đạo đạo sáng bóng. Các ngươi cảm giác được mình rất mạnh à, ta không cần binh khí, tay không, như thường có thể đánh chết các ngươi. Hắn nhìn về phía đánh giết mà đến một kiếm, một nện, đột nhiên đánh ra quyền phải. Cuồng bạo quyền kính nếu như giang hải sóng lớn, liên miên không ngừng, lại có cuồng bạo cực kỳ, mang phá hủy hết thảy, phai mở vạn vật khí cơ. Oanh! Một quyền, đánh nát trăm ngàn kiếm khí, lại là một quyền đem trường kiếm đánh cho thành hai tiết. Cái này quyền kính, còn tiêu tán, thẳng bay ra hoành qua trận pháp, cùng vậy một lún giả nện đụng vào một khối, băng hiện ra sáng chói sáng bóng, chấn động sóc thiên địa trên dưới. Dư âm càn quét ra, chặn ngang đem chung quanh mấy chục nóc nhà chặt đứt. Âm sập, âm. Cái này lún giả nện đột nhiên vỡ ra, vô số mảnh vỡ nếu như mưa mảnh vậy, rơi xuống đất đai. Hai vị cường giả phát ra công kích mạnh nhất, rất miễn cưỡng là để cho Diệp thần, một quyền tiếp liên kích bể. Phốc, phốc. Hai vị thôi ra thiên vương, chợt phun ra một ngụm máu tươi, bạo lui ra, tiếp liền đập ở trên vách tường. Xương cốt toàn thân nghiền hơn nửa. Ở Diệp thần một quyền dưới, tiếp liền bị thương nặng. Nam Minh, đến phiên ngươi. Diệp thần cường thế vô cùng, không chung vậy đạo quyền kính chợt bùng nổ sáng bóng, nhất thời giữa trời đất một phiến màu đỏ như máu, không có gì sánh kịp quyền kính ngang trời giết ra, trực tiếp đánh nát lửa cháy mạnh bình phong che chở, đánh trúng Nam Minh chân nhân ngực. Võ ma mưa gió, phốc. Nam Minh chân nhân chợt cuồng phún một ngụm máu tươi, xương cốt toàn thân ở nháy mắt tức thì nghiền, kinh lạc huyết mạch vậy tấc nứt từng khúc nứt ra. Hắn thân thể bị quyền kính chợt đập nhập một dãy nhà bên trong, kiến trúc ở giữa mọi người nhanh chóng bay nhảy ra, thần sắc hoảng sợ nhìn Nam Minh chân nhân, lại nhìn về phía Uyển như võ thần giống vậy Diệp thần, chỉ nói ngắn gọn cũng không dám nói, hoàn toàn bị trước mắt tình huống kinh hãi. Nam Minh chân nhân à! Thôi ra cực mạnh khách khanh một trong à, người cường đại như vậy vật, lại có thể đứng trước mắt thanh niên này một quyền đánh cho thành như thế mạc dạng. Trời mới biết, như vậy thanh niên rốt cuộc là ai à? Một cái thôi ra hộ pháp, nhanh chóng bay vào phế tích bên trong, đem Nam Minh chân nhân ôm ra. Hắn cẩn thận vừa thấy, hoảng sợ thất sắc, hô thật người chết rồi.
thật người chết rồi. Thật người kinh mạch toàn thân xương cốt đều tan nát, thần hồn cũng bị diệt. Thật người chết rồi à? Hô hô hô! Hô hô! Ngay lập tức gian, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần lúc, trong mắt vậy cổ thần tình, trong rung động mang kinh ngạc, trong kinh ngạc mang kính nể trong mang sùng kính trong còn mang theo chút sợ hãi. Thôi ra, năm đại khách khanh trưởng lão, lại chết như vậy một cái. Ngàn năm à! Ngàn năm qua, thôi ra cũng không có xuất hiện như vậy việc lớn à. Vô số người lời nói, trong đó cái đừng đạo nguyên cảnh cường giả, lại là thần sắc hoảng sợ, thôi ra, sợ rằng có huyết quang tai ương à. Trước mặt Diệp Thần, Chu Diệt thôi ra thiếu chủ, cái này sẽ Diệp Thí Thiên, Chu Diệt thôi ra không cách nào khách khanh trưởng lão một trong Nam Minh chân nhân. Trời ạ, thôi ra đây là thời tiết muốn thay đổi. Diệp Thần, Diệp Thí Thiên. Cũng họ Diệp. Chẳng lẽ bọn họ cũng đến từ thượng cổ Diệp gia? Dân chúng tiếng nghị luận, hết sức to lớn. Thôi ra 16 sứ giả, 8 đại hộ pháp, 2 đại thiên vương đô vẫn còn mơ hồ chính giữa. Nam Minh chân nhân cúp. Để cho Diệp Thí Thiên một quyền đánh chết. Diệp tiên sinh lại có thể như thế mạnh. Lạc Giao tròng mắt như nước, kích động nói đến mức tận cùng. Quơ múa hai tay hô, Diệp tiên sinh, người thật lợi hại. Khó trách hắn hoàn toàn coi thường Côn Luân 10 đại thiên tài danh tiếng. Nguyên lai, hắn mặc dù là trẻ tuổi đồng lứa, nhưng thực lực vượt xa người cùng thế hệ, đủ để cùng lão bối nhân vật tranh phong. Bất kể như thế nào, loại người này Lạc Gia nhất định phải bắt. Lạc Giao thậm chí nhớ lại Diệp Thần, trước có Diệp Thần, giày có Diệp Thí Thiên, chẳng lẽ Lạc Gia và họ Diệp Cường giả thật như vậy có duyên phận. Giờ phút này, Diệp Thần mắt nhìn xuống đất đai. Đôi mắt như điện, tư thế oai hùng to lớn. Hắn nhìn về phía vậy hai cái thôi ra thiên vương, thanh âm như thần minh vậy không dựa vào ngăn cản, các ngươi hai cái, là tự sát, ta vẫn là ta chém chết các ngươi. Ngươi, Diệp Thí Thiên, ngươi lấn hiếp người quá đáng. Hai vị thôi ra thiên vương, đồng thời một bước bước ra, cơ hồ mấy chục mét. Mạnh chống đối mặt Diệp Thần. Bọn họ lẫn nhau nhìn nhìn đối phương, lại lắc đầu. Ngay sau đó thương tiếc một tiếng, phân biệt hướng hai bên trái phải chạy như điên. Chạy! Không thắng, còn không chạy mà. Muốn đi! Có như thế dễ dàng à? Diệp Thần vẫy tay gian, đem một sáo kiếm trận phóng thích mở, là ban đầu hắn vây khốn hoàng gia thiên tài vậy một sáo kiếm trận. Xoát xoát rầm! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thương thương thương! Cái này sáo kiếm trận nhanh chóng chia ra mở. Hóa thành 108 chuôi bảo kiếm, dựa theo thiên cương 36, sát 72 phương vị, đem chu vi mấy ngàn thước không gian bao phủ, một cái chén hình trận pháp sụp đổ ra, đem tất cả mọi người đều bao vây trận pháp bên trong. Phịch, tùy ý hai vị thôi ra thiên vương, như thế nào công kích, đều không cách nào dung chuyển kiếm trận 1-2. Bọn họ ở thời kỳ toàn thịnh, còn có chút thoát thân cơ hội, nhưng bây giờ bị thương nặng. Là chắc chắn không thể nào chạy thoát được. Các ngươi hai cái, có thể đi chết. Diệp Thần chợt đánh ra hai quyền, vô số quyền kính sóng lớn hoa nhảy ra, phá vỡ không khí, thẳng truy đuổi hai cái thôi ra thiên vương. Hắn không có dùng Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, vậy không có dùng Cửu U Thí Thiên Thương, bởi vì đám người này không có tư cách. Chỉ bằng vào quyền kính, không cần vận dụng vũ khí, liền đủ để đánh chết những người trước mắt này. Một đạo tiếng nổ truyền ra. Một vị thôi ra thiên vương, trên không vỡ ra, vô số máu tươi tự nhiên xuống. Oanh! Một vị khác thôi ra thiên vương cũng bị miễn cưỡng đánh cho thành xương máu. Hai vị thôi ra thiên vương, chính thức chết, chết không toàn thây. Diệp Thần chậm rãi rơi trên mặt đất, nhìn về phía Lạc Giao, mỉm cười nói, như thế nào? Ta nói diệt bọn họ, liền nhất định diệt bọn họ. Mềm nhũn đại ma vương. Diệp tiên sinh, tiểu nữ bội phục không thôi. Lạc Giao vội vàng tiến lên, hơi cúi người, Diệp tiên sinh, trước kia liền nghe thấy nghe được tung thần bí, thực lực không cao lắm, nhưng bây giờ vừa thấy, người đơn giản là có thể hoành đẩy trẻ tuổi đời một. Hay, không đúng. Ta đây là còn biết một người thanh niên tài tuấn, người này tên là Diệp Thần, nếu như có cơ hội gặp mặt, nhất định phải so tài một phen. Diệp Thần có thể là đặc biệt có tiềm lực. Thậm chí đan đạo cũng có cực kỳ kinh khủng thiên phú, lần này đan dược đại hội,
hắn hẳn sẽ đến. Đến lúc đó, ta giới thiệu hắn cho ngươi biết, các ngươi hai cái nhất định có thể thành là bạn tốt. Diệp Thần thần giác buộc vòng quanh nụ cười, thầm nghĩ, giới thiệu chính ta cho chính ta biết. Cái này nha đầu, vẫn là như thế không điều đâu. Hắn cười một tiếng, ánh mắt quét qua ngây ngô dại dột thôi ra 16 sứ giả, 8 pháp hộ pháp, liền nói, không chừa một mống. Những người này bản liền dự định giết mình, Diệp Thần tự nhiên không thể nào lưu. Trọng yếu hơn chính là, thôi ra vào huyết linh tộc có liên quan, bất kể như thế nào, đều phải chém chết. Tuân lệnh, chủ nhân. Nhất thời gian, Hoàng Chiến Thiên, Hoàng Ngũ Thương, Hoàn Nhan Phá Quân các người, mỗi người đáp lại một câu, liền mỗi người giết ra. Đạo nguyên cảnh tầng 9 ngày cái thế thiên tài, chủ động tấn công 24 đạo nguyên cảnh cường giả. Kết quả rất bình thường, Hoàng Chiến Thiên bọn họ đè thôi ra hộ pháp đánh. Rào rào. Một vòng huyết quang băng hiện, một vị thôi ra hộ pháp chết trận. Phịch. Lại có 3 vị thôi ra sứ giả mất mạng tại chỗ. Thôi ra 16 vị sứ giả và 8 vị hộ pháp, hoàn toàn không ngăn được Hoàng Chiến Thiên các người tấn công, lần lượt tháo chạy, nhưng lại không cách nào rút lui. Bên cạnh, Trấn Đan Hư người nói chuyện say sưa nhìn một màn này. Lạc Giao nhưng là không nhìn được khiếp sợ, nói, Diệp tiên sinh, người 4 tên thủ hạ, đều là đạo nguyên tầng 9 thiên. Nhưng là, ta xem bọn họ thật giống như rất trẻ tuổi à, cũng mới 20 hơn tuổi mạc dạng. Hơn nữa sức chiến đấu như thế mạnh, là một mực đi theo ngài à. Làm sao ở bên ngoài cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bọn họ, cũng không có thấy được qua bọn họ à. Diệp Thần lắc đầu một cái, bọn họ, cũng không phải là đi theo ta. Chỉ là, ta người làm mà thôi, cũng không trọng yếu. Lấy hắn thực lực, đạo nguyên cảnh tầng 9 coi là cái gì? Chỉ phải lấy được bách kiếm quân chủ công pháp, hắn mới có thể có thế lực cao cấp. Sống lại Nhật Bản khu ma sư, mới có tư cách đối kháng huyết linh tộc. Bịch bịch, từng đạo tiếng va chạm và máu tươi tung tóe thanh âm, tràn vào mọi người bên tai. Bọn họ nhìn tận mắt, đã từng ngạo nghễ hết thảy. Gạt hoành lũng đoạn thị trường thôi ra các cường giả, các hộ pháp, sứ giả cửa, giờ phút này giống như là chó chết chủ như nhau, không ngừng bị đuổi giết, khắp nơi bỏ trốn, có thể nói thê thảm đến trình độ cao nhất. Bất quá hết thảy các thứ này, đều là thôi ra người tự tìm. Đáng đời trước kia như vậy ngông cuồng, bây giờ báo ứng đến. Hoàng Chiến Thiên các người thu binh khí, người tay cầm hai cái đầu người trở về. Cẩn thận vừa thấy. Mỗi người bọn họ giữa eo còn treo hai người đầu, cái này được, 4 tên đại hán xách đầu người thì trở lại, sạch sẽ gọn gàng. Bọn họ hướng Diệp Thần, thống nhất quỳ xuống hô, chủ nhân, chúng ta đã đem tất cả thôi ra người chu diệt, còn xin chủ nhân lên tiếng. Cũng đứng lên, đầu người tìm một người cho bọn họ thôi ra gia chủ thôi viên đưa trở về. Nói cho thôi viên, đan dược đại hội sau đó, chính là ta diệt hắn thôi ra ngày. Để cho hắn thật tốt hưởng thụ một chút, dưới mắt 3 ngày này thời gian. Diệp Thần bình thản tự thuật hoàn hết thảy các thứ này, vân đạm phong khinh vậy, tựa như diệt tuyệt lớn như vậy thôi ra, chỉ là trở tay liền có thể làm được. Hắn vẫy tay trưởng chỉ nhọn lóe lên sáng bóng, lớn như vậy kiếm trận trở về. Kiếm trận mới vừa thu hồi, thì có một đám người vọt vào, xem quần áo là người Lạc Gia. Dẫn đầu phải là Lạc Gia đại hộ pháp. Cùng với 20 hơn vị hộ pháp, sứ giả, mỗi cái tu vi đều ở đây đạo nguyên cảnh, thậm chí có hai cái là nhanh muốn bước vào đế tôn cảnh cường giả. Như vậy đội hình, cũng không kém thôi ra nhiều ít, dẫu sao đều là xếp hạng đan hư tháp hai gia tộc lớn. Lạc Gia đại hộ pháp đi thẳng tới Lạc Giao trước người, hỏi tiểu thư, người không có sao chứ? Không có sao, ngũ thúc. Lạc Giao vẫn còn phấn khởi bên trong, kéo đại hộ pháp đi tới Diệp Thần trước mặt, nói, ngũ thúc. Người mới vừa có thấy hay không kiếm trận bên trong sự việc. Đại hộ pháp lắc đầu một cái, nói kiếm trận cùng nhau, vô số kiếm khí tạo thành sương mù, từ bên ngoài căn bản xem không thấy nội bộ tình huống. Hắn ngắm nhìn bốn phía, hơi có chút kinh ngạc là, nói, hey, người thôi ra đâu? Người mới vừa không phải nói, người thôi ra đang đuổi giết ngươi à? Làm sao ta tới, không thấy được một cái người thôi ra? Ngũ thúc. Ta phải nói cho ngươi một kiện đặc biệt làm người ta khiếp sợ sự việc. Lạc Giao giống như là cất giấu bí mật nhỏ tựa như, nghiêm túc nói, mới vừa,
Thôi ra năm đại khách khanh Nam Minh chân nhân, hai đại Thôi ra thiên vương, còn có 8 đại hộ pháp, 16 vị sứ giả, có thể đều đến. Kết quả ngươi mới như thế nào? Nam Minh chân nhân để cho Diệp tiên sinh, một quyền liền đánh chết. Thôi ra hai đại hộ pháp, lại là liền Diệp tiên sinh một quyền cũng không tiếp nổi, tiếp liền bị Diệp tiên sinh đánh bể. Ngũ thúc à, đó cũng đều là đế tôn cảnh cao thủ cái thế à, lại có thể không ngăn được Diệp tiên sinh một quyền à, người mau gặp gặp Diệp tiên sinh. Nghe xong, Lạc gia đại hộ pháp một mặt mờ mịt, nhìn về phía Diệp thần, cảm giác được rõ ràng liền đối phương khí tức trên người. Đạo nguyên cảnh. Nhưng là, trong khí tức chiến lực hiên ngang, tuyệt đối có thể nghịch thiên đánh giết đế tôn cảnh. Chẳng lẽ, thôi ra ba vị cao thủ tuyệt thế, thật đều chết ở Diệp Thí Thiên trong tay. Đại hộ pháp nhanh chóng đi đến trong chiến trường, hai tay hợp nhất lấy suy diễn bí thuật xem mới vừa không trung Diệp thần và thôi người nhà tác chiến cảnh tượng, nhìn xong một mặt hoảng sợ trở về mặt đất lên, hướng Diệp Thí Thiên chắp tay ôm quyền nói, Diệp tiên sinh tuy là trẻ tuổi đồng lứa, chiến lực nhưng là sánh bằng lão bối nhân vật. Nhà ta cháu gái, có nhiều đắc tội. Xin Diệp tiên sinh thông cảm nhiều hơn, ngoài ra ta trước hết mời vậy Diệp tiên sinh cùng ta trở về Lạc gia, ta đã an bài người bày tiệc rượu, để đáp tạ ngài cứu Lạc gia ân tình. Lạc gia đại hộ pháp, thỉnh thoảng có nhìn thấy dưới đất đầu người, tâm thần chấn động một cái. Thôi ra 16 vị sứ giả, 8 vị hộ pháp. Lại có thể toàn diệt. Hắn ngẩng đầu thấy hoàng chiến thiên các người lúc, 4 cái đạo nguyên cảnh tầng 9 ngày tuyệt thế thiên tài. 4 vị. Các ngươi là ở đâu tới? Ngũ thúc, bọn họ là Diệp tiên sinh người đi theo. Lạc Giao vội vàng vừa nói. Không, Hoàng Chiến Thiên ôm quyền nói, ta cùng là chủ nhân nô tài, không dám với cao, đi theo, hai chữ. Nô tài. Lạc gia đại hộ pháp sững sốt một chút, ngưng mắt nhìn Hoàng Chiến Thiên các người, trong lòng nói, này cùng tuyệt thế thiên tài, lại có thể chỉ là Diệp Thí Thiên nô tài. Nô tài. Không phải người đi theo, lại là tùy tùng, mà là nhất đề tiện nhất nô tài. Diệp Thí Thiên nước rốt cuộc sâu bao nhiêu, lại có 4 cái tuyệt thế thiên tài nô tài. Vậy hắn bắn chết 3 vị đế tôn cảnh cường giả, bản thân chiến lực chỉ ít sánh bằng đế tôn cảnh 2-3 tầng. Hắn mới bây lớn à, lại có như vậy tu vi. Cái này các người mới, phải lôi kéo. Lúc cần thiết ta cùng gia chủ nói, cho dù là thông gia. Để cho Lạc Giao gả cho Diệp Thí Thiên, đều phải đem Diệp Thí Thiên vững vàng cột vào chúng ta Lạc gia trên chiến xa. 1 mét ánh mặt trời biệt dạng ấm áp. Trời mới biết, lại qua mấy năm, Diệp Thí Thiên được mạnh tới trình độ nào à? Sợ rằng Côn Lôn Hư cũng không cách nào trói buộc. Hụ hụ hụ, Diệp tiên sinh, Lạc gia đại hộ pháp vậy cung kính, tự mình vẫy tay tỏ ý, nói chúng ta mời ngài đi nhà. Được, Diệp Thí Thiên gật đầu một cái. Lên Lạc gia xe ngựa, cùng chung đi Lạc gia. Không bao lâu, bọn họ mới vừa rời đi, đám người còn chưa tán, thôi ra gia chủ liền dẫn đại đội nhân mã đến. Lần này, thôi ra ngoài ra 2 đại thiên vương, 2 đại khách khanh trưởng lão, 8 đại hộ pháp, 16 sứ giả, toàn bộ đều đến. Ước chừng 4 vị đế tôn cảnh cường giả, ở thôi viên dưới sự hướng dẫn, đi tới mới vừa tác chiến địa phương. Thôi viên ngắm nhìn 4 phía, thần sắc dữ tợn, lớn tiếng hỏi, người cùng có thể nhìn thấy mới vừa chiến đấu. Thôi ra gia chủ. Mới vừa Diệp Thí Thiên và người Lạc ra đi. Dân chúng dáng vẻ run rẩy đáp trả, cũng mà còn có nhân gian mới vừa rồi tác chiến tình huống, đầu đuôi gốc ngọn nói cho người thôi ra. Hơn nữa, còn nghĩ Diệp Thí Thiên mà nói, cùng với thôi người nhà đầu người, cùng nhau đưa trả lại cho thôi viên. Thôi viên nhưng là thần sắc quỷ dị. Trong lòng thầm nghĩ, Diệp Thí Thiên, Diệp Thí Thiên. Thương khung bảng Diệp Thí Thiên, lại có thể giết ta thôi ra nhiều người như vậy. Để cho ta thôi ra thực lực đại giảm. Như vậy, ta hiện đuổi theo đi tìm Diệp Thí Thiên trả thù, rất có thể Lạc gia và Diệp Thí Thiên liên hiệp, đem ta tiêu diệt. Không được, phải chạy về trong nhà, thông báo những cái kia đang bế quan các trưởng lão, nếu không thôi ra nguy đã. Theo ta trở về. Thôi viên trực tiếp dẫn người trở về, hôm nay thế lực bên ngoài giảm nhiều gần phân nửa, rất nhiều làm ăn có thể cũng không đè ép được, phải nhanh đi về thông báo bế quan ở giữa các trưởng lão, nếu không đừng đề ra trả thù, cho dù là tự vệ cũng thành vấn đề à. Cùng lúc đó,
Lạc Giao và Đại Hộ Pháp mang Diệp Thần đem phải trở về tin tức, nhất thời gian truyền khắp Lạc Gia từ trên xuống dưới. Tất cả Lạc Gia người đều là vẻ mặt chấn động một cái, kích động vội vàng đi chuẩn bị các loại sơn chân hải vị, các loại cất giấu vật quý giá nhiều năm linh dược vậy đều trước sau lấy ra, chế thành như vậy thức ăn mỹ vị, chuẩn bị dùng tới chào Diệp Thần. Lạc Gia gia chủ Lạc Vô Nhai, đứng ở cửa, một mặt mừng rỡ. Hắn cầm trong tay chơi linh thạch, hưng phấn lời nói, quá tốt, quá tốt. Lần này Giao Nhi cuối cùng mang về một cái rất tốt thanh niên. Thôi ra à, cái này Diệp Thí Thiên ra tay một cái, trực tiếp phế bỏ gần phân nửa thôi ra à. Ba vị cơ hồ sánh bằng đế tôn cảnh cường giả. Lại có thể trực tiếp bị Diệp Thí Thiên mấy quyền đả bạo, nhân tiện còn đánh chết 20 hơn vị đạo nguyên cảnh cường giả. Thôi ra trời, có thể nói sụp gần một nửa à. Thôi ra ngã gần một nửa, đan hư trong tháp thuận tiện lấy ta Lạc Gia là nhất tôn, quá tốt, thật là quá tốt. Hắn lúc này phân phó Minh Ngũ, người mau dẫn người thủ hạ chiếm đoạt thôi ra các loại làm ăn, càng nhanh càng tốt. Đến khi những cái kia đan tôn kịp phản ứng, coi như không dễ xử lý. Gia chủ, Minh Ngũ có chút kinh ngạc, hỏi, ngài không phải mới vừa còn nói, nhất định phải và thôi ra thông gia à? Thông gia, không cần liên. Lạc Vô Nhai cười to nói, trước kia ta Lạc Gia hơi yếu tại thôi ra, không thể không được thông ra. Nhưng là bây giờ, không cần, Diệp Thí Thiên một người đánh tan gần phân nửa thôi ra, chính là muốn thông ra, vậy nên cùng với Diệp Thí Thiên thông ra à? Còn như thôi ra, bây giờ thôi ra, còn là thứ gì à, nếu không phải sau lưng có hình thiên đan tôn chống, ta liền trực tiếp thông chi linh nhất đan tôn, cùng nhau diệt thôi ra. Lạc Gia và thôi ra như vậy đan hư tháp gia tộc, lấy luyện đan làm chủ, đều là dựa vào từng cái đan tôn dưới. Ngoài mặt, đan tôn cũng bế quan luyện đan, bỏ mặc dưới cờ gia tộc sự việc, nhưng một khi dưới cờ gia tộc xuất hiện phải bị diệt tình huống, đan tôn nhất định sẽ cường thế ra tay, không nói đan tôn tu vi cao thấp, vẻn vẹn là trên mình đan dược chân quý, liền đủ để đưa tới rất nhiều cao cấp cường giả hỗ trợ. Cho nên, đối với Lạc Gia mà nói, thôi ra có thể suy nhược. Nhưng là, không thể diệt. Ngược lại là cái này Diệp Thí Thiên. Lạc Vô Nhai cười được cực kỳ đa mưu túc trí, nghe hắn lai lịch thần bí, cũng không biết, hắn là không phải tới từ tại Diệp gia. Bất quá, lấy hắn cái này tu vi và chiến lực, nghe nói thủ hạ còn có 4 cái nô tài, đều là 4 cái đạo nguyên cảnh tầng 9 ngày tuyệt thế thiên tài, như vậy lai lịch của nó tuyệt đối bất phàm, lúc cần thiết có thể đem Giao Nhi gả cho Diệp Thí Thiên. Minh Ngũ nghe Lạc Vô Nhai mà nói, trực tiếp rời đi. Không lâu lắm, từng chiếc một linh xe ngựa ngừng ở Lạc cửa nhà, Lạc Giao nhảy một cái xuống, dáng người linh động, xoay người đưa tay đưa cho Diệp Thí Thiên, nói tới, ta kéo ngươi xuống. Lời này không nên ta nói à? Làm sao ngươi trước thân sĩ dậy rồi à? Diệp Thần trêu ghẹo một tiếng, cầm Lạc Giao tay, đi theo xuống linh xe ngựa, vẫn ngắm nhìn chung quanh vừa thấy, vô cùng quen thuộc. Hắn lần trước lúc tới, chính là ở chỗ này xuống xe ngựa, lần này tới, vẫn là địa phương giống nhau. Chỉ bất quá, tình trạng có thể liền không quá giống nhau. Ha ha ha, vị này nhất định là Diệp Thí Thiên tiểu huynh đệ đi. Trẻ tuổi tuấn tài à, ta Lạc Gia đặc biệt hoan nghênh ngươi, tới, ta đã chuẩn bị xong tuyệt phẩm tiệc rượu, cố ý là ngươi tiếp đón khách tẩy trần. Lạc Vô Nhai một mặt cười ha hả đi ra. Tự mình ôm quyền cho Diệp Thần thi lễ. Lạc Vô Nhai ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, rồi sau đó nhìn về phía Hoàng Chiến Thiên các người, trong lòng giật mình, hoàn toàn phù hợp tin tức. Chỉ bất quá trước mặt thanh niên mang mặt nạ, hoàn toàn không nhìn thấu bộ mặt thật, không biết tướng mạo như thế nào. Nhưng là ở Côn Lôn hư tướng mạo căn bản không trọng yếu, thực lực mới trọng yếu nhất. Hắn thậm chí thầm nghĩ, thật sự là đạo nguyên cảnh tầng 9 ngày tuyệt thế thiên tài. Cốt linh không vượt qua 30 tuổi. Cái này Diệp Thí Thiên thân phận, tất nhiên bất phàm à. Đầy mặt hắn nhiệt tình như lửa nói, Diệp huynh đệ à, ta nhìn sao chờ mong mặt trăng, cũng làm ngươi chờ được. Vậy à, Diệp Thần có ý vị khác nhìn Lạc Vô Nhai, thầm nghĩ, hàng này biến sắc mặt đổi được thật mau. Lần trước ta lấy Diệp Thần thân phận lúc tới, nói ta cao trèo không lên. Lần này lấy Diệp Thí Thiên tới. Gương mặt già nua kia cười được theo lão tựa như hoa cúc. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo.
tới tới tới, mời mời. Nhà chúng ta trong rất nhiều trưởng lão cũng tới đón tiếp ngươi. Lạc Vô Nhai đón Lạc Giao và Diệp Thí Thiên đi vào Lạc gia, dọc đường hai bên đứng đầy người, từ thiếu niên, thanh niên đến già năm, lão hóa đá đồng lứa nhân vật đều có, mỗi người hơi thở bất phàm, trong đó còn có mấy vị đế tôn cảnh cường giả. Hắn vừa đi, một bên giải thích, chúng ta biết ngài một người, đánh tan nửa thôi ra, đều vô cùng muốn biết ngươi. Vị này là Vô Nguyệt trưởng lão. Vị này là thứ ba chấp pháp trưởng lão, nửa bước đế tôn cảnh. Vị này là Giao Nhi Ngũ Thúc, đạo nguyên cảnh tầng 8 thiên. Vị này. Lạc Vô Nhai ai cái cho Diệp Thí Thiên giới thiệu người nhà mình. Cái này cổ nóng hổi sức lực, thật là theo kim quy con rể vào nhà cửa. Lão trượng nhân khí thế ngất trời giới thiệu thành viên gia đình như nhau, đừng đề ra cao hứng biết bao nhiêu. Thật là so với người bình thường chúng mấy triệu tiền thưởng, còn cao hứng hơn. Nhà mình cấp thứ hai thang tầng thứ cao thủ, ở trên tay người ta có thể một quyền cũng không chịu nổi, thề đội thứ nhất đế tôn cảnh trưởng lão, cũng không gặp được làm hơn người nhà, hết lần này tới lần khác người này còn có thể thành là mình nữ tế, có thể mất hứng mà. Một đám đế tôn cảnh lão ra sông tới. Bảy miệng tám lớn lên và Diệp Thần tán dóc. Trang diện này, cảnh tượng này, xem được Lạc Giao một mặt đột nhiên, nói nhỏ, lần trước Diệp Thần lúc tới, sao không có thấy các ngươi hưng phấn như vậy đâu. Nàng ôm tay, tức giận suy nghĩ, Diệp Thí Thiên cũng mới và ta không lớn bao nhiêu, còn như mà các ngươi. Thật là nóng hổi được theo Diệp Thí Thiên một bối phận tựa như. Thiếu chút nữa cũng sắp đem Diệp Thí Thiên biến thành các ngươi thất lạc nhiều năm huynh đệ. Cái này nóng hổi sức lực, giả. Giả, quá giả. Lạc Giao cũng sắp không nhìn nổi, nghĩ lúc đó nàng mang Diệp Thần lúc trở lại, mình cha bộ kia cao cao tại thượng mạc dạng. Ngày hôm nay, mình mang Diệp Thí Thiên, cha cái này mạc dạng theo xem Diệp Thí Thiên, theo xem huynh đệ tốt tựa như. Các vị, không có nóng nảy hay không? Chúng ta ngồi xuống, từ từ nói. Diệp Thần đánh rất Lạc Vô Nhai và Lạc Giao nhị bá tay. Nhàn nhạt nói. Lạc gia thế hệ trước, ước chừng 6 vị cao cấp cường giả, trong đó Lạc Giao đại bá và nhị bá, cộng thêm lên 3 vị chấp pháp trưởng lão, cùng với Lạc gia đại hộ pháp, một khối đi cùng Diệp Thần ngồi ở trên bàn, đồng thời còn có đạo nguyên cảnh tầng 5 ngày Lạc Vô Nhai, Lạc Giao ngồi xuống phòng tiệc. Bên cạnh, những thứ khác bàn còn ngồi những thứ khác chấp pháp trưởng lão, hộ pháp cùng nhóm cường giả. Đều là đạo nguyên cảnh. Ước chừng 30 vị đạo nguyên cảnh. Bên cạnh, còn có mấy tọa là Lạc gia trẻ tuổi đồng lứa, từ nhập thánh cảnh đến hư vương cảnh đều có, số lượng không thiếu. Nhà giàu có đặc công, người đàn ông đừng quá xấu xa. Kích thước này, trên căn bản là Lạc gia toàn bộ điều động tới hoan nghênh tới Diệp Thần, cái trận này cho đặc biệt hiếm thấy, lão trong xanh lơ thiếu 4 thế hệ nam đều ở đây, trừ nữ còn ở trong nhà gia, những thứ khác có thể tới được đều tới. Lạc gia là sáng lập tại mấy trăm năm trước, cho nên còn duy trì một ít cổ xưa truyền thống. Đó chính là nghênh đón quý khách, đều là nam tới, nữ trên căn bản không ra khuê các, Lạc Giao ngược lại là một ngoại lệ, nếu không ngày hôm nay là có thể thấy được không thiếu Lạc gia người đẹp lui tới ngồi ở Diệp Thần chung quanh mời rượu châm trà. Diệp tiểu huynh đệ, công giúp tạo hóa. Có thể nói là thanh niên đồng lứa mẫu mực à. Lạc Vô Nhai thỉnh thoảng nhìn xem bên cạnh bàn đứng Hoàng Chiến Thiên các người, cười nói, bốn vị này cũng là tuyệt thế thiên tài, cái này cùng thiên phú và tu vi, ta Lạc gia đệ tử cũng xa xa, không bằng để cho bọn họ tất cả ngồi xuống, cùng uống rượu, ăn một chút gì chứ. Ngươi nói sao, Diệp tiểu huynh đệ? Không cần, Hoàng Chiến Thiên dẫn đầu nói, ta cùng thân làm nô mới, chủ nhân ở uống thức ăn lúc, ta cùng là chắc chắn không thể ngồi xuống. Hắn cung kính ôm quyền nói, mời Lạc gia mạc muốn làm khó chủ nhân nhà ta, ta cùng nô tài chính là phải đứng được. Nói xong, Hoàng Chiến Thiên, Hoàng Ngũ Thương, Hoàn Nhan Phá Quân các người, phân biệt đứng ở cái này tiệc rượu chung quanh, trên mình đạo nguyên tầng 9 ngày hơi thở nở rộ ra, mạnh mẽ cực kỳ, uy nghiêm ánh mắt quét nhìn những thứ khác Lạc gia người. Tựa như, một khi tiệc rượu có biến, bọn họ liền sẽ tuân theo Diệp Thí Thiên mệnh lệnh, phong tỏa toàn bộ tiệc rượu. Đại khai sát giới, hoặc là mỗi người đánh về phía một vị Lạc gia cao cấp cường giả, tiến hành chiến đấu. Bọn họ như vậy hành vi, nhưng là kinh hãi Lạc gia trẻ tuổi đồng lứa và thiếu niên đồng lứa.
Trẻ tuổi đồng lứa ngắm nhìn Hoàng Chiến Thiên cùng bốn người, không khỏi cảm thấy cả người không được tự nhiên, thậm chí không dám đi xem Hoàng Chiến Thiên, chỉ là xa xa ngưng mắt nhìn tiệc rượu trung gian Diệp Thần, liền kinh hồn bạt vía, không dám lỗ mãng. Cái này cùng nô tài, đều đủ để dây giết chúng ta. Thậm chí có thể cùng gia tộc trưởng lão một tranh thư hùng, vị kia Diệp Thí Thiên được có cường đại dường nào à? Ôm cái nghi vấn này, Lạc Vô Nhai mời một ly rượu, liền hỏi, Diệp tiểu huynh đệ, người công lực thâm hậu như vậy, không biết đến từ gia tộc nào. Hắn nâng ly lại kính Diệp Thần đồng lứa, lấy trêu ghẹo phương thức cười nói, ta phát hiện Giao Nhi tựa hồ có chút thích ngươi, không bằng các ngươi vui kết liền cảnh như thế nào. Lạc Giao nghe được phụ thân ngay chớp mắt chính là dự định đem nàng giao cho một người xa lạ, sắc mặt ngay tức thì mắc cỡ đỏ bừng đến mức tận cùng. Người đẹp yêu anh hùng. Nàng đối với Diệp Thí Thiên càng nhiều hơn chính là võ lực sùng bái, nhưng nếu phải nói thích, tuyệt đối không có ban đầu đối với Diệp Thần cảm giác mãnh liệt. Bất quá Diệp Thí Thiên và thôi ra vị kia so sánh, thật tốt hơn nhiều. Nếu như không cách nào lựa chọn mình hạnh phúc, Diệp Thí Thiên không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Ánh mắt nàng lóe lên nhìn về phía mang mặt nạ Diệp Thần, chờ đợi người sau câu trả lời. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là có chút sở khóc sở cười, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lạc Vô Nhai lại lên mình chủ ý. Hắn nhìn lướt qua Lạc Giao ánh mắt nhanh chóng né tránh. Đối với Diệp Thần mà nói, Lạc Giao cố nhiên là Côn Lôn hư người đẹp, lại nắm trong tay đan đạo, nhưng là hắn chỉ bất quá Lạc Giao làm bằng hữu mà thôi. Hắn cảm ơn Lạc Giao ở mình thời điểm nguy hiểm không chùn bước đứng lên, hết thảy các thứ này chẳng qua là vì báo đáp. Còn như hôn ước, Diệp Thần dưới mắt tự nhiên không thể nào tiếp thu. Vì vậy, Diệp Thần nói thẳng, ta đến từ gia tộc, thứ cho ta không thể nói. Còn như người vui kết liền cành, ta dưới mắt cừu địch quá nhiều, như vậy chỉ sẽ hơn Lạc Giao bất lợi, huống chi ta một người thói quen, còn hy vọng các ngươi thông cảm. Những lời này nói ra, cũng không có làm tổn thương Lạc Giao, nhưng là gián tiếp cự tuyệt. Lạc Vô Nhai nghe được câu này, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Còn như Lạc Giao, mặc dù không hy vọng và Diệp Thí Thiên phát sinh cái gì, nhưng là cái kết quả này hay là để cho nàng thất vọng mấy phần. Lạc Vô Nhai có chút không muốn buông tha trước mắt Diệp Thí Thiên, mới vừa muốn mở miệng, liền bị Lạc Giao ngắt lời nói, ba, Diệp tiên sinh nói cũng ở đây lý, chuyện này liền đến đây chấm dứt đi, còn hy vọng phụ thân có thể để cho ta tự lựa chọn hôn nhân. Lạc Giao giọng có chút cương quyết, ở nàng nhìn lại, nàng căn bản không muốn trở thành là Lạc gia giao dịch công cụ. Lạc Vô Nhai căn bản không nghĩ tới nữ nhi lại có thể chống đối mình, sắc mặt hắn có chút không vui, lạnh lùng nói, Lạc Giao, đừng lấy là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi có phải hay không còn băn khoăn cái đó Diệp Thần? Diệp Thần thực lực xác thực rất mạnh, lại có thiên phú, nhưng là ngươi có biết hắn và kính nước tiên sinh đánh cuộc. Đối mặt kính nước tiên sinh, hắn cố nhiên lại có thiên phú. Hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ta khuyên ngươi vẫn phải chết lòng đi. Ở Lạc Vô Nhai trong mắt, Diệp Thần vốn là hắn cậy thế đối tượng. Hắn thậm chí đối với ban đầu thái độ hối hận không thôi. Nhưng là bây giờ, khi nhìn thấy Diệp Thí Thiên tồn tại, hắn biết mình nên lựa chọn như thế nào. Cái này Diệp Thí Thiên so Diệp Thần trọng yếu trăm lần. Diệp Thần như thế nào đi nữa mạnh mẽ, trăm năm bên trong vậy vượt qua không được đế tôn cảnh. Mà trước mắt cái này Diệp Thí Thiên, nhưng là vô cùng có thể dòm ngó ngôi báu Côn Lôn hư đỉnh cấp tồn tại. Lạc gia phải không tiếc bất cứ giá nào tranh thủ. Lạc Giao nghe được phụ thân như vậy kết luận Diệp Thần sống chết, trong mắt tràn đầy một ít tức giận, chống đối nói, ba, ngươi đừng quên. Ban đầu Diệp Thần ở Trấn Đan hư tọa liền cái gì? Nếu như không có Diệp Thần, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách đứng ở chỗ này. Ngươi loại này nịnh nọt người. Cuối cùng có một ngày sẽ đem toàn bộ Lạc gia tống táng. Vô liêm sỉ, Lạc Vô Nhai sắc mặt hoàn toàn kéo xuống, lại là đưa tay ra một cái tát hướng Lạc Giao đi. Trưởng phong từng cơn, mắt xem muốn chạm được Lạc Giao, một cổ vô hình đợt khí nhưng là ngăn trở hết thảy. Mang mặt nạ Diệp Thần đã đứng ở Lạc Giao trước người. Hai vị không cần nói nữa. Diệp Thần ánh mắt quét qua tất cả mọi người tại chỗ, liền nói, Diệp Thần người này. Hắn chính là ta sư đệ, ít ngày nữa cũng tới Trấn Đan hư. Cái gì? Lạc Vô Nhai diễn cảm ngay tức thì hóa đá.
hắn thật là không thể nào tin nổi. Hắn lại là thanh âm run rẩy nói, Diệp tiên sinh, không thể nào. Diệp thần cái thằng nhóc đó, công lực kém như vậy, ban đầu mới nhập thánh cảnh, thế nào lại là ngài sư đệ? Mà Lạc Giao nhưng là trước mắt sáng lên, đuổi hỏi vội, Diệp tiên sinh, ngài nói Diệp thần là của ngài sư đệ. Đây là thật à? Đúng vậy, Diệp thần tiếp tục ổn định, cố làm cao thâm hơi gật đầu một cái. Lạc Vô Nhai thương tiếc một tiếng, nói, nguyên lai. Hối hận à? Hối hận ban đầu lại có thể không biết Diệp thần thân phận, còn không biết Diệp thần lại có Diệp Thí Thiên một cái như vậy lợi hại sư huynh à. Có thể dạy ra Diệp Thí Thiên như thế nhân vật lợi hại sư tôn, nhất định bất phàm, thậm chí có thể và Hàn Vân là một bối phận à. Hắn ban đầu, làm sao cũng không cầm Diệp thần lưu lại đâu. Lưu lại làm nữ tế cũng tốt à. Ai? Lạc Vô Nhai thương tiếc xong rồi, thần sắc khôi phục, lại nói, thật ra thì mà, sư huynh đệ đều giống nhau. Ta cảm thấy nhà ta Giao Nhi, phối hợp ngươi sư đệ vậy là tốt vô cùng. Chỉ là không biết, Diệp thần hắn đi nơi nào. Hắn nói qua hai ngày sẽ tới Trấn Đan Hư. Tựa hồ là vì đan đạo đại hội tới, muốn tìm một ít đan dược tới đột phá cảnh giới. Diệp thần tiếp tục chứa, nói, không biết lần này đan đạo đại hội, rốt cuộc có nhiều ít vị đan tôn tham dự đâu. Đan đạo đại hội, Lạc Vô Nhai sững sốt một chút, ngay sau đó giải thích, vốn là 10 năm sau mới sẽ cử hành. Nhưng là không biết tại sao hình thiên đan tôn liên hiệp mấy vị côn lôn hư lánh đời đan tôn cùng chung thúc dục thôi ra các gia tộc, trước thời hạn cử hành đan đạo đại hội. Còn dư lại linh nhất đan tôn và bạch vụ đan tôn, cùng với chúng ta Lạc gia vậy không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Trừ đan hư tháp linh nhất đan tôn và hình thiên đan tôn bên ngoài, thật ra thì côn lôn hư còn chiếm cứ mấy vị đan tôn. Ba gia tộc lớn, ba vị đan tôn đồng thời phát động đan đạo đại hội. Chúng ta còn dư lại hai gia tộc lớn và hai vị đan tôn, bởi vì thí sinh vấn đề, cho nên chỉ có thể đáp ứng. Không biết tại sao ta luôn cảm giác hình thiên đan tôn lần này trước thời hạn cử hành có âm mưu gì. Nguyên bản đan đạo đại hội là dùng để tuyển chọn tất cả lớn luyện đan sư thịnh sẽ. Đồng thời, năm vị đan tôn cũng sẽ đích thân kết quả, phân biệt luyện chế thượng cổ trăm linh đan, dùng cho khen thưởng trẻ tuổi nhất luyện đan sư, cùng với hai gia tộc. Trẻ tuổi luyện đan sư thi đấu, cuối cùng đạt được đệ nhất người, sẽ có được hai quả thượng cổ trăm linh đan. Thượng cổ trăm linh đan, hư vương cảnh dưới uống, một viên đủ để đột phá một cái cảnh giới lớn, đạo nguyên cảnh trên uống. Một viên có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Vì vậy, thượng cổ trăm linh đan đặc biệt chân quý, vật liệu đều là do năm gia tộc lớn, năm vị đan tôn tới chung nhau cung cấp. 10 cái thế lực cung cấp dược liệu. Diệp thần hỏi, tại sao là như thế nhiều thế lực, cùng nhau cung cấp? Lạc Vô Nhai khẽ mỉm cười, giải thích, bởi vì một lần là luyện chế 5 cái thượng cổ trăm linh đan, trừ đi trẻ tuổi luyện đan sư đạt được 2 quả bên ngoài, những thứ khác 3 cái trong 2 quả. Sẽ cung cấp cái năm gia tộc lớn ở giữa nhưng hai thứ khác gia tộc. Còn như một quả cuối cùng, chính là do đan tôn cửa xem tâm tình, ban thưởng cho tùy tiện một người. Lạc Vô Nhai giải thích xong, Diệp thần coi như là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Toàn bộ đan đạo đại hội, không chỉ là trẻ tuổi các luyện đan sư thi đấu, đồng dạng cũng là tất cả đại gia tộc thi đấu, thậm chí là năm đại đan tôn giữa thi đấu, nhất đến gần gia tộc và luyện đan sư. Cũng có thể được thưởng cổ trăm linh đan, dùng để đột phá cảnh giới. Năm đại đan tôn thi đấu, người mạnh nhất, có thể quyết định còn lại một quả thượng cổ bách linh đan nơi quy tụ. Thượng cổ bách linh đan đối với người bất kỳ, nhất là đế tôn cảnh dưới người mà nói, là đặc biệt chân quý. Bởi vì trừ đi trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài ra, những thứ khác đạo nguyên cảnh cường giả, muốn tăng lên một cảnh giới đều vô cùng khó khăn, rất nhiều người thường thường thật sớm lên cấp đạo nguyên cảnh. Nhưng cần cách nhau trăm năm, thậm chí 200-300 năm mới có thể đi lên cấp một tầng. Đạo nguyên cảnh tu mình đạo đối với năng lực mà nói, yêu cầu quá cao, tấn thăng quá mức khó khăn. Nhưng là thượng cổ bách linh đan nhưng có thể mau sớm hoàn thiện mình, đạo từ đó nhường đường nguyên cảnh cường giả càng đi về trước bước thêm một bước. Huống chi, tùy tiện xem một chút Lạc gia tiệc rượu giữa mọi người, đạo nguyên cảnh ước chừng 30 vị, rất lớn một số đều là lão già khẳng. Cắm ở đạo nguyên cảnh nhiều năm, khó mà tấn thăng, liền có thể biết thượng cổ bách linh đan chỗ chân quý. Còn như Diệp thần, hoàng chiến thiên các người,
hoàn toàn là năng lực cực cao, cơ hồ coi thường hoàn thiện, đạo, vấn đề, nước chảy thành sông liền có thể tu luyện tới đế tôn cảnh. Nhưng người như vậy, đối với Côn Lôn hư khổng lồ nhân khẩu mà nói, mỗi trăm năm cũng không quá mười mấy người thôi. Ta sư đệ, cố ý tham gia đan dược thi đấu. Ta biết hắn thiên phú luyện đan cực mạnh, cho nên đến lúc đó làm phiền Lạc gia chủ trợ giúp một hai. Diệp Thần đều đâu vào đấy tự thuật. Ngay sau đó, hắn cùng mọi người cùng nhau dùng cơm, các loại sơn chân hải vị, bảo nhân sâm cánh bụng đợi một chút phủ kín toàn bộ phòng tiệc, còn có chân quý hơn linh dược chế thành lạnh thức ăn. Đây mới là chân quý thức ăn, mỗi một phần lạnh thức ăn đều là dùng mấy trăm năm niên đại linh dược thành tựu nguyên vật liệu chế thành. Lạc gia bên này, mở tiệc, thật cao hứng. Một bên khác, Thôi gia nhưng là hoàn toàn tức giận. Thôi gia phòng khách, Thôi Viên nhất mặt sầu bi quét nhìn trước mắt rất nhiều cao thủ. Lần này Thôi gia tổn thất quá lớn, bề ngoài lực lượng, bây giờ Thôi gia đã kém hơn Lạc gia. Gia chủ, có trưởng lão đã từ bế quan bên trong đi ra. Một vị đạo nguyên cảnh ba tầng ngày hộ pháp tiến lên nói, bây giờ, thật đã đến muốn thức tỉnh tất cả trưởng lão trình độ à? Đúng, Thôi Viên thở dài một tiếng, trong lòng nói, gia tộc cường giả tổn thất gần phân nửa, không thể không thức tỉnh mấy vị kia. Những trưởng lão này, đều là đầu dựa vào huyết linh tộc sau đó, may mắn tránh khỏi tại khó khăn đế tôn cảnh cường giả. Phải biết chính là ban đầu Thôi gia thiếu chủ bị Diệp Thần chém chết, đối mặt linh nhất đan tôn cường thế, Thôi gia vậy tùy tiện tiện không dám động dùng cái này lực lượng. Nhưng là bây giờ, Thôi gia xảy ra chuyện lớn như vậy tình, như lại không thức tỉnh, tất nhiên là tai họa ngập đầu. Đem bọn họ thức tỉnh, nhất định có thể lưu chuyển cục diện. Thôi gia thông qua hoàng gia, vậy hướng huyết linh bí cảnh ở giữa sáu huyết linh tộc người đầu hàng. Nguyên bản dựa theo số người phân phối. Bọn họ trăm năm được giao ra hai người đế tôn cảnh cường giả, cung cấp huyết linh tộc người tàn sát, cũng là đưa đến gia tộc bọn họ trong đế tôn cảnh cường giả rất ít tình huống. Nhưng là đầu dựa vào huyết linh tộc sau đó, liền có thể mỗi cách nhau 300 năm, có một lần miễn tội cơ hội, có thể gìn giữ vậy trăm năm đào tạo ra được hai người đế tôn cảnh cường giả không bị đánh chết. Thôi gia thành lập 900 năm, ở thứ 300 thời điểm đầu phục huyết linh tộc. Nơi để bảo tồn xuống bốn vị đế tôn cảnh cường giả, lại mỗi một vị đế tôn cảnh cường giả, cũng để đạt tới tầng 4 ngày trình độ. Như vậy tu vi, ở càng gia tộc lớn trong có lẽ không coi vào đâu, nhưng là ở trấn Đan Hư, đã coi như là một cùng nhất đẳng cường giả. Vì để tránh cho bị người bên ngoài biết Thôi gia đầu dựa vào huyết linh tộc, nhất là những cái kia đan tôn. Cho nên, rất nhiều năm trước Thôi gia gia tộc liền để cho bốn vị đế tôn cảnh cường giả. Lấy bế quan tên núp ở gia tộc bên trong, ở có nguy nan thời điểm ra tay. Thôi Viên thở dài một tiếng, ban đầu mình nhi tử bị giết, hắn cũng không có nhúc nhích qua muốn những thứ này ẩn núp đế tôn cảnh trưởng lão xuất thủ ý tưởng. Hiện nay, không thể không để cho bọn họ ra tay. Gia chủ, không xong. Một vị hộ pháp vội vàng vọt vào. Thôi Viên con người đông lại một cái, lạnh lùng nói chuyện gì. Vậy hộ pháp vội vàng quỳ xuống, gia chủ, Lạc gia đã bắt đầu đối với chúng ta sản nghiệp ra tay. Phịch, Thôi Viên chợt vỗ bàn một cái, cả giận nói, Lạc Vô Nhai, ngươi cho là có Diệp Thí Thiên cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể coi trời bằng vung mà. Hắn yên lặng xuống lại nói, Diệp Thí Thiên, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Ngay tại Thôi Viên tức giận lúc đó, một cổ không thể địch nổi hơi thở ở cả nhà chấn động. Vậy bốn vị Thôi gia bế quan cao cấp cường giả vấn thế. Thôi Viên sau lưng một mặt phách tường lại là trực tiếp phá vỡ. Cuồng bạo đợt khí từ bên trong vọt ra. Cuồn cuộn bụi đất bên trong, bốn đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Ngươi chính là hiện đảm nhiệm gia chủ. Ngươi tên gọi là gì? Một nhóm bốn người từ ngoài cửa đi tới, mỗi cái trên mình cũng lưu chuyển cổ chi đạo uẩn, loang lổ gò má không nhìn ra là nhiều ít tuổi tới. Cả người áo bào đen cao vút, nhìn giống như cửu u bên trong giết đi ra ngoài âm hồn, làm không thiếu đạo nguyên cảnh cường giả rợn cả tóc gáy. Bốn cái ông già, một cái đeo kiếm, một cái cầm thương, hai cái sau lưng lơ lửng một tôn đỉnh lớn, hơi thở khủng bố, giống như ma vương vậy. Bọn họ chính là Thôi gia mấy trăm năm tới, tích lũy được bốn vị đế tôn cảnh cường giả, đều là đế tôn cảnh tầng 4 trời, thực lực khủng bố. Bái kiến các vị trưởng lão.
ta là gia chủ đương thời, Thôi Viên. Bốn vị trưởng lão, hôm nay ta Thôi gia nguy ở một sớm một chiều, trấn đan hư tới một cái trẻ tuổi cường giả, tên là Diệp Thí Thiên, đếm quyền liền đánh bể một vị Thôi gia cao cấp cường giả, không chỉ như vậy, ta Thôi gia nửa số lực lượng đều bị hủy đi. Cho nên, mời bốn vị trưởng lão ra tay, nhất định phải bắn chết cái này rác rưởi. Một vị trong đó mũi ưng trưởng lão, đeo kiếm tiến lên, là bốn đầu người lãnh, tên là Thôi Mệnh. Hắn liền hỏi, cụ thể sự việc, người tỉ mỉ nói đến cùng chúng ta nghe. Trưởng lão, Thôi Viên nào dám nói không, đầu đuôi gốc ngọn đem chuyện hôm nay nói ra. Nói xong, bốn vị trưởng lão mỗi người ngồi ở trên ghế, uy nghiêm ánh mắt làm được chung quanh Thôi ra cường giả, cả người không được tự nhiên, cảm giác giống như là bị bốn cái âm hồn định trụ vậy, rợn cả tóc gáy. Còn như hư vương cảnh các tu sĩ, căn bản không tư cách tiến vào bọn họ tai mắt. Thôi Mệnh trưởng lão nghe xong, trầm tư hồi lâu, ánh mắt quét qua trước mắt gia chủ và mấy vị trưởng lão, hỏi, ngươi nói đan đạo đại hội, sắp cử hành. Hình Thiên Đan Tôn bọn họ, đều ở đây tìm cách bên trong. Đúng vậy, Thôi Viên gật đầu. Cùng đan đạo đại hội sau đó, lại đánh chết Diệp Thí Thiên. Thôi Mệnh ánh mắt thâm trầm, nói, đan đạo đại hội là năm đại đan tôn và năm gia tộc lớn, chung nhau cử hành đại hội trước một tháng, không thể xuất hiện đại quy mô đế tôn cảnh cường giả quyết đấu. Nếu như chúng ta bây giờ đồng thời tiến vào Lạc Gia, vậy linh nhất đan tôn và còn lại mấy vị tất nhiên ra tay. Đến lúc đó, hoặc là diễn biến thành năm vị đan tôn đối chiến, hoặc là chính là Hình Thiên Đan Tôn ra tay. Những năm gần đây, Hình Thiên Đan Tôn hẳn cắm ở đế tôn cảnh giai đoạn trước, nhưng mạng giao thiệp vô cùng là rộng lớn, chúng ta không có thể đắc tội hắn. Năm đại đan tôn thi đấu, người mạnh nhất, có thể quyết định còn lại một quả thượng cổ trăm linh đan nơi quy tụ. Thượng cổ trăm linh đan đối với người bất kỳ, nhất là đế tôn cảnh dưới người mà nói, là đặc biệt chân quý. Bởi vì trừ đi trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài ra, những thứ khác đạo nguyên cảnh cường giả, muốn tăng lên một cảnh giới đều vô cùng khó khăn, rất nhiều người thường thường thật sớm lên cấp đạo nguyên cảnh, nhưng cần cách nhau trăm năm, thậm chí hai ba trăm năm mới có thể đi lên cấp một tầng. Đạo nguyên cảnh xây mình đạo đối với năng lực mà nói, yêu cầu quá cao, tấn thăng quá mức khó khăn. Nhưng là thượng cổ trăm linh đan nhưng có thể mau sớm hoàn thiện mình, đạo từ đó nhường đường nguyên cảnh cường giả càng đi về trước bước thêm một bước. Huống chi, tùy tiện xem một chút Lạc Gia tiệc rượu giữa mọi người, đạo nguyên cảnh ước chừng 30 vị, rất lớn một số đều là lão già khẳng, cắm ở đạo nguyên cảnh nhiều năm, khó mà tấn thăng, liền có thể biết thượng cổ trăm linh đan chỗ chân quý. Còn như Diệp Thần, Hoàng Chiến Thiên các người, hoàn toàn là năng lực cực cao, cơ hồ coi thường hoàn thiện, đạo, vấn đề, nước chảy thành sông liền có thể tu luyện tới đế tôn cảnh. Nhưng người như vậy, đối với Côn Lôn hư khổng lồ nhân khẩu mà nói, mỗi trăm năm cũng không quá mười mấy người thôi. Ta sư đệ, cố ý tham gia đan dược thi đấu. Ta biết hắn thiên phú luyện đan cực mạnh, cho nên đến lúc đó làm phiền Lạc gia chủ trợ giúp một hai. Diệp Thần đều đâu vào đấy tự thuật. Ngay sau đó, hắn cùng mọi người cùng nhau dùng cơm, các loại sơn chân hải vị, bảo nhân sâm cánh bụng đợi một chút phủ kín toàn bộ phòng tiệc. Còn có chân quý hơn linh dược chế thành lạnh thức ăn, đây mới là chân quý thức ăn, mỗi một phần lạnh thức ăn đều là dùng mấy trăm năm niên đại linh dược thành tựu nguyên vật liệu chế thành. Lạc gia bên này, mở tiệc, thật cao hứng. Một bên khác, Thôi gia nhưng là hoàn toàn tức giận. Thôi gia phòng khách, Thôi Viên nhất mặt sầu bi quét nhìn trước mắt rất nhiều cao thủ. Lần này Thôi gia tổn thất quá lớn, bề ngoài lực lượng, bây giờ Thôi gia đã kém hơn Lạc gia. Gia chủ, có trưởng lão đã từ bế quan bên trong đi ra. Một vị đạo nguyên cảnh ba tầng ngày hộ pháp tiến lên nói bây giờ, thật đã đến muốn thức tỉnh tất cả trưởng lão trình độ à? Đúng, Thôi Viên thở dài một tiếng, trong lòng nói gia tộc cường giả tổn thất gần phân nửa, không thể không thức tỉnh mấy vị kia. Những trưởng lão này, đều là đầu dựa vào huyết linh tộc sau đó, may mắn tránh khỏi tại khó khăn đế tôn cảnh cường giả. Phải biết chính là ban đầu Thôi gia thiếu chủ bị Diệp Thần chém chết, đối mặt linh nhất đan tôn cường thế, Thôi gia vậy tùy tiện tiện không dám động dùng cái này lực lượng. Nhưng là bây giờ, Thôi gia xảy ra chuyện lớn như vậy tình, như lại không thức tỉnh, tất nhiên là tai họa ngập đầu. Đem bọn họ thức tỉnh,
nhất định có thể lưu chuyển cục diện. Thôi ra thông qua hoàng gia, vậy hướng huyết linh bí cảnh ở giữa 6 huyết linh tộc người đầu hàng. Nguyên bản dựa theo số người phân phối, bọn họ trăm năm được giao ra 2 người đế tôn cảnh cường giả, cung cấp huyết linh tộc người tàn sát, cũng là đưa đến gia tộc bọn họ trong đế tôn cảnh cường giả rất ít tình huống. Nhưng là đầu dựa vào huyết linh tộc sau đó, liền có thể mỗi cách nhau 300 năm, có một lần miễn tội cơ hội, có thể gìn giữ vậy trăm năm đào tạo ra được 2 người đế tôn cảnh cường giả không bị đánh chết. Thôi ra thành lập 900 năm, ở thứ 300 thời điểm đầu phục huyết linh tộc. Nơi để bảo tồn xuống 4 vị đế tôn cảnh cường giả, lại mỗi một vị đế tôn cảnh cường giả, cũng để đạt tới tầng 4 ngày trình độ, như vậy tu vi, ở càng gia tộc lớn trong có lẽ không coi vào đâu. Nhưng là ở trấn Đan Hư, đã coi như là một cùng nhất đẳng cường giả. Vì để tránh cho bị người bên ngoài biết thôi ra đầu dựa vào huyết linh tộc, nhất là những cái kia đan tôn. Cho nên, rất nhiều năm trước thôi ra gia tộc liền để cho 4 vị đế tôn cảnh cường giả, lấy bế quan tên núp ở gia tộc bên trong, ở có nguy nan thời điểm ra tay. Thôi Viên thở dài một tiếng, ban đầu mình nhi tử bị giết. Hắn cũng không có nhúc nhích qua muốn những thứ này ẩn núp đế tôn cảnh trưởng lão xuất thủ ý tưởng. Hiện nay, không thể không để cho bọn họ ra tay. Gia chủ, không xong. Một vị hộ pháp vội vội vàng vàng vọt vào. Thôi Viên con người đông lại một cái, lạnh lùng nói chuyện gì. Vậy hộ pháp vội vàng quỳ xuống, gia chủ, Lạc gia đã bắt đầu đối với chúng ta sản nghiệp ra tay. Phịch, Thôi Viên chợt vỗ bàn một cái. Cả giận nói Lạc Vô Nhai, ngươi cho là có Diệp Thí Thiên cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể coi trời bằng vung mà. Hắn yên lặng xuống lại nói Diệp Thí Thiên, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Ngay tại Thôi Viên tức giận lúc đó, một cổ không thể địch nổi hơi thở ở cả nhà chấn động. Vậy 4 vị thôi ra bế quan cao cấp cường giả vấn thế. Thôi Viên sau lưng một mặt phách tường lại là trực tiếp phá vỡ. Cuồng bạo đợt khí từ bên trong vọt ra. Âm sập, cuồn cuộn bụi đất bên trong, 4 đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Ngươi chính là hiện đảm nhiệm gia chủ. Ngươi tên gọi là gì? Một nhóm 4 người từ ngoài cửa đi tới, mỗi cái trên mình cũng lưu chuyển cổ chi đạo uẩn, loang lổ gò má không nhìn ra là nhiều ít tuổi tới. Cả người áo bào đen cao vút, nhìn giống như cửu u bên trong giết đi ra ngoài âm hồn, làm không thiếu đạo nguyên cảnh cường giả rợn cả tóc gáy. 4 cái ông già, một cái đeo kiếm, một cái cầm thương, 2 cái sau lưng lơ lửng một tôn đỉnh lớn, hơi thở khủng bố, giống như ma vương vậy. Bọn họ chính là thôi ra mấy trăm năm tới, tích lũy được 4 vị đế tôn cảnh cường giả, đều là đế tôn cảnh tầng 4 trời, thực lực khủng bố. Bái kiến các vị trưởng lão, ta là gia chủ đương thời, Thôi Viên. 4 vị trưởng lão, hôm nay ta thôi ra nguy ở một sớm một chiều. Trấn Đan Hư tới một cái trẻ tuổi cường giả, tên là Diệp Thí Thiên, đếm quyền liền đánh bể một vị thôi ra cao cấp cường giả, không chỉ như vậy, ta thôi ra nửa số lực lượng đều bị hủy đi. Cho nên, 14 vị trưởng lão ra tay, nhất định phải bắn chết cái này rác rưởi. Một vị trong đó mũi ưng trưởng lão, đeo kiếm tiến lên, là 4 đầu người lãnh, tên là Thôi Mệnh. Hắn liền hỏi cụ thể sự việc, người tỉ mỉ nói đến cùng chúng ta nghe. Trưởng lão, Thôi Viên nào dám nói không, đầu đuôi gốc ngọn đem chuyện hôm nay nói ra. Nói xong, 4 vị trưởng lão mỗi người ngồi ở trên ghế, uy nghiêm ánh mắt làm được chung quanh thôi ra cường giả, cả người không được tự nhiên, cảm giác giống như là bị 4 cái âm hồn định trụ vậy, rợn cả tóc gáy. Còn như hư vương cảnh các tu sĩ, căn bản không tư cách tiến vào bọn họ tai mắt. Thôi Mệnh trưởng lão nghe xong, trầm tư hồi lâu. Ánh mắt quét qua trước mắt gia chủ và mấy vị trưởng lão, hỏi ngươi nói đan đạo đại hội, sắp cử hành. Hình Thiên đan tôn bọn họ, đều ở đây tìm cách bên trong. Đúng vậy, Thôi Viên gật đầu. Cùng đan đạo đại hội sau đó, lại đánh chết Diệp Thí Thiên. Thôi Mệnh ánh mắt thâm trầm, nói đan đạo đại hội là 5 đại đan tôn và 5 gia tộc lớn, chung nhau cử hành đại hội trước 1 tháng, không thể xuất hiện đại quy mô đế tôn cảnh cường giả quyết đấu. Nếu như chúng ta bây giờ đồng thời tiến vào Lạc gia, vậy linh nhất đan tôn và còn lại mấy vị tất nhiên ra tay. Đến lúc đó, hoặc là diễn biến thành 5 vị đan tôn đối chiến, hoặc là chính là Hình Thiên đan tôn ra tay. Những năm gần đây, Hình Thiên đan tôn hẳn cắm ở đế tôn cảnh giai đoạn trước,
nhưng mạng giao thiệp vô cùng là rộng lớn, chúng ta không có thể đắc tội hắn. Giờ phút này, Trấn Đan Hư nơi nào đó cao lầu bên trong. Một nơi trong phòng Tổng thống, Diệp Thần và Hoàng Chiến Thiên các người cư ngụ ở trong đó. Diệp Thần hỏi, phía sau người theo dõi, giải quyết sao? Chủ nhân, đã toàn bộ giải quyết, lại không có ai biết, chúng ta tiến vào tòa cao ốc này. Hoàng Chiến Thiên hồi báo. Diệp Thần gật đầu một cái, an tĩnh trừ đi mặt nạ, từ Diệp Thí Thiên, khôi phục được Diệp Thần mạc dạng, đồng thời khí tức trên người vậy hoàn toàn khôi phục, lại nữa tái hiện cái loại đó quả quyết sát phạt ma thần hơi thở, ngược lại hơi thở so với là bình tĩnh. Hoàng Chiến Thiên, Hoàn Nhan Phá Quân các người nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, hoàn toàn chấn trụ. Từ huyết linh bí cảnh bắt đầu, bọn họ liền không thấy mặt trước thanh niên lấy xuống mặt nạ. Cho nên căn bản không biết Diệp Thần bên ngoài như thế nào. Nhưng mà trước mắt, bọn họ thiết thiết thực thực thấy được Diệp Thần chủ nhân dáng vẻ. Bọn họ đều ở đây lạc gia cũng xem qua Diệp Thần tấm ảnh, làm sao Diệp Thần và chủ nhân, như vậy tương tự. Không, đơn giản là giống nhau như đúc à. Hoàng Chiến Thiên hỏi, chủ nhân, ngài, chính là lạc gia nói Diệp Thần. Dĩ nhiên, Diệp Thần cũng không che giấu. Dù sao mình và bọn họ bốn người ký kết khế ước, bốn người hơi có phản bội tâm tư, liền sẽ bị lửa cháy mạnh thiêu hủy thần hồn, biết thân phận cũng không có cái gì chẳng qua. Ta chính là Diệp Thần, đồng thời, ta cũng là Diệp Thí Thiên. T. Bốn người ngược lại hít một hơi khí, Hoàng Ngũ Thương hỏi, chủ nhân, Côn Lôn Hư người những người khác cũng không biết ngươi cái thân phận này. Diệp Thần gật đầu một cái, để cho bọn họ chớ nói ra ngoài, cũng nói, ngày sau. Ta còn cần Diệp Thí Thiên cái thân phận này. Đan đạo trong đại hội, các ngươi thường nói là Diệp Thí Thiên để cho các ngươi đi theo ta, liền có thể. Chúng ta rõ ràng. Xin hỏi chủ nhân, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Hoàng Chiến Thiên hỏi thăm. Diệp Thần con ngươi ngưng mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, liền cùng ba ngày sau đan đạo đại hội. Cùng lúc đó, một nơi đất thần bí. Nơi này huyết khí lượn lờ, thương khung đều là mang một tia nhàn nhạt màu máu. Một vòng mặt trời chói chang và huyết nguyệt đồng thời treo cao bầu trời mênh mông. Càng mấu chốt là nơi này linh khí cực kỳ đậm đà. Vượt xa Côn Lôn Hư gấp mấy lần. Một khi ở chỗ này tu luyện, tất nhiên có cực kỳ kinh khủng hiệu quả. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này tất nhiên sẽ phát hiện nơi đây và huyết linh bí cảnh cực kỳ tương tự. Mà ở chỗ này một nơi cực kỳ cổ xưa kiến trúc bên trong. Kiến trúc ra một khối to lớn linh thạch trên có khắc già dặn có lực ba chữ to. Huyết linh tộc. Nơi này chính là huyết linh tộc chiếm cứ dù sao cũng năm lãnh địa, lại là vô số huyết linh tộc cường giả nơi ra đời. Kiến trúc chỗ sâu, một tòa cực kỳ kinh khủng trận pháp chi địa. Vô số hơi thở kinh khủng cường giả ngồi xếp bằng, hấp thu thiên địa linh khí. Những cường giả này nhất ở giữa có một cái hình tròn to lớn cột đá. Cột đá phía trên nhất ngồi một cái khô gầy như que củi ông già. Ông già tóc hoa râm, râu rất dài, quanh thân tản ra cực mạnh đạo vận. Thậm chí có vô số linh phù vờn quanh toàn thân. Hắn tròng mắt nhắm, ấn đường càng là có một đạo đỏ thấm quang. Giống như con mắt thứ ba. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này... Tất nhiên sẽ phát hiện ông già ấn đường vậy đỏ thấm quang và hắn mi tâm tình trạng cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá hắn ấn đường câu thông là cửu u địa ngục. Mà đây cái ông lão ấn đường nhưng là câu thông huyết linh tộc cấm địa. Cả thế giới bởi vì nhiều cường giả như vậy thay đổi cực kỳ yên tĩnh. Đột nhiên, một đạo gió lớn cuốn lên, ông già tròng mắt đột nhiên mở ra. Phun ra một ngụm máu tươi. Dưới đài rất nhiều cường giả tự nhiên cũng là cảm nhận được cái gì, vô số đạo con ngươi mở ra. Kinh hoàng, sợ hãi, lo âu. Sư phụ, ngài thế nào? Sư phụ, ngài bế quan ngàn năm, chẳng lẽ trước thời hạn xuất quan? Vô số thanh âm vang khắp. Có thể gặp ông già ở nơi này nhóm huyết linh tộc cường giả trong lòng trọng yếu bực nào. Mà lão kia người đối với chung quanh hết thảy hoàn toàn không quan tâm. Hắn sắc mặt cực kỳ hắc, thậm chí tràn đầy tức giận. Máu hắn khí đột nhiên cực kỳ đậm đà. Rốt cuộc là ai? Ai dám giết ta ở vị diện cấp thấp an bài người huyết linh tộc? Rốt cuộc là ai? Rác rưởi kia Côn Lôn Hư,
lại có ai tư cách đồng thời để cho 6 người chết? Vì sao ta ấn đường truyền tới đau nhói cảm giác? Chẳng lẽ huyết linh tộc xảy ra đại sự? Ông già tức giận trong mắt càng phát ra bất an. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngón tay bắt pháp quyết, ngưng tụ ra một bức tranh. Mà trong hình, chính là từng cái cổ xưa cột đá. Mỗi một cái cột đá trên cũng quấn quanh máu này khí bao trùm xiềng xích. Mà xiềng xích hạ lại là từng vị rơi vào ngủ say đại năng. Ước chừng trăm tỏa, chính là luân hồi mộ địa bị kẹt đại năng. La Vân Thiên, Trần Kình Thương, Giết Hại Đạo Quân, Biển Cả Bình, Trần Thiên Lê, Đoạn Lôi Nhân, Bất Diệt Đứng Đầu, Lâm Thanh Huyền, Mạc Ngưng Nhi, Huyết Thất Giả cũng ở trong đó. Ông già gặp những thứ này bị kẹt người không có bất cứ ba động gì, chậm rãi khạc ra một hơi, khá tốt. Những người này bất kỳ một vị biến mất, đối với hắn mà nói đều là thiên đại chuyện. Thậm chí có thể để cho huyết linh tộc vĩnh viễn biến mất. Đột nhiên, ông già con ngươi đông lại một cái, lạnh như băng con ngươi bắn xuống phía dưới. Thanh âm già nua vang lên, Côn Lôn Hư có tình huống phát sinh, 6 vị tộc nhân ly kỳ chết, ta muốn biết, khoảng cách trăm năm còn bao lâu. Một cái trong đó người đàn ông trung niên từ trong đám người đi ra, quỳ xuống ông già phía dưới, cung kính nói, khải bẩm sư phụ, còn có một năm dài. Vậy chỉ bất quá Côn Lôn Hư chỗ ở trái đất là thấp võ vị diệt, những năm gần đây. Những con kiến hôi kia cơ hồ bị chúng ta ép khô tài nguyên tu luyện, chân chính bước vào đế tôn cảnh có hay không ngàn người cũng không nhất định, làm sao có thể xảy ra trạng huống. Còn nữa, trừ một ít Côn Lôn Hư gia tộc và thế lực cùng chúng ta có liên lạc trở ra, nơi đó hẳn không có người huyết linh tộc mới đúng. Ông già nghe được câu này hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, cái đó người đàn ông trung niên tại chỗ hóa là một phiến xương máu. Ta không thích có người nghi ngờ ta. Đã như vậy, ngươi liền không có tư cách lưu. Mọi người thấy sư phụ nổi giận, sắc mặt đồng loạt tái nhợt. Không dám thở mạnh một cái. Ông già trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống mọi người, hai tay chắp sau lưng, xuống một cái kiên định quyết định. Mặc dù còn có một năm thời gian, nhưng là lần này ta luôn cảm giác Côn Lôn Hư không đúng, giống như có một cái đổ sộ biến số lớn tồn tại, Ngụy trưởng lão. Một năm thời gian ta không chờ được. Người trước mang mấy vị huyết linh tộc cường giả đi trước vậy cái rác dưới chi địa Côn Lôn Hư cha xem. Điều tra rõ người huyết linh tộc nguyên nhân cái chết, bất kể như thế nào, nhất định phải đem động thủ người đầu lâu mang về. Thanh âm lạnh như băng vang khắp. Một cái mặc cái này đạo bào ông già đi ra, gật đầu một cái, không nói nhảm, trực tiếp gọi mấy vị cường giả, hoàn toàn biến mất. Móc lửng, cùng Ngụy trưởng lão sau khi biến mất. Ông già nhìn về phía thương khung, ngón tay khẽ nhúc nhích, tình tượng lại có thể đấu chuyển, chẳng lẽ trong truyền thuyết nắm trong tay luân hồi người muốn vấn thế? Cũng không biết chuyện này và Côn Lôn Hư có liên lạc hay không? Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Huyết linh tộc sự việc, Diệp Thần tự nhiên không biết. Mấy ngày nay, hắn duy nhất làm sự việc chính là nghiên cứu đan đạo. Bước vào đạo nguyên cảnh sau đó, hắn đối với đan đạo nắm trong tay càng kinh khủng hơn. Hơn nữa Thánh Thảo Điện lấy được một ít thứ, để cho Diệp Thần đan đạo cực kỳ mạnh mẽ. 3 ngày sau, Côn Lôn Hư, đan đạo đại hội bình thường cử hành. 5 đại đan tôn, 5 gia tộc lớn hội tụ, ở vào trấn đan hư trung ương, xây dựng lên to lớn lôi đài, dài đến 1000 mét, chiều rộng 100 mét, phía trên bầy đầy từng cái phong cách cổ xưa đan đỉnh, quanh quẩn tơ tia tử khí, thật giống như viễn cổ lưu truyền xuống vậy, chiều cao nửa trượng, dài rộng có 1 mét. Hình thái tương tự thế chân vạc 3 chân lớn gam đỉnh. Như vậy đan đỉnh, chừng 30 đỉnh chi hơn. Phía trước, còn có cao chiều rộng dài tất cả 1 trượng đồng xanh đan đỉnh, tản mát ra đạo đạo linh lực, phong cách cổ xưa mà tràn đầy đạo uẩn, thần bí tôn quý, chính là 5 đại đan tôn luyện chế đan dược dùng đan đỉnh, chỉ riêng tràn ra linh lực, liền đủ để trấn áp còn lại 30 tôn đan đỉnh. Lôi đài cỡ đó. Phân biệt ngồi 5 đại đan tôn và 5 gia tộc lớn gia chủ. Linh nhất đan tôn đứng dậy tới, cả người thanh bào nghiêm nghị, mắt nhìn xuống qua chung quanh lôi đài hàng ngàn hàng vạn người xem, liền vẫy tay gian đánh ra từng đạo sóng âm như mặc kim đá vụn, tựa như từng đạo sóng biển như nhau xông ra ngoài, đem muôn vàn người xem miễn cưỡng bước lùi mấy chục bước. Hắn hài lòng gật đầu một cái, nói, khoảng cách này liền xong hết rồi. Hôm nay là đan đạo đại hội. Cũng không phải là lôi đài tỷ võ, dựa vào gần như vậy làm gì,
chẳng lẽ là muốn cho người dự thi ăn gian? Bình thản thanh âm, lại có vô cùng sức lớn tính, truyền tới mỗi người bên tai. Ngay lập tức gian, muôn vàn quần chúng rối rít cúi đầu, không dám nhìn thẳng Linh Nhất Đan Tôn, yên lặng sau lùi lại mấy bước, lưu lại nữa một phiến đất trống. Quần chúng đang mong đợi đan đạo đại hội, bởi vì đan đạo đại hội các luyện đan sư, cũng sẽ ở luyện đan kết thúc do năm đại đan tôn giám định phẩm chất sau đó, đem đan dược hiện trường bán ra. Mặc dù là trẻ tuổi luyện đan sư, nhưng dẫu sao đều phải luyện chế tăng lên công lực đan dược, tự nhiên sẽ làm quần chúng hưng phấn. Đan đạo đại hội, bởi vì là lần trước đan thần pho tượng bể tan tành, cho nên do bổn tôn thành tựu tổng trọng tài. Bây giờ, đan đạo đại hội chính thức bắt đầu. Linh Nhất Đan Tôn nhìn thấy quần chúng trong đứng Diệp Thần, thần giác buộc vòng quanh vẻ mỉm cười, lại nói, lần này đan đạo đại hội, bổn tôn đem sẽ luyện chế nhiều một viên thượng cổ bách linh đan, đem ở hiện trường nhân trung lựa chọn một người ban cho. Cái gì? Lạc Vô Nhai kinh ngạc ngắm nhìn Linh Nhất Đan Tôn, tính toán nói, vốn là 5 viên thượng cổ bách linh đan, bây giờ là 6 viên. Hư vương cảnh tầng 5 uống một viên cũng đủ để thành là đạo nguyên cảnh cường giả. 6 viên thượng cổ bách linh đan à? Đủ để đúc ra 6 vị đạo nguyên cảnh. Cho dù không tính là ban thưởng cho luyện đan sư cấp cao nhất 2 cây, những thứ khác 4 viên, vậy đủ để đúc ra 4 vị đạo nguyên cảnh cao thủ à? Đạo nguyên cảnh. Ở huyết linh bí cảnh trong không tính là đặc biệt lớn gì cao thủ, nhưng là ở chấn đan hư, đế tôn cảnh cường giả không ra, trên căn bản chính là đạo nguyên cảnh cường giả thiên hạ, lớn như vậy Lạc gia, Thôi gia, trải qua mấy trăm năm lắng đọng, cũng mới 30-40 vị đạo nguyên cảnh cường giả thôi. Lần này đan đạo đại hội, 30 vị trẻ tuổi luyện đan sư, cần luyện chế thượng cổ bách linh đan, ngộ linh đan, hỏa đan, nước đan, thiên hoàng đan cùng một loại trong đó. Thời hạn 3 tiếng ra đan, đến lúc đó do ra đan số lượng, phẩm chất để phân chia hạng. Linh Nhất Đan Tôn dừng lại chút, hai tay nâng lên, nhất thời ánh sáng tím rượu ngày, hóa thành một phiến uông dương tiệc cuốn lên bầu trời, xông lên tan rã liền tầng mây, đáp xuống, ở vào một cái nhà trăm tầng nóc, đánh một người trong đạo nguyên cảnh tầng 5 ngày người đồ đen. Ánh sáng tím ngút trời, đánh tới cao lầu trên, làm được chung quanh rất nhiều cao lầu đều rung. Bót sát. Người đồ đen toàn thân nổ lên, hóa thành thịt vụn ngã xuống. Linh Nhất Đan Tôn thu công lực, đứng chắp tay, đôi mắt như tháng chạp hàn băng, cả người quanh quẩn khí tức lãnh liệt, nói, đan đạo đại hội, hết thảy đi đi thăm người, tất cả muốn hiển lộ thân phận, nếu không từ, thì coi là âm thầm muốn ăn cắp luyện đan sư thành quả hạng người, một mực chu diệt. Mỗi luyện đan sư luyện đan, luôn là sẽ có chút nghèo khó hạng người, dựa vào tu vi tới cưỡng ép cướp lấy đan dược. Đối với cái này cùng cướp lấy đan dược hạng người, Linh Nhất Đan Tôn từ trước đến giờ là trực tiếp tiêu diệt. Linh Nhất Đan Tôn nói sau nói, cần cho biết các vị là, hỏa đan, nước đan, thiên hoàng đan đều là cấp 7 linh đan, vô luận phẩm chất khá hơn nữa, gia đan tính lại hơn, đều không thể đứng vào trước năm. Ngộ linh đan là bát phẩm linh đan, dược liệu là thượng cổ bách linh đan một nửa. Thượng cổ bách linh đan là cửu phẩm linh đan, như chỉ có một người luyện chế ra, thì coi là luyện đan sư cấp cao nhất, mặc dù có người luyện chế ra cực phẩm phẩm chất 12 viên ngộ linh đan, cũng chỉ có thể lâm vào là thứ hai. Nhiều hơn nữa bát phẩm linh đan, cũng không bằng cửu phẩm linh đan. Cho nên, luyện chế thượng cổ bách linh đan, mới là mấu chốt. Nhưng dẫu sao là có thể để cho hư vương cảnh tầng 5 trời, trực tiếp bước vào đạo nguyên cảnh đan dược, muốn luyện chế, biết bao dễ dàng. Bây giờ, xin mời 30 vị trẻ tuổi luyện đan sư, leo lên lôi đài. Linh Nhất Đan Tôn nói xong, vẫy tay ra một phiến dáng ngũ sắc tách thả ra, nhu hòa tầng mây hóa thành một mặt đám mây chi thang, đem đất mặt và trăm thước cao lôi đài tương liên tiếp. 30 vị trẻ tuổi luyện đan sư, lớn hơn đều ở đây mười mấy tuổi đến trên dưới 30 tuổi, trong đó bao gồm Diệp Thần, Thôi Nguyệt, Nhược Hàm, Lạc Phương các người. Thôi Nguyệt ngược lại là không nghĩ tới Diệp Thần thật sẽ đến. Trong mắt lại là bắn tán loạn ra từng đạo ngọn lửa. Thôi gia và Diệp Thần đã sớm thù không đợi trời chung. Bất kể như thế nào, lần này tuyệt đối muốn cho Diệp Thần trả giá thật lớn. Bất quá Thôi Nguyệt rất nhanh liền cảm nhận được Linh Nhất sớm tôn đưa mắt nhìn, vội vàng thu liễm sát ý, suy nghĩ đám mây chi thang đi. Mọi người cùng chung bước lên đám mây chi thang,
từng bước đi lên, 100 mét thang lầu, phân làm 33 cấp. Hô hô! Diệp Thần từng bước đi lên, liền cảm giác huyết khí trong cơ thể lực lượng cũng đang tiếp thụ đám mây chi thang tẩy rửa. Lũ lũ đám mây phiêu giật ra, quanh quẩn ở Diệp Thần chung quanh, kích hoạt ra thịt huyết mạch, trong cơ thể vậy cổ luyện đan đan hỏa bị đám mây chọn được hừng hực cháy, sau đó kinh mạch và xương cốt, vậy bị đánh vào. Điểm này độ khó, chỉ muốn làm khó ta. Tán. Diệp Thần điều động lực lượng, ngạch tức thì chế trụ trong cơ thể đan hỏa, lại là một quyền đánh ra, đánh tan chung quanh đám mây, sải bước đi lên, rất nhanh liền đến cấp 20, sau đó đi lên, đám mây lực vậy càng ngày càng mạnh, vẫn như cũ khó mà ngăn trở Diệp Thần. Đáng chết, Diệp Thần tên kia thân xác là làm gì à? Ở đám mây dưới áp chế, lại còn đi nhanh như vậy. Thôi Nguyệt cắn răng nghiến lợi, cả người mồ hôi đầm đìa, trong cơ thể đan hỏa đang hừng hực cháy, đánh vào thân thể các nơi. Hắn dừng lại ở 17 cấp, cảm giác mỗi mại động một bước, cả thân đau đớn cũng càng phát ra gia tăng gấp đôi, ngẩng đầu ngắm nhìn cao hơn Diệp Thần lúc, đáng chết khốn kiếp, lại có thể nhanh như vậy. Diệp Thần cũng quá nhanh đi, thì đã mau đạp lên lôi đài. Lạc Phương thở hổn hển hả giận, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía trên Diệp Thần. Mỗi đi tiến một bước, trên mình kinh mạch bị đánh vào liền gia tăng gấp đôi. Không dứt khảo nghiệm thân xác, càng khảo nghiệm trong cơ thể đan hỏa, đau được giống như vạn kiến gặm ăn vậy, Diệp Thần như thế sẽ đi lên được nhanh như vậy. Diệp Thần lần trước, không chỉ là đạt tới hư cấp luyện đan sư mà. Làm sao lần này, ở thang mây lên đi được nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn thân xác, đi qua lột xác à? Người còn lại, Nhược Hàm. Cùng với những thứ khác trong ba gia tộc thiên tài đệ tử, Vương Phương, Cổ In giấu cùng với Lưu Nguyệt đợi một chút, đều còn ở 16-17 cấp khó khăn đi lên, còn như những thứ khác tán tu luyện đan sư, cũng mới khó khăn lắm leo lên thứ cấp 10, khó có thể tưởng tượng Diệp Thần lại có thể đi lên được nhanh như vậy. Ồ, làm sao cảm giác thân thể có chút xốp giòn cảm giác từ bên tai. Diệp Thần leo lên thứ 32 cấp, nhìn chung quanh xem. Làm sao cái này đám mây để cho ta có chút xốp giòn cảm giác tê tê. Tính. Hắn cả người chấn động một cái mạnh mẽ huyết khí hóa thành xương máu, trực tiếp xua tan đám mây, hắn một bước leo lên 33 cấp. Lại một bước, trực tiếp leo lên 100 mét lôi đài. Leo lên. Lại có thể nhanh như vậy liền leo lên lôi đài, tại sao có thể như vậy? Cái này cũng quá nhanh đi. Nhược Hàm, Lạc Phương. Thôi Nguyệt cùng người thần sắc kinh ngạc nhìn về phía chỗ cao Diệp Thần. Bọn họ ngưng mắt nhìn Diệp Thần bóng người, lại tiếp tục vừa thấy mình, đến nay còn chưa leo lên 25 cấp. Hắn Diệp Thần có thể làm được, khó khăn đến ta không làm được. Thôi Nguyệt hồn nhiên bỏ mặc bước nhanh đi về trước, quanh thân đám mây càng ngày càng nhiều, trên mình cảm giác vậy do con kiến gặm ăn, biến thành lửa cháy bừng bừng thiêu hủy. Hắn nhanh chóng mấy bước, bước lên 31 cấp. À! Thôi Nguyệt hét thảm lên, cảm giác trên người có vô số dã thú đang gặm ăn mình, sắc mặt đều đau được vặn vẹo. Phịch! Mạnh mẽ đám mây lực, giống như búa tạ vậy, đánh vào Thôi Nguyệt trên mình. Thôi Nguyệt cuồng phún một ngụm máu tươi, trực tiếp lăn xuống, té xuống 30 cấp, 20 cấp 9. Thẳng dừng lại ở cấp 20 vị trí, cả người lửa cháy mạnh thiêu hủy và gặm ăn cảm giác, mới giảm bớt một ít. Hừ! Thực lực không đủ từ từ đi lên cho giỏi, còn vọng tưởng cưỡng ép đi về trước sông lên. Không chết vậy được trọng thương. Linh Nhất Đan Tôn căn bản không xem lăn xuống đi Thôi Nguyệt, ngược lại là một mặt nụ cười tiến lên đón Diệp Thần, nhỏ giọng nói, người quả nhiên tới, lấy ngươi thiên phú, đủ để trấn áp toàn trường. Linh Nhất Đan Tôn nhẹ nhàng vỗ một cái Diệp Thần bả vai, nói, vậy nhiều thượng cổ bách Linh Đan, chính là cho ngươi chuẩn bị. Hy vọng ngươi có thể mau sớm gặp phải ngươi sư huynh Diệp Thí Thiên. Được, Diệp Thần gật đầu một cái, liền đi tới lôi đài ngay chính giữa, ánh mắt quét qua còn lại 4 vị đan tôn, 5 vị gia tộc, thần giác mở ra nụ cười, cuối cùng ánh mắt gắt gao rơi vào Thôi gia gia chủ Thôi Viên trên mình, nhàn nhạt nói, không biết Thôi gia gia chủ, gần đây tang sự làm được như thế nào. Nếu như quan tài không đủ dùng, ta Diệp Thần ngược lại là có thể tặng miễn phí các ngươi mấy cái quan tài. Cuồng ngông. Trước mặt mọi người, trực tiếp khiêu khích Thôi gia gia chủ Thôi Viên. Bốn phía tất cả mọi người chủ,
Đan tôn cửa đều dùng một loại thưởng thức ánh mắt nhìn về phía Diệp thần, Lạc Vô Nhai lại là trong lòng nói, không hổ là Diệp thí thiên sư đệ, phần này dũng khí, có thể. Nguyên lấy là hắn chỉ là tu vi thấp, không nghĩ tới khí phách cũng như vậy mạnh. Bót! Thôi Viên Nhất Cầm vỗ vào bàn ghế trên tay vịn, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp thần, khí được cả người run rẩy, ngay sau đó chỉa thẳng vào Diệp thần, nói, nhóc xác rưởi, ngươi đừng ngông cuồng, ngày hôm nay nếu không phải đan đạo đại hội, ta xé nát ngươi. Vậy à, ta càng mong đợi, xé nát các ngươi thôi ra. Diệp thần không thèm để ý chút nào Thôi Viên nguy hiểm, chợt lấy ra mấy cái quan tài, bày đặt ở trên lôi đài, nói, Thôi Viên, ngươi cũng không cần tức giận, ngươi quan tài ta đã cho ngươi chuẩn bị xong, hạ đẳng nhất nát vụn gỗ chế thành, thích hợp ngươi. Ngươi, Diệp thần ngươi chớ quá mức. Thôi Viên thẳng đứng lên, che lấp dưới ánh mắt cả người giấy lên hừng hực lửa cháy mạnh, lúc này hướng Hình Thiên Đan Tôn ôm quyền nói, Đan Tôn, ta thỉnh cầu cùng Diệp thần đánh một trận, người này làm nhục ta, ta không xuất thủ không được. Diệp thần, ngươi lấn hiếp người quá đáng, quá cuồng vọng, không ra tay trấn áp ngươi, ta uổng là từng nhà chủ. Hình Thiên Đan Tôn đứng dậy tới, hắn đã sớm chú ý tới Diệp thần, lần trước không có ra tay chém chết. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này lại thật dám đến trấn đan hư. Đã như vậy, hắn ngược lại là muốn xem cái này Diệp thần có cái gì sức. Hình Thiên Đan Tôn vẫy tay thu hồi 30 đỉnh đan đỉnh thu vào áo khoác bên trong, cả người thiêu đốt lên quỷ mị lửa cháy mạnh, từng cổ một đan hỏa ở vào lòng bàn tay tạo thành, một món đan hỏa bay ra, thật là như trời đao như nhau sắc bén, lập phách nhi hạ, đem lôi đài một chia làm hai, đan so với trước đó, xử lý xong ân oán cá nhân. Ta chấp thuận các ngươi tác chiến, lôi đài tạm thời có thể cho ngươi mượn cửa sử dụng. Hắn nhìn về phía Diệp thần. Hừ lạnh một tiếng, trong lòng nói, Diệp thần à Diệp thần, người cái này nhóc xác rưởi, lấy là mình là Diệp thí thiên. Bằng ngươi về điểm kia hư vương cảnh thực lực, Thôi Viên đủ bắn chết ngươi. Huống chi, ngươi chủ động khiêu khích Thôi Viên, cũng coi là ngươi muốn chết. Mấu chốt như thế nhiều đan tôn ở chỗ này, linh nhất đan tôn muốn nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ bảo vệ Diệp thần, vậy căn bản không có thể. Đa tạ Hình Thiên đan tôn. Thôi Viên thần giác mở ra tà mị nụ cười, trưởng chỉ nhọn lóe lên lôi quang đốt lửa, vô số băng lôi mảnh vỡ hội tụ thành một chuôi hàn băng trường thương, sắc bén tách thả ra dưới, từng cái băng long nổi lên, kinh khủng sát ý hướng Diệp thần đụng đi. Hắn cầm hàn băng trường thương, cười nói, nhóc xác rưởi à, hôm nay là ngày giỗ của ngươi, những thứ này quan tài để lại cho chính ngươi dùng đi. Vừa vặn ta phải dùng ngươi máu tươi lễ truy điệu ta chết đi đứa nhỏ. Chờ một chút, linh nhất đan tôn tung người đi tới Thôi Viên trước người, trưởng chỉ nhọn lóe lên thanh quang, hóa thành một đoàn thanh vân phá núi xé vậy, đem Thôi Viên đánh lui ra, ánh mắt uy nghiêm, ta mới là tổng trọng tài, không có ta cho phép, ai dám động thủ, tại chỗ tru diệt. Linh nhất, Hình Thiên đan tôn chợt đứng lên, chỉ Diệp thần nói, cái này nhóc xác rưởi mình gây chuyện, ngươi ngăn trở cái gì? Tình huống vừa rồi ngươi chắc thấy. Chẳng lẽ ngươi thật lấy làm cho này lần đan đạo thi đấu, do ngươi một người nắm trong tay? Hắn hít một hơi dài, căm tức nhìn linh nhất đan tôn, nói, lần này, ngươi tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác. Việc vớ vẩn linh nhất đan tôn mới vừa muốn nói cái gì, Diệp thần chính là đứng dậy, chắp tay nói. Tiền bối, ngươi ý tốt ta tâm lĩnh, nhưng là chuyện này do ta dạy đến lượt do ta kết thúc. Linh nhất đan tôn, nếu Thôi Viên tự tìm cái chết. Ta lại chuẩn bị quan tài, xin đan tôn cho phép, để cho ta tự mình đưa hắn đi vào. Cái này, linh nhất đan tôn nhìn về phía Diệp thần, truyền âm nói, ngươi tu vi, chỉ sợ không phải hắn đối thủ đi. Chuyện lần trước sau đó, Thôi Viên bế quan nhiều ngày, lại là chuẩn bị rất nhiều lá bài tẩy, thật muốn động thủ, ngươi có thể không địch lại. Yên tâm, lão thất phu này không phải ta đối thủ. Diệp thần sát cố ý vị nhìn về phía Thôi Viên. Cười nói, đạo nguyên cảnh thất tầng thiên, liền muốn phải ra tới kỳ kỳ oai oai, dứt khoát ta ở đan đạo đại hội, tiến hành trước đem ngươi bắn chết. Đạo nguyên cảnh thất tầng thiên, từng nhà chủ, lại coi là cái gì? Tầng thứ này người, Diệp thần không quan tâm chút nào. Được, linh nhất đan tôn lựa chọn tin tưởng Diệp thần, liền đối với quần chúng cùng với bỏ lên tất cả năm mới nhẹ luyện đan sư, nói, bây giờ...
Thôi gia gia chủ Thôi Viên, khiêu chiến Diệp Thần, bổn tôn đã cho phép, bọn họ tương hội tại trên lôi đài, cử hành tỷ võ. Những người khác tới trước bên cạnh lôi đài chỗ chờ đợi. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay hắn thành trưởng phải, vạch ngang ra một cái gió lớn, đem lớn như vậy lôi đài bao phủ, bảo đảm chiến đấu dư âm không liên quan đến những địa phương khác. Thôi Viên nhất bàn tay cầm hàn băng trường thương, một tay nắm quyền cháy hừng hực lửa cháy mạnh, ngay sau đó cả người bao trùm sát ý, một cổ mạnh mẽ khí cơ khơi thông mở, thật giống như thương long hiện lên. Hắn một quyền vung ra, hàn băng bắn ra bốn phía, thương long bay vút lên, bạch hổ khiếu thiên, hai loại hư ảnh quanh quẩn ở hắn màu xanh quả đấm trước, đại khí bàng bạc. Diệp Thần, người cái này nhóc rác rưởi. Sư huynh người Diệp Thí Thiên, diệt ta Thôi ra nhiều người như vậy. Ngày hôm nay, ta trước chu diệt ngươi, đòi điểm lợi tức, lại đi chu diệt sư huynh ngươi Diệp Thí Thiên. Diệp Thần mâu tách ra lãnh điện, giơ tay lên gian dễ như bớn, phai mở vô số hàn băng, đánh tan thương long cùng bạch hổ, dư âm tán loạn ra, quyền kính trực thủ Thôi Viên. Phịch! Một đạo vang lớn. Diệp Thần quyền kính đem hàn băng trường thương miễn cưỡng đánh nát, vô số màu băng lam mảnh vỡ khuếch tán ra, mạnh mẽ quyền kính rơi vào Thôi Viên trên mình. Phốc! Giữa không trung, Thôi Viên mãnh phun một ngụm máu tươi, nhiều chỗ bên trong gãy xương nứt ra, hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Hắn tay trái che ngực, tay phải ngưng tụ ra một chuôi bạch kim trường kiếm, cao lớn kiếm khí răng khắp nơi ra, ta không tin, ngươi còn có thể thành là cái thứ hai Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên chu diệt ta Thôi ra nhiều người, đã là sỉ nhục. Ngươi Diệp Thần còn muốn tới làm nhục ta Thôi ra, tuyệt không thể nào. Thôi Viên, ta nói qua, cho ngươi chuẩn bị quan tài, ngươi nhất định sẽ dùng tới. Diệp Thần một cước bước ra, một cái khí thế cường đại bộc phát ra, lên sông lên 9 tầng trời, hạ chấn động thì có, hắn như một tôn ma vương vậy, nếu như Uông Dương vậy lực lượng mãnh liệt mà bung ra, tạo thành từng đạo trường kiếm, đem Thôi Viên bốn phía phong tỏa. Chấn động, Diệp Thần khẽ quát một câu. Trên dưới 100 trường kiếm đồng thời đổi sáng lên trạch, khuấy bể Thôi Viên bạch kim trường kiếm. Rồi sau đó, thân kiếm mỗi người lóe lên sáng bóng, tóe ra một cái màu vàng xiềng xích, trên dưới 100 cái màu vàng xiềng xích lẫn nhau đường chéo, đem cả người run rẩy Thôi Viên miễn cưỡng đè quỳ xuống đất, nhúc nhích không được. Đường đường Thôi ra gia chủ. Chính là như vậy mặt hướng Diệp Thần, quỳ xuống đất, không có lực phản kháng chút nào. Trời ạ! Diệp Thần hắn lúc nào sức chiến đấu như thế cao à? Lạc Giao che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, Thôi ra gia chủ Thôi Viên à, lại có thể để cho Diệp Thần đánh được quỳ xuống đất. Diệp Thần thực lực, sợ rằng và hắn sư huynh Diệp Thí Thiên xong hết rồi đi. Đây cũng quá mạnh à! Lạc Giao mắt đẹp phán hề, kinh hãi đến mức tận cùng. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần thật dám trở về. Càng không nghĩ tới Diệp Thần lại cường đại đến tình cảnh này. Vô liêm sỉ. Hình Thiên Đan Tôn thấy vậy, sắc mặt hoàn toàn tối, giận quát một tiếng, giơ tay lên ra, vô cùng lực lượng xen lẫn ra. Nhất thời, một con màu đỏ bàn tay rơi xuống, ùn ùn kéo đến, giống như là một phiến màu đỏ đám mây xây đè xuống, mênh mông khó lường, thần uy ngút trời, là đế tôn cảnh cường giả lực lượng. Như vậy nhất kích. Đánh chết đế tôn cảnh tầng trời một cường giả, cũng đủ. Đế tôn cảnh, một tầng tu vi chính là tầng trời một, đế tôn cảnh tầng 4 ngày Hình Thiên Đan Tôn tự mình ra tay, muốn xóa bỏ Diệp Thần. Diệp Thần cẩn thận. Lạc Giao và Nhược Hàm đồng thời lên tiếng, hai vị trấn đan hư đại mỹ nữ, đồng thời nhắc nhở Diệp Thần. Chút tài mọn, Diệp Thần hư lạnh một tiếng, trực tiếp cầm ra cửu U Thí Thiên Thương, vút lên trời cao đâm ra một súng. Xuyên thấu hết thảy, đầu thương bình thản vô phong, không có một chút huyết khí và lực lượng chập chờn, trở lại nguyên trạng, thật là chạm đến màu đỏ đám mây lúc, lại để cho Hình Thiên Đan Tôn cũng không có so ngưng trọng. Thật can đảm tử. Hình Thiên, ngươi dám ra tay. Linh Nhất Đan Tôn nhanh chóng ra tay, bay vọt lên, kiếm quang chập chờn, giống như là đằng bay bay lên không thanh long, thanh quang chớp mắt, thân rồng bao hàm vô tận đạo uẩn. Cuồng sông lên ra, trực tiếp đánh nát màu đỏ đám mây. Hắn tay cầm trường kiếm, căm tức nhìn Hình Thiên Đan Tôn nói, ngươi như lại dám ra tay, hôm nay đan này đạo đại hội cũng không cần cử hành, người ta sống chết đánh một trận. Hừ,
Hình Thiên Đan Tôn xoay người trở lại chỗ ngồi. Hình Thiên Đan Tôn. Đan Tôn à. Cứu ta, Hình Thiên Đan Tôn. Trên lôi đài Quỷ Thôi Viên, phát ra cầu khẩn thanh âm. Hình Thiên Đan Tôn hừ lạnh một tiếng, cũng không có lý sẽ hắn, Thôi Viên tự tìm chết, đáng đời. Không biết Diệp Thần cái này nhóc rác rưởi lai lịch, Thôi Viên vậy dám ra tay. Chính là hắn mới vừa xuất thủ, đều cảm giác được Diệp Thần cái này nhóc rác rưởi chiến lực, chỉ ít sánh bằng đế tôn cảnh một tầng. Mặc dù cổ quái, nhưng cũng không phải tranh sự thật. Đan Tôn. Đan Tôn, Hình Thiên Đan Tôn. Thôi Viên thấy Hình Thiên Đan Tôn không để ý tới mình, liền nhìn về phía Diệp Thần, hô, Diệp tiên sinh, mời ngươi thả ta một con đường sống đi. Ta van cầu ngươi, thả ta một con đường sống à. Diệp Thần không chút nào lý sẽ hắn, năm ngón tay giương ra, chộp tới một hớp nát vụn gỗ quan tài. Hắn thu hồi cửu u thí thiên thương, tay phải chợt đánh ra một chưởng, lòng bàn tay kim quang cuộn sạch, như một phiến kim bạo, vừa tựa như uông dương cuồn cuộn không ngừng. Rắc rắc, ken két, uông dương bàng phái, vỡ vụn Thôi Viên cả người xương cốt, kinh mạch, sau đó kiếm trận nhô lên, đem Thôi Viên thân thể mang tới Diệp Thần trước người. Diệp Thần vẫy tay đem Thôi Viên đặt ở nát vụn gỗ quan tài bên trong, lòng bàn tay rơi vào Thôi Viên ấn đường chỗ, dùng sức một chút, huyết khí bộc phát ra, trực tiếp vỡ nhỏ liền Thôi Viên thần hồn. Đồng thời gian, Linh Nhất Đan Tôn liền vậy mở ra trên lôi đài vòng bảo vệ. Ta nói qua, ngươi tự tìm cái chết, ta trước thời hạn đưa ngươi đến trong quan tài chờ. Diệp Thần khép lại nắp quan tài, tung người một cước đem quan tài đá bay đến Thôi ra mọi người chỗ ngồi chung quanh, nói, gia chủ các ngươi, hướng Đan Tôn xin khiêu chiến ta, ta đón nhận, bây giờ ta cầm gia chủ các ngươi đánh chết, lãnh trở về đi thôi. Ngươi, Diệp Thần, ngươi, Thôi ra đại hộ pháp, ba đại khách khanh trưởng lão đợi một chút, tất cả cầm chặt quả đấm, nhưng cũng không dám ra tay. Bọn họ bất quá quét qua Hình Thiên Đan Tôn, Linh Nhất Đan Tôn, Bạch Phụ Đan Tôn các người, liền nói, Diệp Thần, Đan Đạo Đại Hội chúng ta không cùng ngươi động thủ, Đan Đạo Đại Hội sau khi kết thúc, ngươi có dám cùng chúng ta sống chết đánh một trận? Sống chết đánh một trận, mấy người các ngươi lão gia có xấu hổ hay không à? Các ngươi nhiều người như vậy, thực lực cường hãn, Diệp tiên sinh mới đạo nguyên cảnh, nói sống chết đánh một trận, các ngươi thật không biết xấu hổ. Lạc Giao trực tiếp đứng lên thay Diệp Thần trả lời. Mấy người các ngươi lão gia muốn đánh, có bản lãnh đem tu vi hạ xuống đến đạo nguyên cảnh, sẽ cùng Diệp tiên sinh đánh. Cùng trong chốc lát, một món khác thanh thơm thổi qua. Một thiếu nữ tuyệt đẹp cũng là đứng dậy đối với Thôi gia mọi người nói, còn hy vọng Thôi gia không nên lấn hiếp người quá đáng. Gia chủ các ngươi thực lực mình không tốt, tìm chỗ chết, chúng ta cũng có thể là làm chứng. Nói chuyện chính là tham gia đại hội khác một thiếu nữ Nhược Hàm. Nhược Hàm tung người phiêu giật tới, nàng minh châu ói hạ, xuất trần nhiều vẻ, trời xanh mị cốt, dung nhan gần như hoàn mỹ, không khơi ra một chút tì vết nào. Diệp Thần quay đầu vừa thấy Nhược Hàm, bất quá 18 tuổi mạc dạng, vóc người tiêm mềm nhỏ dài, như tiên cùng vậy chú tâm mài rũa, như tuyết da thịt, tựa như mang hàn xương, minh diễm lạnh lùng, giống như là băng ngọc thân. Trước đây Diệp Thần vẫn không có chú ý tới Nhược Hàm. Hắn đối người bên ngoài không có quá mức quan tâm. Hắn để ý nhất chính là huyết linh tộc sự việc. Ước định thời gian buông xuống, nếu như không trước lúc này tăng lên mình, hậu quả tất nhiên nguy hiểm. Cùng giải quyết chấn đan hư sự việc, hắn liền bắt đầu dự định tăng lên đế tôn cảnh. Hắn và huyết linh tộc cường giả động thủ qua, biết huyết linh tộc cường giả đáng sợ. Vậy 6 vị huyết linh bí cảnh cường giả giống như này khủng bố. Càng không cần phải nói huyết linh tộc phủ xuống tồn tại. Bất kể như thế nào, chuyện này, hắn không cách nào trốn tránh. Luân hồi mộ địa đại năng bị kẹt, hắn lại là trăm người hy vọng duy nhất. Hắn không có lựa chọn. Diệp tiên sinh. Nhược Hàm gặp Diệp Thần không có phản ứng, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Diệp Thần ngay tức thì tỉnh lại. Diệp Thần trong suốt tròng mắt rơi vào Nhược Hàm trên mình, lần này, nhưng là hơi thất thần. Bởi vì giờ khắc này Nhược Hàm thần thái và ban đầu thấy Hạ Nhược Tuyết lúc giống nhau như đúc. Nhược Tuyết, lời nói mới ra miệng, nhưng là để cho Nhược Hàm nghi ngờ, Diệp tiên sinh, Nhược Tuyết là ai? Ta là Nhược Hàm. Diệp Thần sâu đậm ngưng mắt nhìn Nhược Hàm, lúc này mới phát hiện mình nhận sai.
Từ Hoa Hạ bước vào Côn Lôn Hư gần một năm, ban đầu Hạ Nhược Tuyết không có bị hắn mang nhập Côn Lôn Hư, hắn thường xuyên sẽ nhớ tới. Sau đó đối mặt địch nhân càng nhiều, cái thúng trên người càng nặng thì càng không thời gian suy nghĩ. Mình giàu gì ở Hoa Hạ có cái lão bà. Vẫn là trước mắt mà nói duy nhất pháp định lão bà. Nếu như lại không đi trở về cầm Nhược Tuyết nhận được Côn Lôn Hư, thật thật xin lỗi Nhược Tuyết. Hơn nữa huyết linh tộc hạ xuống, Côn Lôn Hư gặp nạn, Hoa Hạ và trái đất cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hoa Hạ ám điện thực lực không cách nào bảo vệ Hạ Nhược Tuyết, chỉ có cầm Hạ Nhược Tuyết giữ ở bên người mới có thể an tâm. Càng mấu chốt là, chẳng biết tại sao, Diệp Thần nghĩ tới Hạ Nhược Tuyết, ấn đường liền chảy ra huyết khí cuồn cuộn và ma khí. Giống như có bất an sự việc phát sinh. Diệp Thần con người đông lại một cái, âm thầm đã quyết định, cùng Đan Hư Tháp sự việc kết thúc, lập tức đi một chuyến Hoa Hạ. Diệp tiên sinh, Nhược Hàm lại gọi mấy tiếng, Diệp Thần cái này mới phản ứng được, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười. Nhược Hàm tiểu thư, chân thực ngại quá, mới vừa cầm nhận thành một người bạn. Nhược Hàm vừa nghe mắt đẹp lưu động, nói như vậy, Nhược Hàm thật đúng là hâm mộ cái đó gọi Nhược Tuyết cô gái, nếu như có cơ hội, xin Diệp tiên sinh dẫn gặp. Không bằng như vậy, cùng đại hội kết thúc, Nhược Hàm mời Diệp tiên sinh cùng nhau luận đạo. Nhược Hàm, ngươi làm gì chứ? Lạc Dao gặp Nhược Hàm và Diệp Thần trò chuyện, nhất thời nóng nảy, không ngừng nhảy chân hô, Diệp tiên sinh, đan đạo đại hội kết thúc, ngươi tới chúng ta Lạc Dao một chuyến được không? Ngạch, đây là sư huynh ngươi Diệp Thí Thiên giao phó. Diệp Thần sững sốt một chút, thầm nghĩ ta chính là Diệp Thí Thiên, ta khi nào cùng ngươi giao phó, đan đạo đại hội kết thúc ta được tới các ngươi Lạc Dao. Lạc Dao tiểu thư thật là thú vị đây. Đan đạo đại hội, ta cùng ngươi cùng chung thi đấu, kỳ đối với chúng ta lẫn nhau đều có tốt thành tích. Nhược Hàm nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, sáng rỡ động lòng người. Tốt lắm. Cái này nhạc đệm cứ như vậy tạm ngừng đi, đan đạo lớn sẽ tiếp tục tiến hành. Linh nhất đan tôn cưỡng ép từ hình thiên đan tôn áo khoác trong, đem 30 tôn đan đỉnh lấy ra bày đặt ở lôi đài trong. 30 tôn đan đỉnh. Phân biệt sắp hàng ra 3 dãy. Mỗi xếp 10 vị luyện đan sư, cách nhau vài mét. Đồng thời, Linh Nhất Đan Tôn cũng lấy ra 300 phần không cùng dược liệu, cung cấp 30 vị trẻ tuổi luyện đan sư lựa chọn, nhớ, các ngươi thời gian, là 3 tiếng, cuối cùng lấy ai luyện chế phẩm chất quyết định cao thấp. Xuất hiện giống vậy phẩm chất dưới tình huống, lấy các ngươi một lò ra đan số lượng, tới quyết định cao thấp. Ngoài ra, tổng cộng có 300 phần dược liệu, các ngươi tự đi lựa chọn. 300 phần không cùng dược liệu. Trong đó, bao gồm thượng cổ bách linh đan, ngộ linh đan, thiên hoàng đan, nước đan, hỏa đan đợi một chút, mỗi một loại mỗi người đều có 3 loại thuốc, những thứ khác 200 phần dược liệu, chính là càng lần một chút dược liệu, để bảo đảm đa dạng tính. Thôi Nguyệt dẫn đầu lấy ngộ linh đan một phần dược liệu. Hắn cùng bên cạnh Thôi Húc, Thôi Hoàn hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt phẫn nộ rơi vào Diệp Thần trên mình. Bọn họ Thôi ra gia chủ, mới vừa coi như chết ở Diệp Thần trong tay, làm sao có thể không hận. Rất nhanh, Thôi Nguyệt và Thôi Hoàn cũng được an bài hàng thứ nhất, vừa vặn chính là Diệp Thần bên trái và phía sau. Nhược Hàm thì ở Diệp Thần bên phải, Lạc Phương cùng với những thứ khác 20 hơn vị trẻ tuổi luyện đan sư, theo thứ tự sắp hàng thứ tự, cũng chuẩn bị sẵn sàng trạng thái, mỗi người chọn lựa dược liệu. Bây giờ, bắt đầu. Theo Linh Nhất Đan Tôn tiếng nói vừa dứt, tất cả năm mới nhẹ luyện đan sư nhanh chóng hành động. 3 tiếng. Thời gian đầy đủ, ta trước luyện chế một lò ngộ linh đan, sau đó ở xem Diệp Thần luyện chế đan dược gì, tìm cơ hội áp chế hắn. Thôi Nguyệt Thần sắc dữ tợn, ta mị nhìn về phía Diệp Thần, thầm nghĩ, Diệp Thần, đây chính là chúng ta Thôi ra sân nhà. Ngươi nếu có thể nguyên vẹn luyện chế ra một viên đan dược tới. Ta coi là ngươi thắng. Ngươi thực lực cường đại là không tranh sự thật. Nhưng là lần này bàn về là đan đạo. Hừ. Thôi Nguyệt lòng bàn tay đạo đạo hỏa quang, trong cơ thể ngọn lửa phóng thích mở, đi qua mới vừa rồi đám mây ngưng luyện, đan hỏa càng phát ra mạnh mẽ. Hắn chợt trở tay vỗ vào đan đỉnh trên, đan hỏa tụ vào đan đỉnh bên trong, giấy lên màu trắng lửa cháy mạnh, dữ tợn hết sức, so với là khủng bố, nhiệt độ trực tiếp tăng đến trình độ cao nhất. Nếu không phải là có tu vi trong người, đổi thành những người bình thường khác đối mặt nhiệt độ cao như vậy lửa cháy mạnh,
sẽ bị ngay tức thì đốt chết. Hắn nắm lên hai cây dược liệu, linh hư cỏ, hoàng nham hoa sen. Băng tiếp theo cỏ, bạch phụ hoa. Thôi Nguyệt liên tiếp chọn mấy chục loại thuốc, phân biệt giữ tính giữ thứ tự, gia nhập đan đỉnh bên trong. Ngay sau đó, hắn đậy lại nắp đỉnh, tung người nhảy lên nắp đỉnh, trưởng chỉ nhọn quanh quần đạo đạo hào quang, từng cổ một huyết khí lực lượng tụ vào đan đỉnh bên trong, chỉ gặp đan đỉnh bên trong, bị huyết khí lực lượng ảnh hưởng, băng tiếp theo cỏ, linh hư cỏ các loại dược liệu, trước nhất tan ra. Thứ nhì, bạch phụ hoa, bình minh cỏ cùng sau đó tan ra. Hơn cổ nước thuốc hội tụ chung một chỗ, tiếp nhận đan hỏa nướng, dần dần phải đem dược tính trước sau dung hợp. Thôi Nguyệt còn đang thao túng các loại linh dược tan ra lúc. Bên trên Nhược Hàm hai tay nặn động pháp quyết, phiêu giật nghiêm nghị, giống như nhân gian tiên tử vậy, đạo đạo tinh quang tùy thân mở ra, một cổ lực lượng vô hình phân biệt cầm lên một bụi châu dược liệu, ném nhập đan đỉnh bên trong. Ta luyện một lò ngộ linh đan đi. Nhược Hàm lầm bầm lầu bầu một câu, ấn đường lóe lên băng quang, một cổ hàn băng lực chiếu nhập đan đỉnh bên trong, phối hợp màu băng lam đan hỏa, bắt đầu luyện hóa, dung hợp các loại dược liệu dược lực. Lấy đan hỏa làm chủ thể, lại lấy tự thân chân khí, hoặc là công pháp đặc thù, lực lượng tới tan ra dược liệu, phối hợp đan hỏa ngưng luyện. Đây là phương pháp đơn giản nhất. Hàng thứ hai, dãy thứ ba 20 vị trẻ tuổi luyện đan sư, tất cả đều là như thao tác này. Chỉ bất quá, bọn họ dẫn đầu luyện chế băng đan, hỏa đan, thiên hoàng đan đợi một chút đều là đan dược thất phẩm, thành đan thời gian ở 2 giờ trên dưới. Bọn họ có thể đi trước luyện chế một lò, còn lại thời gian, nếm thử nữa luyện chế ngộ linh đan. Không cùng bọn hắn, Diệp Thần một cái nắm đan đỉnh, ném lên trời cao, chợt thả ra một cổ vô hình lực, đem đan đỉnh sụp đổ ở giữa không trung cố định ở. Lấy thiên phú ta và tiêu chuẩn. Trực tiếp luyện chế một lò thượng cổ bách linh đan đi, vậy lười phải đi luyện chế những đan dược khác. Diệp Thần trực tiếp lấy luyện chế thượng cổ bách linh đan dược liệu. Ước chừng hơn 30 chồng, dược liệu dược tính bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, cộng thêm sấm gió băng ba loại, phải đem ẩn chứa 8 hệ lực lượng dược liệu dung hợp chung một chỗ, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là hắn nhưng mà Lâm Thanh Huyền đệ tử. Tay cầm luân hồi mộ địa tồn tại, thượng cổ đan dược đối với hắn mà nói lại coi là cái gì. Hắn đưa tay trái ra tới, lòng bàn tay đột nhiên giấy lên một đoàn bất diệt lửa. Theo lòng bàn tay khẽ run. Bất diệt lửa bay vào đan đỉnh bên trong, mạnh mẽ lửa cháy mạnh ngay tức thì chấn động ra dư âm, dẫn được chung quanh đan đỉnh kịch liệt lay động, Nhược Hàm, Thôi Nguyệt, Như Phương các người khá tốt, những luyện đan sư khác coi như không tốt như vậy chờ, mới vừa tan ra dung hợp nước thuốc, trực tiếp bị đánh văng ra tới, lại được lần nữa dung hợp. Kim hoa, hàn băng cỏ, thần binh CMN, khốn khiếp chi diệp. Diệp Thần theo thứ tự chọn lựa tới 8 châu ẩn chứa 8 hệ lực lượng dược liệu, đem cùng nhau ném ra đan đỉnh bên trong. Rồi sau đó, hắn một tay bắt pháp quyết, chỉ gian quanh quẩn ra từng đạo hào quang, giống như một cây dây nhỏ vậy, quanh quẩn mỗi loại dược liệu tan ra, mỗi loại nước thuốc dung hợp, hắn tay phải hội tụ tới bất diệt lửa, không ngừng làm nóng đan đỉnh phần đáy. Cái này Diệp Thần, còn muốn luyện đan, lại có thể trực tiếp luyện chế thượng cổ đan dược. Hơn nữa động tĩnh này tựa hồ có thể thành đan, chúng ta phải cảm khái ngăn cản. Thôi Húc và Thôi Hoàn, mỗi người tăng thêm tốc độ luyện hóa tất cả nước thuốc, rồi sau đó trực tiếp phong đan đỉnh, hướng Diệp Thần lặng lẽ đến gần. Thôi Húc ngón tay bắt pháp quyết, giả vờ luyện đan, thực thì âm thầm lấy thôi ra thuật pháp hội tụ ra một chuôi trường thương, thẳng phát đan đỉnh đi, nếu như Diệp Thần đan đỉnh bị đánh trúng, trong đan đỉnh mới vừa bắt đầu dung hợp nước thuốc nhất định tản ra. Ý nghĩa trực tiếp báo hư, lại được lần nữa lấy thuốc tài lại tới. Một người cũng không quá 3 phần vật liệu. Có thể ngăn cản mấy lần tiêu hao à? Tự tìm cái chết, Diệp Thần mặc dù đang luyện đan, nhưng là linh thức đã sớm bao trùm mở. Đừng nói trên đài người, coi như là người ở dưới đài cũng chạy không thoát hắn cha xem. Mắt xem thôi Húc trường thương thì phải chạm được đan đỉnh, Diệp Thần đưa tay bắt trường thương hư ảnh. Xoay người lại thần sắc lạnh như băng, rút ra tay phải, lấy bàn tay là đao, chợt đánh ra. Phịch! Thôi Húc trường thương bị ngay tức thì đánh tan, rồi sau đó thân hình càng bị cắt thành hai nửa. Hư vương cảnh Thôi Húc cứ như vậy dễ như trở bàn tay được bị Diệp Thần đánh chết, cũng phai mờ thần hồn. À!
Thôi Hoàn Hù được vội vàng ngồi dưới đất, không ngừng lắc đầu nói, ta chỉ là tới đây xem, Diệp huynh, ta ý tưởng gì cũng không có à. Phải không, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, nhưng mà biết luyện đan đại hội chế thuốc đại hội trong quá trình, là cho phép quấy nhiễu những người khác, chỉ cần không phải chủ động đi giết người, không coi là phạm quy. Nếu không, nếu là Diệp Thần nổi giận, đem tất cả đối thủ diệt tất cả, năm đại đan tôn vậy đừng cử hành so tài. Cút, Diệp Thần giận quát một tiếng, sóng âm mặc kim đá vụn, như bàng phái Uông Dương vậy đem Thôi Hoàn đánh bay lui ra ngoài. Thôi Hoàn cả người máu tươi đầm đìa rơi xuống đất, trực tiếp bị thương nặng, miễn cưỡng ăn viên khôi phục đan dược, chỉ có thể tiếp tục luyện đan. Thấy này cùng tình huống, Thôi ra những thứ khác ba vị trẻ tuổi luyện đan sư, trong lòng giật mình, không dám hồi sinh bất kỳ nghiêng tâm tư, đàng hoàng luyện đan. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Hô hô, hô hô hô, đan đỉnh toát ra hơi nóng, từng cổ một linh lực tản ra. Một vị lạc gia luyện đan sư trực tiếp mở ra nắp đỉnh, tuyên bố ra đan nháy mắt tức thì, từng cổ một linh lực khơi thông ra, mọi người theo hắn ánh mắt rơi vào trong đan đỉnh lúc, không khỏi được một hồi thất lạc. Trong đan đỉnh, ba viên thuốc màu trắng phát ra linh uy, đan dược trên có đạo đạo linh văn. Trừ cái này ra, chung quanh còn có 7-8 đống đã hóa thành cho bụi thuốc hư, không có một chút linh lực, tự nhiên không có nửa điểm hiệu quả. Những thứ này thuốc hư linh lực đều ở đây hắn khai đỉnh xây lúc khơi thông ra. Bạch phụ đan tôn tiến lên một bước, mắt nhìn xuống đan đỉnh bên trong, nói, thượng phẩm thiên hoàng đan 3 viên. Ngươi có thể còn phải tiếp tục linh đan. Đan tôn đại nhân, ta còn phải tiếp tục luyện đan. Vị này lạc gia trẻ tuổi luyện đan sư, tiếp tục bắt đầu luyện đan, bắt đầu luyện chế băng đan, tranh thủ lần kế ra đan số lượng nhiều hơn một chút. Thông thường mà nói. Một lò đan dược ra đan tính, phân là 4 cùng. Dựa theo giáp ất bính đinh 4 cùng để phân chia. Đinh các loại, một lò ra đan 1 tới 3 viên. Bính các loại, một lò ra đan 4 tới 6 viên. Ất các loại, một lò ra đan 7 tới 9 viên. Giáp các loại, một lò ra đan 10 tới 12 viên. Phổ thông luyện đan sư, một lò ra đan cũng có 4 đến 6 viên, đan tôn cái này cấp bậc luyện đan sư. Một lò ra đan tính, cũng chỉ 10 viên chừng. Giống như là cái này lạc gia trẻ tuổi luyện đan sư, chỉ ra đan 3 viên, chắc là trong quá trình luyện đan ra chuyện rắc rối. Thượng phẩm thiên hoàng đan 4 viên. Trung phẩm băng đan 5 viên. Hạ phẩm hỏa đan 7 viên. Bạch phụ đan tôn từng cái trong đan đỉnh tra xem. Liên tiếp, bắt đầu luyện chế cấp 7 linh đan trẻ tuổi các luyện đan sư, lần lượt ra đan. Lại qua 2 giờ. Nhược Hàm hai tay hội tụ băng hàn lửa cháy mạnh, tiến hành một lần cuối cùng thành đan. Sau này, nàng thu hồi băng hàn lửa cháy mạnh, cả người linh hoạt kỳ ảo trong sáng, nhẹ nhàng vung tay lên, nắp đỉnh mở ra, không có nhiều ít linh lực tràn ra, mọi người ánh mắt sau đó quan sát đã qua, đợi đến băng sương mù tản đi, mọi người thấy rõ sở trong đan đỉnh tình huống sau đó, không khỏi được khiếp sợ. Đan đỉnh bên trong, băng sắc đan dược 7 viên. Mỗi một viên đan dược lên quanh quẩn suốt đạo đạo đan văn. Đồng thời, chung quanh chỉ có 2 đống thuốc hư, thành đan hiệu suất xa xa cao hơn chung quanh trẻ tuổi luyện đan sư. Bạch phụ đan tôn tiến lên tra xem, thần sắc bình thản nói, thượng phẩm ngộ linh đan 7 viên, không tệ. Có thể còn phải tiếp tục luyện đan. Không cần, Nhược Hàm có chút kiệt lực, liền ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Thượng phẩm ngộ linh đan à? Nhược Hàm lại có thể luyện chế ra thượng phẩm ngộ linh đan à? Nữ thần lại có thể luyện chế đan dược tốt như vậy à? Dưới lôi đài, các khán giả kinh ngạc vui mừng nhìn hết thảy các thứ này. Bát phẩm linh đan cấp bậc ngộ linh đan. Phẩm chất là dựa theo hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm 4 cùng để phân chia. Hết lần này tới lần khác, Nhược Hàm luyện chế được 7 viên cấp 7 linh đan, đều là thượng phẩm chất lượng. Dược liệu vượt xa qua trung phẩm chất lượng gấp đôi chi hơn, mặc dù không có đến tuyệt phẩm chất lượng, nhưng phần thực lực này đã để cho tại chỗ người xem kinh hãi. Diệp tiên sinh, nhất định có thể luyện ra 10 viên tuyệt phẩm thượng cổ bách linh đan, Lạc Giao nhận thức chân thật nói, không chừng, Diệp tiên sinh luyện chế được tuyệt phẩm đan dược, còn phải đi qua lôi kiếp tẩy rửa đâu. Lôi đài bên trong, Diệp thần còn đang chuyên tâm luyện chế đan dược trong. Luyện chế thượng cổ bách linh đan. Cần 3 tiếng, thời gian không thể nghỉ ngơi.
Cũng may, hắn quanh thân quanh quẩn bất diệt lửa, ngược lại là không có ai lại dám tùy ý đến gần. 2 giờ trước, có cái Thôi gia đệ tử còn muốn tiến lên cắt đứt Diệp Thần, lại bị bất diệt lửa đốt xương cũng tan ra. Được. Lập tức ra đan. Thôi Nguyệt trong mắt lóe lên lãnh lạt vẻ, liếc một cái Diệp Thần, trong lòng khinh thường đến mức tận cùng, ngươi chính là chiến lực cao hơn mà thôi, luyện đan ta còn chưa tin không sánh bằng ngươi. Thôi Nguyệt hai tay dần dần thu lấy đan hỏa, hiển nhiên phải ra đan. Diệp Thần, đã qua 4 tiếng. Chỉ cần ngươi luyện không ra thượng cổ bách linh đan, còn dư lại thời gian cũng ngươi không đủ luyện chế bát phẩm linh đan. Như vậy, ngươi thất bại. Chấn đan hư luyện đan sư cấp cao nhất vị trí, là ta, ngươi không cướp nổi. Từ xưa tới nay, có thể luyện ra thượng cổ bách linh đan, bất quá mấy chục người mà thôi. Ngươi Diệp Thần cũng muốn luyện chế ra thượng cổ bách linh đan, đơn giản là nói vớ vẩn. Phịch. Thôi Nguyệt chợt thu đan hỏa, trực tiếp vén lên nắp đỉnh, lại không một tia linh lực tiết ra ngoài, ngay tức thì hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hình Thiên Đan Tôn quan sát tỉ mỉ đan đỉnh bên trong, hài lòng khẽ vuốt râu, cười nói, 9 viên ngộ linh đan toàn bộ thành hình, 3 viên hạ phẩm phẩm chất, 2 cây trung phẩm phẩm chất, 3 viên thượng phẩm phẩm chất, 1 viên tuyệt phẩm phẩm chất. Không sai, không tệ. Không hổ là Thôi gia nhất luyện đan sư có thiên phú, xem ra lần này chấn đan hư luyện đan sư cấp cao nhất, rất có thể chính là ngươi. Hình Thiên Đan Tôn lời còn chưa nói hết, bên người một giọng già nua vang khắp. Hình Thiên, người cũng chớ cao hứng quá sớm, Diệp Thần thằng nhóc kia thiên phú đủ để dòm ngó ngôi báu Côn Lôn hư, hắn là thật đang Côn Lôn hư đan đạo hy vọng. Có mấy lời còn chưa phải nói quá vẹn toàn. Hình Thiên Đan Tôn nhìn lướt qua Linh Nhất Đan Tôn, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mà xa xa, Thôi Nguyệt cũng là nghe được Hình Thiên Đan Tôn và Linh Nhất Đan Tôn đối thoại. Nó trong lòng cười nhạt liền liền. Hừ, Diệp Thần cũng muốn luyện chế ra thượng cổ bách linh đan. Cực kỳ buồn cười. Thôi Nguyệt nhìn hờ hững, dưới chân hiện ra một vòng màu lóa mắt sáng bóng, đem hắn bọc lại, đỉnh đầu mơ hồ có, luyện đan sư cấp cao nhất, danh hiệu. Hắn rất khác biệt nhìn như nhau Hình Thiên Đan Tôn các người, sau đó ôm quyền. Hắn tôn kính nói, đa tạ Đan Tôn đồng ý. Ngày sau ta ổn thỏa khuông đỡ chấn đan hư, để cho chúng ta Thôi ra và chấn đan hư chung nhau thịnh thế. Hơn nữa ta còn sẽ dùng tới cùng linh thạch là Đan Tôn đúc kim xem, để cho tất cả chấn đan hư nhân dân, cũng cảm kích Đan Tôn ngày xưa cống hiến. Hình Thiên Đan Tôn hài lòng gật đầu một cái. Hắn đối với người nào nắm trong tay thắng lợi cuối cùng, căn bản không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm, ai có thể là hắn khống chế. Thôi Viên chết, cái này Thôi Nguyệt ngược lại là người chọn tốt nhất. Không nghĩ nhiều nữa, Hình Thiên Đan Tôn tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cổ vô hình lực hội tụ. Thôi Nguyệt, bắt đầu từ bây giờ, người chính là Thôi gia gia chủ. Đan đạo đại hội kết thúc, tin tưởng ngươi vậy sẽ trở thành là luyện đan sư cấp cao nhất. Hình Thiên Đan Tôn ra lệnh một tiếng, phảng phất có vô cùng cự lực hội tụ đến Thôi Nguyệt trên mình, lớn như vậy Thôi ra khí vận cũng hội tụ ở Thôi Nguyệt trên mình, một phiến kim mây xây đè xuống, ẩn chứa Thôi ra đếm trăm năm qua khí vận. Kim mây diệu ngày, bàng bạc như biển, tựa như đem thương khung cũng che đậy hơn nửa. Bên trong lưu động đạo ẩn thần uy, còn có tí ti hằng cổ hơi thở lưu động, chính là một đại gia tộc khí vận hình thành khí vận kim mây. Nháy mắt tức thì, từng trận quang hoa sáng chói thoáng hiện, cũng hệ tại Thôi Nguyệt cả người. Thôi ra gia tộc lớn như vậy, sinh ra khí vận lực, toàn bộ tưới ở Thôi Nguyệt trên mình, ngay tức thì đem Thôi Nguyệt cảnh giới lập tức dương cao đến mấy tầng, đi lên nữa khí vận lực cũng không có biện pháp tăng lên. Chờ một chút, Hình Thiên, người có cái gì tư cách nhúng tay Thôi ra khí vận? Ta tựa hồ còn không có đồng ý đi. Linh Nhất Đan Tôn chậm rãi đi tới, tay trái vỗ nhẹ vào đan đỉnh trên. Một hồi kiên thương tiếng chấn thiên, Thôi ra khí vận kim mây tán loạn, một đạo thê thảm thanh âm truyền ra, một cái khí vận kim long kêu rên một tiếng, quay đầu tiến vào hư không bên trong. Nhẹ nhàng vỗ một cái, chấn khai Thôi ra khí vận kim mây, dọa lui khí vận kim long. Như vậy tu vi, không chỉ là muốn đế tôn cảnh mới có thể làm được. Lại là phải nắm giữ chấn đan hư quyền bính, mới có thể làm được. Hình Thiên Đan Tôn con ngươi tràn đầy một cơn giận, thanh âm lạnh như băng vang lên, Linh Nhất, kết quả đã rất rõ ràng.
Linh Nhất Đan Tôn nhưng là hai tay chắp sau lưng, ta không hề như thế cho rằng. Còn có Diệp Thần không ra đan. Phốc, Thôi Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, ngắm nhìn Linh Nhất Đan Tôn, nói, Đan Tôn, Diệp Thần căn bản không có thể luyện chế thượng cổ Bách Linh Đan, ngươi làm như vậy, bất công. Hắn che ngực, vẻ mặt khó khăn, thần hồn bị tổn thương, nói, cho dù là tôn quý năm vị Đan Tôn, luyện chế thượng cổ Bách Linh Đan, một lò ra đan tính, cũng không quá một viên, hắn Diệp Thần như vậy trẻ tuổi, căn bản không có thể một viên thượng cổ Bách Linh Đan. Thượng cổ Bách Linh Đan. Vì sao là hơn cổ Bách Linh Đan? Chính là hội tụ thiên địa căn nguyên tám hệ lực lượng làm một thể, muốn thông hiểu tất cả dược tính, đan dược, mới có thể luyện chế được. Tầm thường luyện đan sư, luyện chế những đan dược khác, kém cõi nhất một lò cũng luyện ra hai ba cái. Nhưng là tôn quý đan tôn luyện chế thượng cổ Bách Linh Đan, đều là muôn vàn khó khăn, chỉ có thể một lò ra đan một quả, lại rất lớn có thể là hạ phẩm phẩm chất, cho nên hư vương cảnh sau khi dùng mới chỉ có thể đối với vượt qua một cái cảnh giới lớn. Chân chính thượng phẩm thượng cổ Bách Linh Đan, là từ tại tuyệt phẩm thượng cổ Bách Linh Đan, đây chính là có thể trực tiếp để cho phản hư cảnh trực tiếp bước vào đạo nguyên cảnh bảo đan. Những luyện đan sư khác, muốn luyện chế thượng cổ Bách Linh Đan, không có 100.000 năm suy nghĩ thời gian, căn bản không có thể. Ai nói không thể nào? Ta xem Diệp Thần, áp dụng phải là cửu chuyển thiên đan quyết tới luyện chế đan dược, cái này các loại thủ pháp, trừ đi đã biến mất Lâm Thanh Huyền tiền bối ra. Không một người biết rõ hắn bí ẩn. Một mực rất ít nói chuyện Bạch Vụ Đan Tôn đứng ra. Bạch Vụ Đan Tôn cả người quanh quẩn nhàn nhạt Bạch Vụ, đôi mắt lại có khí khái bế nghĩa thiên hạ, sau lưng mây đằng lăn lộn, sấm sét xen lẫn, thật giống như thần minh vậy. Hắn đứng ở Linh Nhất Đan Tôn bên người, thái độ rất rõ ràng, luyện đan sư cấp cao nhất, ta và Linh Nhất cũng còn không đồng ý, lúc nào đến phiên ngươi hình thiên làm chủ. Bạch Vụ, ngươi có ý gì? Bạch Phụ, Diệp Thần không thể nào luyện chế ra thượng cổ Bách Linh Đan. Côn ta Đan Tôn và một vị khác Đan Tôn, cũng dẫn đầu lên tiếng. Diệp Thần nếu là luyện chế ra thượng cổ Bách Linh Đan, đây chẳng phải là nói Diệp Thần tiêu chuẩn luyện đan vậy cùng bọn hắn, vậy bọn họ còn như thế nào tự xử? Huống chi, một cái 20 hơn tuổi tiểu tử, vẫn là hoa hạ tới người, làm sao có thể luyện chế ra thượng cổ Bách Linh Đan, có thể luyện chế ra băng đan cũng coi là thật tốt. Đan đạo đại hội, còn chưa kết thúc. Gấp như vậy làm gì? Linh Nhất Đan Tôn lên tiếng, khí thế mạnh mẽ như điên như gió cuốn sạch qua đi, lực áp ở còn lại mấy vị Đan Tôn, cái này hai vị Đan Tôn, hắn còn chưa để ở trong mắt. Hắn ngón tay màu trắng giơ lên, rạch một cái lên, như trời đao vậy đem bầu trời cũng phải cắt ra, mạnh mẽ linh uy trấn áp toàn trường. Hắn nói, hết thảy định luận, đến khi tất cả mọi người luyện đan sau khi kết thúc. Nói sau. Ta ra đan. Lạc Phương hô to một tiếng, chợt mở ra nắp đỉnh, một cổ linh lực tràn ra, đợi đến linh vụ tản đi, mọi người ánh mắt cũng theo đó rơi xuống. 8 viên ngộ linh đan. 5 viên hạ phẩm, 3 viên thượng phẩm. Hình Thiên Đan Tôn một mắt liền nhìn thấu Lạc Phương luyện đan kết quả, liền nói, người ra đan tính và phẩm chất, cũng không bằng Thôi Nguyệt, lại đến một bên chờ đi. Đan Tôn. Lạc Phương ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, cùng lúc đó những thứ khác bốn đại gia tộc luyện đan sư, cũng lần lượt hoàn thành luyện đan. Muốn luyện chế ngộ linh đan tổng cộng có 10 người, kết quả chỉ có Nhược Hàm, Thôi Nguyệt, Lạc Phương 3 người thành công, những thứ khác 7 người toàn bộ thất bại, đang thêm chặt luyện chế cấp 7 linh đan, tranh thủ ở còn lại trong thời gian, đoạt một cái tốt số người. Dần dần, hàng thứ nhất trong. Chỉ còn lại Diệp Thần còn đang luyện đan, hắn hai tay múa. Khi thì phơi bày thất tinh bắt đầu tư thái, khi thì phơi bày các loại tròm sao tư thái, chữ thập gian mỗi người quanh quẩn ra từng cổ một sáng bóng, đang thao túng đan đỉnh bên trong dược liệu, áp dụng được chính là Lâm Thanh Huyền cửu chuyển thiên đan quyết. Đã từng, Lâm Thanh Huyền đan đạo kỹ thuật, nhưng mà xa ở chấn đan hư cái gọi là đan thần trên. Hắn cửu chuyển thiên đan quyết, tự nhiên vô cùng lợi hại, đối với các loại dược liệu phân giải. Dung hợp vậy xa ở những thứ khác thuật luyện đan trên. Đây cũng là Diệp Thần bước vào đạo nguyên cảnh sau đó, mới có tư cách nắm trong tay. Ta tin tưởng, Diệp tiên sinh hắn nhất định có thể luyện chế ra thượng cổ Bách Linh Đan. Lạc Giao một mặt lòng tin tràn đầy, cầm quả đấm nhỏ hô. Nàng ban đầu tiếp xúc tới Diệp Thần,
chính là bị Diệp Thần đan đạo thiên phú sở kinh nhạ. Tất cả mọi người đều biết Diệp Thần võ lực cực mạnh, nhưng không biết Diệp Thần đan đạo mạnh hơn. Dù là thượng cổ đan dược, Diệp Thần tuyệt đối có tư cách luyện chế. Chẳng biết tại sao, ta cũng nguyện ý tin tưởng Diệp Thần. Nhược Hàm Thanh cạn cười một tiếng, cám dỗ chúng sanh, yểu điệu dáng vẻ lộng lẫy và tuyệt vời. Rất nhanh, rất nhiều người xem và đan tôn, đạo nguyên cảnh cường giả cũng đem ánh mắt tụ vào đến Diệp Thần trên mình. Diệp Thần hai tay khống chế đan đỉnh, cùng với hắn thuốc bắc, rất nhanh ở đan hỏa dưới sự thúc dục thành hình. Dần dần, sáu viên thuốc hình cái khoan xuất hiện, đang không ngừng hấp thu chung quanh dược liệu linh lực, đồng thời tiếp nhận đan hỏa cháy, nhanh chóng ngưng tụ những thứ khác nước thuốc, ở đan dược ra lên, tạo thành đặc thù đan văn. Lớn nửa canh giờ trôi qua, sắp đến đan đạo đại hội kết thúc lúc. Diệp Thần mời hô một hơi, nói thành đan. Diệp Thần một câu, thành đan liền, ngay tức thì đem tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ tới. 29 vị trẻ tuổi luyện đan sư, đều kết thúc luyện đan, đều nhìn về Diệp Thần, trong ánh mắt có chút châm biếm, khinh thường, cũng có khẳng định, mong đợi, sảm tạp năm gia tộc lớn và tất cả lớn tán tu, tâm tính không đồng nhất. Có thể luyện chế ra đan dược gì? Nhất định là thuốc hư. Hình Thiên Đan Tôn ôm tay, mặt coi thường mạc dạng, quanh thân xoay tròn từng đạo sáng bóng, tản mát ra lạnh lùng mà khí tức mạnh mẽ, nói, ngươi còn có thể luyện chế ra thượng cổ bách linh đan, thật là si người nằm mơ. Diệp Thần không để ý tới sẽ bọn họ. Hắn đưa tay trái ra, lòng bàn tay tách thả ra sáng bóng, sân thoái thác một cổ lực lượng vô hình đem đan đỉnh đặt vào hồi mặt đất. Hắn tiến lên một bước, hơi thở phóng thích mở, sau lưng Trảm Long vấn thiên kiếm. Tựa hồ cảm nhận được trong đan đỉnh tình huống, liền đổi phát một tiếng kiếm minh, xông vào thương khung, nhất thời chung quanh vạn kiếm trỗi lên, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm mang, chiếu sáng bầu trời. Ngay tại Diệp Thần mở ra đan đỉnh nháy mắt, không chút nào linh lực tràn ra. Sáu viên thượng cổ bách linh đan. Sáu viên. Côn Ta Đan Tôn và Bạch Vũ Đan Tôn thanh âm, chấn nhiếp toàn trường. Diệp Thần, lại có thể luyện chế được thượng cổ bách linh đan. Hơn nữa một lò ra đan sáu viên, trời ạ, đây chính là chấn đan hư mấy ngàn năm không có việc à. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào. Tiểu súc sinh này, làm sao có thể luyện chế ra sáu cái thượng cổ bách linh đan? Hình Thiên Đan Tôn một mặt không thể tin, lui về phía sau hai ba bước, Diệp Thần làm sao có thể luyện chế ra sáu viên thượng cổ bách linh đan? Rõ ràng đích thân luyện chế thượng cổ bách linh đan. Một lò cũng tối đa chỉ có thể ra một viên. Diệp Thần làm sao có thể một lò ra đan sáu viên? Cái này căn bản là chuyện không thể nào à? Ha ha ha! Không hổ là Diệp Thần, làm rất khá. Linh Nhất Đan Tôn hài lòng hơi gật đầu một cái, sát cố ý vị nhìn về phía Thôi Nguyệt và Hình Thiên Đan Tôn, ôm tay nói, luyện đan sư cấp cao nhất vị trí, người khác cầm không đi. Diệp Thần! Mới là chấn đan hư chân chính chính luyện đan sư cấp cao nhất. Thôi Nguyệt, thứ gì, một cái chó chết chủ, vậy dám ra đây lớn tiếng kêu. Hắn vẫy tay gian, đánh ra một phiến kim sóng mưa kiếm, như vỡ vụn sơn hà vậy tựa như bàng bạc uông dương ra, trực tiếp đánh tan Thôi ra khí vận. Không, Thôi Nguyệt hô to một tiếng, ngay sau đó dưới chân sáng bóng tán loạn, đỉnh đầu, luyện đan sư cấp cao nhất, mấy chữ, trực tiếp tán loạn. Mạnh mẽ cắn trả để cho hắn trực tiếp quỳ xuống đất, không thể tin nhìn trong đan đỉnh sáu viên thượng cổ bách linh đan. Không, không. Chấn đan hư luyện đan sư cấp cao nhất hẳn là ta. Không thể nào là Diệp Thần, tuyệt không thể nào à. Đang lúc này, trong hư không nhưng lóe lên tới vô số điện mang, xanh một phiến, đỏ một phiến, bạch một phiến lẫn nhau kết hợp, tạo thành một phiến ba thải mây kiếp, chính trực rơi vào đan đỉnh phía trên. Mục tiêu là trong đan đỉnh thượng cổ bách linh đan. Ha ha ha. Đan kiếp, Diệp Thần, đáng đời ngươi. Thôi Nguyệt tập tễnh bỏ dậy, ánh mắt từng cái quét qua Nhược Hàm, Lạc Giao, Lạc Phương, lớn tiếng cười khẩy nói, ha ha ha, đan kiếp, ngàn năm không gặp đan kiếp. Ha ha ha, Diệp Thần ngươi đan dược đỉnh trước luyện không được. Ha ha ha. Đan kiếp à, ngàn năm không gặp đan kiếp. Cũng để cho ngươi Diệp Thần cho đuổi kịp, ta không tin ngươi Diệp Thần luyện chế đan dược, còn có thể đi qua đan kiếp chui luyện. Lời này vừa nói ra, còn lại 5 vị đan tôn, mỗi người cũng rơi vào trầm tư chính giữa.
Hình Thiên Đan Tôn ngưng mắt nhìn trong hư không dần dần hình thành đan kiếp, thần giác mở ra tà mị nụ cười, luyện chế 6 cái thượng cổ bách linh đan thì như thế nào, định trước sẽ ở đan kiếp dưới báo hư, lại không thể nào thành đan. Vì sao là đan kiếp? Phàm là cửu phẩm linh đan, chỉ cần luyện chế ra tuyệt phẩm tầng thứ, đã thuộc về nghịch thiên cử chỉ, sẽ có thiên đạo hạ xuống thiên kiếp, muốn hủy diệt nên đan dược. Tu sĩ tu luyện tới trình độ nhất định, bởi vì là nghịch thiên cử chỉ, liền muốn trải qua thiên kiếp, vượt qua sau đó liền có thể đến cao nhất cảnh giới. Đan dược cũng là như vậy. Hằng cổ đến nay, cũng không quá xuất hiện mấy mươi lần đan kiếp thôi. Lần gần đây nhất đan kiếp, cũng bất quá là mấy ngàn năm trước. Hơn nữa một lần kia vẫn là do Lâm Thanh Huyền tự mình luyện chế thượng cổ bách linh đan, đưa tới đan kiếp. Cứ nghe, một lần kia luyện chế thượng cổ bách linh đan, cũng không thông qua đan kiếp, tất cả thượng cổ bách linh đan đều ở đây dưới thiên kiếp, hóa thành cho tàn. Trong luân hồi mộ, Mạc Ninh thần sắc ngưng trọng, nói, mộ chủ đan đạo tu vi, lại có thể mạnh như vậy. Không hổ là lấy được Lâm Thanh Huyền chân truyền, Lâm Thanh Huyền làm được, mộ chủ vậy làm được. Mộ chủ thiên phú, không khỏi vậy quá mạnh mẽ đi. Tu vi cao siêu như vậy, chiến lực có thể vượt qua một cái cảnh giới lớn giết địch. Hôm nay, đan đạo tu vi cũng mạnh như vậy, lại là có thể luyện chế ra dẫn động thiên đạo đan kiếp tuyệt phẩm thượng cổ bách linh đan. Ta bây giờ rõ ràng, tại sao những tên kia, cũng sẽ thu hắn làm học trò. Thật là một hạt giống tốt à. Huyết Thất Dạ âm thầm chắt lưỡi, sống nhiều năm như vậy, cũng không từng chính mắt thấy được đan kiếp. Không nghĩ tới, nhưng là ở Diệp Thần thấy được cái gì là chân chánh đan kiếp. Oanh oanh oanh. Hư không bên trong, thất luyện bắn ra bốn phía ba màu mây sấm hội tụ, dòng dã ba tầng, mỗi một tầng đều có hủy diệt hết thảy lực lượng, cuồng bạo cực kỳ, tựa như muốn phá hủy vạn vật, phai mở hết thảy, muôn vàn người xem chỉ riêng cảm thấy chút mây kiếp khủng bố, liền cũng hù bạo lui rời đi. Mỗi người rời đi mây kiếp phạm vi. Nhanh lên một chút rút lui. Đi. Nhanh lên một chút, đi, rời đi đan kiếp trong phạm vi. Lạc Vô Nhai, Thôi Nguyệt các người, rối rít thúc giục tộc nhân mình rời đi lôi đài phạm vi. Thiên đạo đan kiếp, mặc dù là đối với đan dược kiếp nạn, nhưng nếu là người ở trong đó, vô luận cảnh giới cao thấp, đều có cùng chung tiếp nhận thiên kiếp chui luyện qua thân xác vô song, chui luyện bất quá, thần hình toàn diệt. Diệp tiên sinh, Nhược Hàm, Lạc Giao phân biệt kêu một tiếng. Diệp Thần nhìn lại các nàng, thần giác buộc vòng quanh nụ cười tới, một cổ tuyệt đối tự tin xông lên đầu, cười nói các người đi trước đi, yên tâm, điểm này mây kiếp ta còn không để ở trong mắt. Bất quá vẫy tay gian là được diệt tuyệt mây kiếp mà thôi, không coi vào đâu. Diệp Thần trong cơ thể có thần sấm, tự nhiên không sợ. Từ Hoa Hạ đến Côn Lôn Hư, hắn hấp thu không biết nhiều ít lôi kiếp lực. Lôi kiếp lực đối với hắn mà nói chính là vật đại bổ. Huống chi, huyết long cũng có thể chiếm đoạt thiên kiếp lực lượng, tiến hơn một bước, đến lúc đó lấy một quả thượng cổ bách linh đan uống, liền có thể đột phá cảnh giới bây giờ. Cái này, cha, Diệp Thần hắn, Lạc Giao đang hết đường xoay sở, đợi tại chỗ, còn chưa rời đi. Giữa trời đất, rơi xuống hạ hơn ngàn màu bạc tia chớp, liên thông thiên địa trên dưới, đem chu vi đếm trong vòng trăm thước không gian thâu tóm, bị nạp là trời cướp hạ xuống chi địa, cái này mảnh không gian trong, thất luyện bắn ra bốn phía sấm sét răng khắp nơi, đủ để đánh tan một cái nóc nhà cao lầu, làm được cuồng phong nổi lên, vô số mảnh vỡ phân bay, tựa như ngày tận thế vậy. Lăn lộn mây sấm, thật giống như đè ở lớn như vậy chấn đan hư trên, cho người một cổ đi sâu vào linh hồn cảm giác sợ hãi. Giao Nhi, tới đây, Lạc Vô Nhai truyền vào đi vào, một cái lôi đi Lạc Giao, nói tin tưởng Diệp Thần, lấy hắn thực lực, tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Thần muốn lợi dụng thiên kiếp lực lượng mình thân xác, nhất định sẽ thành công. Chúng ta trước lui ra ngoài, Lạc Vô Nhai nắm Lạc Giao, tung người nhảy một cái, cùng những thứ khác bốn đại gia tộc nhân vật trọng yếu cùng nhau, đi tới một nơi mấy trăm tầng cao lâu trên, bọn họ lợi dụng tự thân linh lực, cố định ở cao ốc, nhìn ra xa thiên kiếp bên trong không gian. Muôn vàn người xem đã sớm tứ tán, hoặc là thoát đi đến chấn đan hư ra. Hoặc là nhảy một cái không chịu liên lụy cao lầu trên, xem đan kiếp hạ xuống thật lớn tình huống,
cái này cùng đan kiếp giáng thế tình huống, nhưng mà mấy ngàn năm khó gặp dị tượng à. Làm sao có thể không xem, sâu hơn người đi qua người hoa hạ, lại là trực tiếp cầm lấy điện thoại ra chuẩn bị quay phim quá trình. Chúng ta vậy rời đi trước đi. Được. Côn ta đan tôn và một vị khác đan tôn chung nhau bay nhảy ra đan kiếp phạm vi, đi tới xa xa đan hư tháp trước. Hình thiên đan tôn hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng đôi mắt quét qua linh nhất đan tôn và bạch vụ đan tôn, cười nói, nhìn cho thật kỹ đi, lần này không cần ta ra tay, diệp thần cái này nhóc xác rưởi cũng phải bỏ mạng ở dưới thiên kiếp. Lấy hắn tư cách như thế nào chống cự, các ngươi hẳn có thể cảm nhận được thiên kiếp này đáng sợ. Nói xong, hắn tung người nhảy một cái, ngự gió đi tới Côn ta đan tôn bên người. Linh nhất, chúng ta cũng luyện đan cũng không từng xuất hiện đan kiếp, diệp thần nhưng luyện ra dẫn động đan kiếp thượng cổ bách linh đan, chúng ta hay là đem diệp thần lôi đi đi. Bạch phụ đan tôn thần sắc thấp thỏm, ngừng mắt nhìn nếu như vực sâu vậy mây kiếp, không khỏi được trong lòng run lên, nói cái này cùng đan kiếp, lực lượng gần như mạnh mẽ, đạo nguyên cảnh ở trong đó. Phải tiếp nhận sánh bằng đế tôn cảnh lực lượng sấm sét bổ, diệp thần không phải diệp thí thiên, không ngăn nổi. Bạch phụ đan tôn đối với diệp thần không có bất kỳ sát tâm, duy nhất để cho hắn cảm thấy hứng thú là diệp thí thiên. Hắn rất rõ ràng, nếu như diệp thần chết, hắn muốn gặp diệp thí thiên căn bản không có thể. Ta tin tưởng thằng nhóc này. Linh nhất đan tôn trong tay hiện ra một vòng sáng bóng, một chuôi linh kiếm hiển hóa ra, có dẫn động thiên địa linh khí khả năng. Đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, kiếm này chính là tinh thần kiếm, ta tặng cho ngươi, nếu không địch đan kiếp có thể bằng vào kiếm này chống cự. Hắn ném ra tinh thần kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, ngay sau đó xoay người cùng bạch vụ đan tôn, cùng chung ra đan kiếp trong phạm vi. Bọn họ nếu là ở đan kiếp trong phạm vi, liền phải tiếp nhận sánh bằng cao nhất cảnh giới lực lượng sấm sét, khi đó coi như bọn họ cảnh giới vậy được chết. Diệp Thần nhận lấy tinh thần kiếm. Đưa mắt nhìn phía trên mây kiếp, cười nói, chờ ngươi tới phách. Còn không bằng ta chủ động phách bể ngươi, mây kiếp mà thôi, coi là thứ gì. Lúc này, Diệp Thần cầm tinh thần kiếm, bước chân đạp một cái, cuồn cuộn máu dậy vần quanh toàn thân, trực tiếp bổ ra một kiếm. Nhất thời, kiếm quang ngút trời, hội tụ thành một vòng kim ngày, phảng phất có một ngôi sao từ trong vũ trụ rơi xuống vậy, hủy diệt lực lượng trên không trung chói mắt. Lực lượng màu vàng như vô tận nham thạch nóng chảy đang phun trào, từ mây kiếp cao hơn chỗ rơi xuống. Phịch! Trăm ngàn đạo dư âm chấn nhiếp ra, đan vào lẫn nhau, giống như biển khơi thủy triều lên xuống vậy, một tầng tiếp theo một tầng được hướng chung quanh tản đi. Lớn như vậy mây sấm, nháy mắt thức thì miễn cưỡng bị một kiếm này, chém rớt 1/3. Ha ha ha, mây sấm cũng không thể lãng phí. Huyết Long, đi ra đi! Chiếm đoạt những thứ này sấm sét, tăng cường tự thân. Diệp Thần quanh thân máu dậy càng ngày càng đậm. Hắn vốn là đi sát đạo, từ lúc huyết linh bí cảnh đi ra, sát đạo cảm ngộ cường thịnh hơn. Hắn thân hình tạo thành một vòng màu máu bát quái ấn, một tôn huyết long từ bay ra, long minh chấn thiên, xuyên phá không gian, to lớn miệng rồng dương ra, sắc bén long nha dường như muốn đem mây sấm cũng nuốt trên không trung. Oanh! Huyết long nuốt một cái liền chém xuống 1/3 mây kiếp, long ngâm cuồn cuộn, vang khắp thiên địa. Ngay sau đó, màu máu thân rồng, hoành qua thương khung, mỗi một khối vảy rồng cũng toát ra hằng cổ vậy hơi thở, thân rồng như sắt thép trường thành vậy nện ở mây kiếp trên, lại đập vào liền một số mây kiếp, tiến tới nuốt một cái. Như vậy mây kiếp, cũng không thể lãng phí. Diệp Thần biết, trước mắt mây kiếp như vậy thật lớn, rất lớn trình độ là bởi vì mình. Như chỉ là 6 viên thượng cổ bách linh đan muốn vượt qua đan kiếp, hình thành đan kiếp vậy bất quá bây giờ 1/3 thôi, càng nhiều hơn mây kiếp là muốn bổ mình. Tiểu Hoàng! Có vật đại bổ, mau ra đây! Diệp Thần thần giác phác họa nụ cười, vẫy tay gian vô số phù văn lưu động, xen lẫn là một vòng dấu vết. Dấu vết phát ra hằng cổ sáng bóng, trình viên hình, có chừng hơn trượng lớn nhỏ, trong đó một con cự thú chậm chạp đi ra. Cả người màu máu lông làm người ta không lạnh mà run, xanh đỏ hai con ngươi còn có tan biến vạn vật khả năng, bất ngờ chính là Tiểu Hoàng. Mây kiếp! Ngươi còn dẫn tới mây kiếp, quá tốt! Chiếm đoạt cái này mây kiếp, ta có thể khôi phục rất nhiều. Tiểu Hoàng cùng Diệp Thần nói mấy câu nói, liền xông ra ngoài, ngút trời gầm một tiếng đánh vỡ hư không,
Động trời sát ý, giống như là thủy triều phập phồng, người ở chỗ này cũng như rơi vào luyện ngục trong. Nó mở ra miệng to như chậu máu, như côn bằng chiếm đoạt thiên địa vậy, điên cuồng thu nạp mây kiếp sấm sét. Sột sột, tí tách, thất luyện bắn ra bốn phía sấm sét, nguyên bản có thể chu diệt đạo nguyên cảnh lực lượng, giờ phút này nhưng là bị huyết long và tiểu hoàng, không ngừng chiếm đoạt. Rất nhanh, lại có một phần ba mây kiếp, bị huyết long và tiểu hoàng chiếm đoạt. Xa xa, mọi người nhìn hết thảy các thứ này, cũng trợn mắt hốc mồm. Mây kiếp à! Nghìn năm chưa từng thấy mây kiếp à! Lại có thể bị Diệp Thần hai con thú cưng, như vậy chiếm đoạt, Diệp Thần cũng quá nghịch thiên đi. Long! Diệp Thần lại có bản thân huyết long. Một vị đan tôn kinh hãi ngưng mắt nhìn Diệp Thần và huyết long, nói, điều này huyết long lại là Diệp Thần bản thân linh thú, xem hơi thở đã là đạo nguyên cảnh, trời ạ! Diệp Thần rốt cuộc lại nhiều ít lá bài tẩy không hữu dụng. Diệp Thần còn như vậy khủng bố. Vậy hắn sư huynh, Diệp Thí Thiên được mạnh bao nhiêu? Không đúng, nghe Diệp Thí Thiên cũng có một cái huyết long. Cái này hai người sau lưng tông môn rốt cuộc là cái gì? Người một cái huyết long. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Một cái có thể làm bốn vị đạo nguyên cảnh tầng 9 ngày tuyệt thế thiên tài, duy mệnh là từ người. Chỉ sợ sẽ là đế tôn cảnh trung kỳ cũng dám tiêu diệt đi. Hình thiên đan tôn thần sắc âm trầm, cả người quanh quẩn lạnh lùng sáng bóng, hai con ngươi nếu như hang đen nhánh, bên trong đều là ở giết hại cùng hắc ám. Hắn âm thầm cầm quả đấm, ngưng mắt nhìn tiểu hoàng, thầm nghĩ, đáng chết, Diệp Thần xúc sinh này, lại có đế tôn cảnh hơi thở. Muốn giết tiểu xúc sinh này, lại khó khăn tiến một bước. Huống chi, còn có một Diệp Thí Thiên. Phải ở đan đạo đại hội kết thúc, trước thời hạn ám sát Diệp Thần, lại đối phó Diệp Thí Thiên. Oanh oanh, ầm ầm, mây kiếp vậy lập tức phản kích, ngưng tụ ra một tôn hư ảnh, tay cầm trường đao, đôi mắt tràn ngập sấm sét. Sấm sét hư ảnh ra đao đặc biệt nhẹ nhàng mà lơ lửng, giống như là ở khảy một bản xinh đẹp tiên nhạc, trình diễn ra cổ chi đạo uẩn, dần dần diễn hóa là một vòng sông dài, vô số điện mang, mây tía tràn ra. Đủ để hạo ngày tranh huy, một mặt ngăn trở huyết long, một mặt ngăn trở tiểu hoàng. Cái này do trời lực lượng biến ảo là ra sấm sét hư ảnh, bổn nguyên lực lượng đến từ mây kiếp. Mây kiếp mạnh bao nhiêu, nó liền mạnh bao nhiêu. Phịch, huyết long và tiểu hoàng, cũng ở đây hợp lực đánh tan nhất trọng trọng điện mang, mây tía, rơi vào tác chiến bên trong. Mây kiếp bất diệt, công kích không dứt. Vậy ta trước bể cái này mây kiếp. Diệp Thần nhìn ra sấm sét hư ảnh sơ hở, huy động tinh thần kiếm, kiếm khí ngưng tụ uy nghiêm ý định giết người, có một không hai thiên địa trên dưới, tinh thần kiếm bắn ra, làm ban ngày hóa thành nửa đêm, máu rồng như mặt trời, khói dáng thổi phồng, gần như thê mỹ, trực kích còn dư lại một phần ba mây kiếp. Phá cho ta! Sấm sét hư ảnh ước chừng thổ lộ ba chữ, cao nhất sấm sét xoay tròn ra, đỉnh đầu tạo thành một tôn màu tím đỉnh lớn, có chừng trăm trượng lớn nhỏ. Lưu chuyển vô cùng đạo uẩn, bắn ra một đạo ba màu điện quang, như thái sơ thần quang phá vỡ thương khung, vô cùng uy áp kinh khủng ra, hư trống đi có sẵn hơn trăm ngàn cái điện quang, xen lẫn chung một chỗ. Trăm ngàn đạo điện quang chợt rủ xuống hạ thành thiên thành vạn đạo sáng bóng hóa thành một cái một con sông, trên dưới một trăm cái sông lớn đánh vào thiên long, lực lượng ngút trời, thật giống như trăm ngàn tinh thần hội tụ, làm vô số hư vương cảnh cường giả run rẩy. Tan biến hết thảy ngăn trở. Phịch, đâm, tinh thần kiếm lực lượng bổ ra hết thảy, nhất thời sấm sét lóe lên, vô số sấm sét đồng loạt rơi xuống, đem hết thảy tất cả đánh tan, trong nháy mắt 10 mét khối kiếm khí càn quét, bưng thải vạn điều, hoàn toàn cắn nuốt sấm sét hư ảnh. Chó má mây kiếp, cho ta bể. Diệp Thần cầm tinh thần kiếm, thân kiếm một phiến ma khí tách thả ra, thổi phồng như khói, trường chỉ nhọn lóe lên sáng bóng. Một phiến điện mang sen lẫn thành sấm biển, do thân kiếm kích phát ra, tạo thành một bức càn khôn đạo đồ, như quang như nhau toàn chém mà hướng mây kiếp. Hắn tay phải lại sử dụng trảm long vấn thiên kiếm, mũi kiếm thổ lộ trùng tiêu đâm mang, không thể ngăn trở kiếm khí lan tràn thiên địa trên dưới, như sóng gió kinh hoàng như nhau, một tầng cường thịnh một tầng, nghiền ép hướng mây kiếp. Phịch! Nháy mắt tức thì, đầy trời mây kiếp tán loạn, vô số tinh huy như thác vải vậy tụ đến. Hàng ngàn hàng vạn nói, trắng xóa một phiến. Thiên địa dừng lại đung đưa,
sáng mờ tản đi, lại không sấm sét hư ảnh, lại không thiên cổ mây kiếp. Tinh không vạn dặm, vô số ánh sáng lóe lên, biểu thị kết thúc. Chỉ bất quá không biết có phải hay không bởi vì Diệp Thần mới vừa rồi phá vỡ thiên đạo mây kiếp, để cho thiên đạo tức giận, tinh không vạn dặm lập tức biến thành nửa đêm. Nồng nghịt hơi thở để cho người không thở nổi. Chủ nhân, ta trở về, lần này mây kiếp muốn tiêu hóa một đoạn thời gian. Ta cũng cần tiêu hóa một đoạn thời gian. Huyết Long tụ vào Diệp Thần trong cơ thể, Tiểu Hoàng lại là trực tiếp chui vào luân hồi mộ địa bên trong. Mây kiếp giải tán vô ảnh vô tung, mọi người mới ngạc nhiên kịp phản ứng, khiếp sợ ngắm nhìn Diệp Thần, miệng mở lớn đều có thể nhét mấy cái trứng gà. Không, không, không thể nào đâu. Mây kiếp, để cho Diệp Thần đánh nát. Thôi Nguyệt một mặt mờ mịt nhìn tinh thần dưới đêm tối Diệp Thần, ngắm nhìn vậy nếu như chiến thần vậy người đàn ông, nói, không thể nào đâu, chẳng lẽ ta sinh ra ảo giác. Thiên cổ mây kiếp, làm sao có thể bị đánh bể. Hằng cổ đến nay, cũng không là người hoặc là đan dược, vượt qua mây kiếp. Dầu gì người, cũng phải bị mây kiếp phách được thiếu chút nữa thân thế đạo vẫn, cả người là tổn thương được sống sót. Làm sao có thể sẽ có người cưỡng ép đánh tan mây kiếp? Còn để cho linh thú chiếm đoạt mây kiếp lực lượng. Thôi Nguyệt vẫn còn ở mơ hồ thời điểm, những thứ khác đan tôn nhưng là nhìn quái vật vậy nhìn về phía Diệp Thần. Bạch phụ đan tôn lắc đầu liên tục. Chắt lưỡi nói, không hổ là Diệp Thí Thiên tên kia sư đệ à. Diệp Thí Thiên có thể ở đạo nguyên cảnh, nghịch thiên tiêu diệt đế tôn cảnh, hắn sư đệ Diệp Thần, lại có thể cũng có thể ở đạo nguyên cảnh, nghịch thiên đánh tan sánh bằng đế tôn cảnh mây kiếp. Không hổ sư gia đồng môn à. Hai người đều là như vậy lợi hại à, đều là hằng cổ không thấy yêu nghiệt chi tư. Mây kiếp à. Ai thấy được mây kiếp không sợ. Kết quả Diệp Thần. Trực tiếp đánh tan mây kiếp, vậy quá kinh khủng đi. Lạc Giao ngắm nhìn trên bầu trời Diệp Thần, vui vẻ cười, thấp giọng nói, ta cũng biết, Diệp tiên sinh nhất định độ được qua mây kiếp. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể trực tiếp cầm mây kiếp đánh nát. Nhược Hàm cúi đầu mỉm cười, một loại cảm giác kỳ diệu trong lòng trong phòng ra đời, mơ hồ đối với Diệp Thần sinh ra hảo cảm. Linh Nhất Đan Tôn cùng Bạch Phụ Đan Tôn, tương tự cười một tiếng. Một bộ mình không nhìn lầm người cảm giác. Mây kiếp tản đi. 29 vị trẻ tuổi luyện đan sư, 5 gia tộc lớn, 5 vị đan tôn, cũng lần lượt trở lại mình vị trí. Muôn vàn quần chúng lại là mừng rỡ như điên vây tụ ở chung quanh lôi đài, đều biết Diệp Thần là đạo nguyên cảnh tu vi, thượng cổ bách linh đan cũng chỉ có thể uống 3 viên, vậy những thứ khác 3 viên có thể thì phải tại chỗ bán rồi, cũng chuẩn bị xong tiền tài, linh thạch, linh mạch đợi một chút. Chuẩn bị mua. Linh Nhất Đan Tôn ở muôn người ngắm nhìn dưới, đi tới trên lôi đài. Hắn cẩn thận học hỏi đan đỉnh bên trong, mỉm cười nói, Diệp Thần, luyện chế ra 6 viên thượng cổ bách linh đan, mỗi một viên thượng cổ bách linh đan, phẩm chất thật tốt. Hắn nhìn vòng quanh bốn phía, cao hứng tuyên bố, Diệp Thần, chính là lần này đan đạo đại hội người thắng trận, cũng là ta trấn đan hư luyện đan sư cấp cao nhất, tương lai càng sẽ thay thế ta vị trí. Canh phòng trấn đan hư. Tiếng nói vừa dứt, Linh Nhất Đan Tôn giơ tay lên, đánh ra một phiến sáng bóng, ngưng tụ thành, luyện đan sư cấp cao nhất, mấy chữ, rơi vào Diệp Thần đỉnh đầu. Diệp Thần xoay người mắt nhìn xuống muôn vàn quần chúng, khẽ mỉm cười, tiếp nhận người tất cả mọi người ánh mắt. Luyện đan sư cấp cao nhất. Diệp Thần, Diệp Thần. Diệp Thần, có thể bán một viên thượng cổ bách linh đan cho chúng ta à? Diệp Thần. Quần chúng tiếng hoan hô thật giống như uông dương biển khơi, cũng sắp đem Diệp Thần chìm ngập. Thiên cổ khó gặp cao cấp luyện đan sư xuất hiện, luyện chế thượng cổ bách linh đan lại là một lò 6 viên, 5 vị đan tôn cũng không nhất định có cái này tư cách, làm sao có thể không làm người ta điên cuồng. Phải biết, bởi vì thượng cổ đại chiến sau đó, đan đạo gần như bị diệt, trước kia trừ đi 5 đại đan tôn ra, vô luận là thành thiên tuyệt, vẫn là sát lục chi địa. Cũng không người nào có thể luyện chế ra thượng cổ bách linh đan, một lần đưa đến đạo nguyên cảnh số lượng lớn giảm, không thể không lợi dụng khác hàng loạt linh dược đi bồi dưỡng đạo nguyên cảnh cường giả. Hôm nay, Diệp Thần ngang trời xuất thế. Một quả thượng cổ bách linh đan, đủ để đào tạo một vị đạo nguyên cảnh cường giả, Billy dùng linh dược đào tạo đạo nguyên cảnh cường giả tốc độ nhanh được hơn, hắn tiêu hao cũng không quá 30%, làm sao có thể không làm người ta điên cuồng,
làm sao không làm người ta cao hứng. Huống chi, năm đại đan tôn luyện chế được thượng cổ bách linh đan, rất lâu cũng chỉ là hạ phẩm thượng cổ bách linh đan. Đạt tới trung phẩm thượng cổ bách linh đan trình độ, chỉ có linh nhất đan tôn có thể làm được, nhưng là cũng chỉ có thể một lò ra đan một viên, Diệp Thần lại có thể một lò ra đan sáu viên, lại đều là tuyệt phẩm phẩm chất. Tuyệt phẩm phẩm chất thượng cổ bách linh đan à? Đủ để cho một cái phản hư cảnh tầng trời một tu sĩ, trực tiếp đến đạo nguyên cảnh tầng trời một. Vượt qua hai cái đại cảnh giới à, như vậy thần đan, có thể nói nghịch thiên, thậm chí có thể cùng huyết linh tộc sáu người chung thần đan, so sánh. Tuyệt phẩm thượng cổ bách linh đan, cho dù là đạo nguyên cảnh tầng trời một tu sĩ uống, cũng có thể trực tiếp từ đạo nguyên cảnh một tầng, tăng lên mấy tầng, nếu như đạo nguyên cảnh trung kỳ uống, trực tiếp tăng lên tới đạo nguyên cảnh tầng 8 tầng 9 trời, vậy không là vấn đề. Đạo nguyên cảnh, cần hoàn thiện mình, đạo, nhưng là thượng cổ bách linh đan trong liền ẩn chứa thiên địa căn nguyên 8 hệ lực lượng, đủ để ở rất trong thời gian ngắn, trực tiếp hoàn thiện mình, đạo, mà không cần từ từ hoàn thiện, một quả thượng cổ bách linh đan, chính là một viên một bước lên trời cơ hội à. Diệp Thần, tình huống này ngươi cũng thấy được, không biết ngươi có không có hứng thú, bán một viên cho bọn họ. Linh nhất đan tôn cố ý hỏi, âm thầm truyền âm nói, ngươi có thể luyện chế nhiều một ít thượng cổ bách linh đan, dành cho những dân chúng này, hoặc là một ít tán tu, lấy này thu thập lòng người, đến lúc đó ngươi thừa kế ta vị trí, liền càng thêm tốt hơn nắm trong tay trấn đan hư. Giờ phút này, linh nhất đan tôn đã hoàn toàn đem Diệp Thần, làm mình người thừa kế. Cũng đem Diệp Thần coi thành tương lai trấn đan hư người bảo vệ, cho nên mới sẽ có lần này lời nói. Linh nhất đan tôn tiếp tục truyền âm nói, thượng cổ trăm luyện chế linh đan dược liệu không dễ dàng được, cho nên lần này chuẩn bị được không nhiều, chúng ta đan tôn cũng không thường luyện chế, bởi vì thượng cổ bách linh đan đối với đế tôn cảnh không có tác dụng. Nhưng là, người hoàn toàn có thể dùng thượng cổ bách linh đan, tạo nên ra một nhóm tâm phúc tới. Người bây giờ ít nhất là đạo nguyên cấp luyện đan sư, đến khi ngươi lên cấp là đế cấp luyện đan sư, liền có thể luyện chế để cho đế cấp nhanh chóng tăng lên tu vi đan dược, khi đó ngươi liền có thể có thế lực rất lớn, làm chuyện ngươi muốn làm. Đế cấp luyện đan sư. Diệp Thần cười khổ một tiếng, muốn đạt tới trình độ này, mình vậy thật tốt mấy năm. Nói sau, dùng đế cấp đan dược đào tạo thủ hạ cố nhiên là tốt, nhưng là dùng đan dược xông lên thủ hạ, sức chiến đấu căn bản không giống như cảnh giới khổ tu đi lên đế tôn cảnh, chân chính muốn ngưng tụ thế lực đối kháng huyết linh tộc, trước hay là thức tỉnh luân hồi mộ địa bách kiếm quân chủ. Trong luân hồi mộ, Mạc Ninh suy tư nói, mộ chủ kỹ thuật luyện đan tăng lên rất mau. Nhưng là, Côn Lôn hư trong đã không có nhiều ít dược liệu có thể luyện chế đế cấp đan dược, nếu là đi đến chỗ đó, mộ chủ ngược lại là có thể luyện chế nhiều thuốc cao cấp, nhanh chóng đào tạo nhiều thủ hạ. Cũng phải, huyết thất dạ thở dài một tiếng, mình cũng là trải qua thượng cổ đại chiến người, không khỏi phải nói, mộ chủ tu vi, cố nhiên trọng yếu. Nhưng là như là dựa vào lực một người đối kháng huyết linh tộc, vậy không thiết thực. Huyết linh bí cảnh sáu người kia, chẳng qua là huyết linh tộc rác rưởi nhất tồn tại, ta có chút bận tâm, huyết linh tộc vị kia phát hiện cái này sáu người xảy ra chuyện, trước thời hạn phái người hạ xuống Côn Lôn hư, đến lúc đó mộ chủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây không phải là uy hiếp, ta hiểu huyết linh tộc vị kia. Vị kia thủ đoạn tàn nhẫn, quyết không cho phép bất kỳ uy hiếp tồn tại. Mạc Ninh nghe được huyết thất dạ nói tiếng nói, chau mày, hồi lâu thở dài một tiếng, chỉ mong huyết linh tộc không có phát hiện, mộ chủ dưới mắt cần thời gian trưởng thành, chỉ cần cho mộ chủ một năm thời gian, mộ chủ đi nơi nào tuyệt đối có tư cách. Thậm chí mộ chủ có thể hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch. Mộ chủ huyết mạch là chống lại những tên kia duy nhất có thể. Mà giờ khắc này, Diệp Thần căn bản không biết luân hồi mộ địa sự tình phát sinh, hắn đang đối phó cục diện trước mắt. Hắn ngưng mắt nhìn mọi người, nhàn nhạt nói. Xin lỗi, ta cũng không có bán tuyệt phẩm thượng cổ bách linh đan ý nghĩa. Nhưng là, đại hội cho ta hai quả thượng cổ bách linh đan, ta sẽ ở hiện trường bán đi, giá cả nói, đến lúc đó bàn lại. Diệp Thần thu hồi tự mình luyện chế thượng cổ bách linh đan, lời nói này nhưng là treo ở tất cả người xem lòng. Đan tôn cửa luyện chế được hạ phẩm thượng cổ bách linh đan, cũng có thể để cho hư vương cảnh tu sĩ, trực tiếp đột phá đến đạo nguyên cảnh đâu. Cũng là bảo vật đâu. Đan tôn,
làm phiền ngươi là ta hộ pháp. Ta muốn uống một viên thượng cổ bách linh đan. Diệp Thần giao phó xong, lấy ra một viên thượng cổ bách linh đan, xem ăn kẹo đậu vậy, trực tiếp nuốt xuống. Một khắc sau, bụng hiện ra đủ mọi màu sắc quang hoa sáng chói, vậy từng đạo ánh sáng rực rỡ ngay tức thì quanh quẩn Diệp Thần. Giữa không trung, bất diệt kiếm đạo vút lên trời cao hiện lên, dài đến mấy chục mét, hủy diệt hết thảy phai mờ vạn vật hơi thở, làm người ta kinh hồn bạt vía. Nhưng mà, do thượng cổ bách linh đan tản ra rất nhiều đạo lực, nhưng là bọc lại bất diệt kiếm đạo, tiến hành song thiện, lại tiến hành thăng hoa. Tụ thiên địa căn nguyên tám hệ lực, nạp đạo chi nguyên tinh hoa, hoàn thiện mấy đạo. Diệp Thần cả người tinh khí bàng bạc, tắm đạo nguyên, ngửa mặt lên trời mà vọng. Bất diệt kiếm đạo bọc lại đạo nguyên trong, một tấc lại một tấc được tăng trưởng, tia máu lóe lên lạnh như băng sáng bóng, do lúc ban đầu 10 mét, dần dần tăng lên tới 100 mét lớn, đã hoàn thiện đến đỉnh cấp trình độ, lại tiến hành thăng hoa. Hô! Diệp Thần leng keng mà động, thu nạp thượng cổ bách linh đan linh lực, bộc phát ra sát khí ngất trời, một đạo ô quang thẳng lên nửa đêm, mạnh mẽ huyết khí lăn lộn. Giờ phút này, hắn cảnh giới đang điên cuồng tăng trưởng. Bất diệt kiếm đạo đã đạt 300 mét lớn, lạnh lùng mà nghiêm nghị, để cho người sợ hãi đến xương tủy trong, liền linh hồn đều run rẩy, thân hình đều chấn động. Bất diệt kiếm đạo đã hoàn toàn thăng hoa, điều này nói, đã đạt tới đỉnh cấp. Diệp Thần chậm rãi đứng dậy tới, thở dài một tiếng, một viên tuyệt phẩm thượng cổ bách linh đan, lại có thể chỉ có thể để cho ta tăng lên cảnh giới nhỏ. Xem ra đế tôn cảnh cũng không dễ dàng à. Càng về sau vượt không cách nào đột phá. Diệp Thần sự việc đã kết thúc, hắn liền đưa mắt ngưng mắt nhìn Linh Nhất Đan Tôn các người, chắp tay nói, mời năm vị bắt đầu luyện đan đi. Diệp Thần giọng rất là lãnh đạm, lời này rơi vào những cái kia đan tôn trong tai, ngay tức thì đổi được vô cùng chói tai. Hừ, tiểu tử đừng lấy là luyện chế ra một lò thượng cổ bách linh đan liền rất lợi hại. Thượng cổ bách linh đan bất quá phức tạp chút. Đối với chúng ta mà nói chính là gân gà đồ. Huống chi, lúc nào đến phiên ngươi để cho chúng ta luyện đan, chúng ta thì phải luyện đan. Côn ta đan tôn ôm tay đứng, lạnh lùng con ngươi mắt nhìn Diệp Thần, mặt coi thường nói, một cái đạo nguyên cấp luyện đan sư, được trước học biết già trẻ tôn ti, chúng ta luyện đan, không phải ngươi mời là được, ngươi được quỳ xuống cầu chúng ta mới sẽ luyện. Hừ... Lấy là một lò ra mấy viên thượng cổ bách linh đan thì ngon à. Liền đế cấp đan dược cũng không luyện chế được, liền dám ngông cuồng như vậy. À, phải không? Giọng lớn như vậy, người cái này lão già kia thuật luyện đan cao hơn nữa minh chút. Diệp Thần nhìn hờ hững, vậy tại sao, người cái này lão già kia ra đan tính thấp như vậy? Hắn liếc xéo trước Côn ta đan tôn, nói, thượng cổ bách linh đan, đích xác là đạo nguyên cấp đan dược. Nhưng người cái này đế cấp luyện đan sư, ra lò phẩm chất và số lượng, cũng không bằng ta cái này đạo nguyên cấp luyện đan sư. Người cái này lão già kia, không được à? Càn rỡ! Côn ta đan tôn chợt vỗ một cái mặt đất, một hồi kim sóng đường chéo ra, đem đất mặt chấn động được giãn nứt. Hắn chỉ Diệp Thần nói, người cái này hậu bối như vậy trong mắt không người, đối đãi tiền bối không có chút nào lòng cung kính, ta xem ngươi là muốn tìm cái chết. Sư huynh ngươi Diệp Thí Thiên, giết chấn đan hư người cũng được đi. Ngươi Diệp Thần cũng dám như vậy trong mắt không người, bất diệt giết ngươi, chúng ta uy tín ở chỗ nào? Côn ta đan tôn đã sớm hình thiên đan tôn thông qua việc, hắn rất rõ ràng đan đạo đại hội mục đích là cái gì. Diệp Thần phải chết, huống chi tiểu xúc sinh này thuật luyện đan cao như vậy minh, phải sớm trừ diệt, nếu không sau này nào có hắn địa vị. Côn ta đan tôn lần nữa bước ra một bước, khí thế phóng thích mở. Đồng thời, hình thiên đan tôn vậy đứng dậy. Diệp Thần thái độ như thế, thật tốt là giết lý do của hắn. Nhóc xác rưởi, có một số việc chúng ta cũng nên tính một lần. Tỷ võ trong ngươi thiện tự sát Thôi Viên, là ai cho ngươi quyền lực? Thôi Viên là bổn tôn bổ nhiệm thôi ra gia chủ, ngươi tự tiện giết, chính là coi rẻ bổn tôn. Hơn nữa người mới vừa rồi cuồng nói bừa bàn về, tự tìm cái chết. Hình thiên đan tôn thần sắc lạnh như băng, lời nói lãnh lạt nói, dựa theo chấn đan hư quy củ, hậu bối coi rẻ tiền bối, theo lý tại chỗ xử tử. Diệp Thần, lần trước Linh Nhất che chở ngươi, để cho ngươi chạy. Lần này, ngươi còn có thể chạy thoát à?
Ngươi lấy là ngươi là Diệp Thí Thiên, có thể kịch chiến đế tôn cảnh. Cho dù ngươi có thể kịch chiến đế tôn cảnh, có Côn Ta Đan Tôn kéo Linh Nhất Đan Tôn và Bạch Vũ Đan Tôn, lấy lão phu đế tôn cảnh trung kỳ tu vi, vậy đủ để trong thời gian ngắn bắn chết ngươi. Hình Thiên, ngươi có ý gì? Linh Nhất Đan Tôn đứng ra, lạnh giọng nhìn về phía Hình Thiên Đan Tôn, nói, Hình Thiên, Côn Ta, Diệp Thần là bổn tôn khâm định hạ đời Trấn Đan Hư người bảo vệ, các ngươi muốn đem hắn tại chỗ xử tử, vậy được hỏi trước qua ta. Hụ hụ hụ, các vị, ta đi ra nói lời công đạo. Một mực ở bên trên vị thứ năm Đan Tôn đứng dậy, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, bình thản nói, Diệp Thần trong mắt không người, không đem hai vị Đan Tôn để ở trong mắt, vậy thì đồng nghĩa với miệt thị Đan Tôn. Dựa theo Trấn Đan Hư quy củ, hậu bối miệt thị tiền bối, đúng là đáng chết. Nhưng là, Diệp Thần nếu là Linh Nhất bổ nhiệm người nối nghiệp, chúng ta cũng không tốt tận lực làm khó. Vậy Đan Tôn nhìn về phía Diệp Thần, mặt đầy mỉm cười nói, như vậy đi, Diệp Thần ngươi quỳ xuống, hướng Côn Ta Đan Tôn và Hình Thiên Đan Tôn mặt, dập đầu mấy cái nhận sai, chuyện này liền lật thiên, như thế nào, rất công đạo đi. Ở hắn trong mắt, hậu bối quỳ vãn bối lẽ bất di bất dịch. Như vậy cũng tốt sát sát cái này Diệp Thần nhuệ khí. Liền tại tất cả người cho rằng Diệp Thần sẽ nhượng bộ lúc đó, Diệp Thần nhưng là bước ra một bước, thanh âm lạnh như băng vang khắp. Vang vọng ở toàn bộ Trấn Đan Hư. Công đạo. Ngươi là thứ gì, có cái gì tư cách ở ta trước mặt nói công đạo. Diệp Thần đầu gối không quỳ trời, không quỳ đất. Chính là Đan Tôn, có cái gì tư cách để cho hắn quỳ. Diệp Thần tay cầm tinh thần kiếm, một kiếm chỉ vị kia Đan Tôn, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, ở đâu ra cút trở về nơi đó. Công đạo. Minh bày chính là giúp Hình Thiên Đan Tôn và Côn Ta Đan Tôn. Có loại này Đan Tôn ở đây, Côn Lôn Hư Đan Đạo có thể đằng bay mới là lạ. Càn rỡ. Người cái này hậu bối, coi rẻ Đan Tôn, tu tại chỗ xử tử. Vậy Đan Tôn thần sắc đột nhiên biến đổi, tuyệt đối không nghĩ tới nho nhỏ hậu bối không chỉ có khiêu khích mình, còn dám ngông cuồng như vậy, phải tại chỗ xử tử. Lúc này, vậy Đan Tôn lấy tay là đao, vạch ra một cái ngọn lửa, vút lên trời cao hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, giống như thiên đao hoành qua thương khung. Tựa như ngày tận thế vậy, mạnh mẽ khủng bố. Chú ý! Linh Nhất Đan Tôn lắc mình đi tới Diệp Thần trước người, đánh ra một chưởng, chống lên một cái màu xanh lá chắn bảo vệ. Phịch! Ngọn lửa bổ vào màu xanh lá chắn bảo vệ lên, giải tán hơn nửa, rồi sau đó lại bị Linh Nhất Đan Tôn đánh tan. Linh Nhất Đan Tôn chỉ vậy xuất thủ Đan Tôn lạnh lùng nói, các ngươi đối với một tên tiểu bối ra tay, không tốt sao? Linh Nhất! Ngươi thật muốn giúp tiểu súc sinh này, không phải chúng ta không phải ra tay. Mà là Diệp Thần cái này nhóc xác rưởi, trong mắt không người, ngày hôm nay dựa vào nho nhỏ thành tựu liền dám coi rẻ chúng ta Đan Tôn, ngày sau thừa kế Trấn Đan Hư, sao sẽ đem chúng ta coi vào đâu? Vậy Đan Tôn đều đâu vào đấy nói, ta đi ra nói lời công đạo, người này liền dám chống đối ta, hoàn toàn không có giả trẻ tôn ti, hoàn toàn không tuân theo tiền bối. Hắn hất tay hừ lạnh một tiếng, nói ta vẫn là vậy lời công đạo, hắn quỳ xuống hướng chúng ta dập đầu nói xin lỗi, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, Diệp Thần tính cách, làm sao có thể quỳ xuống nói xin lỗi ta. Như vậy, bổn tôn là được mượn này chu diệt ngươi. 20 hơn tuổi thì có mạnh như vậy thiên phú, ngày sau tất là họa lớn, hôm nay phải trừ. Quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi. Không khỏi quá buông lỏng. Các vị Đan Tôn, Diệp Thần bằng chừng ấy tuổi liền dám coi rẻ chúng ta, hơn nữa như vậy thích giết chóc, ngày sau như thế nào bảo vệ Trấn Đan Hư. Cùng hắn thừa kế người bảo vệ vị, nhất định đem chúng ta từng cái diệt trừ, người này lòng muông dạ thú, tuyệt không thể lưu. Hình Thiên Đan Tôn đứng ra, thành tựu năm đại Đan Tôn một trong, nắm giữ có Trấn Đan Hư 1/5 lực lượng. Hắn nghĩa tránh ngôn từ nói, huống chi. Diệp Thần đã nhiễu loạn Đan Đạo Đại Hội trật tự. Lấy là tự mình luyện chế ra thượng cổ Bách Linh Đan, liền trong mắt không người, thậm chí khiêu khích Đan Tôn. Cho nên, ta đề nghị, tại chỗ chu diệt Diệp Thần, đồng ý giơ tay. Trong nháy mắt, năm vị Đan Tôn cũng đi tới trên lôi đài, mỗi người tạo thành trận doanh. Côn Ta Đan Tôn, Cộng Công Đan Tôn, Hình Thiên Đan Tôn rối rít giơ tay, ba đại Đan Tôn tỏ thái độ, còn lại ba gia tộc lớn.
Thôi ra, Vương gia và Lý gia các tộc nhân, rối rít giơ tay, tại chỗ vượt qua 10 vị đế tôn cảnh cường giả, đưa mắt cũng phong tỏa ở Diệp Thần trên mình. Chỉ cần Diệp Thần động một cái, 10 vị đế tôn cảnh cường giả đều xuất hiện, muốn ở nháy mắt tức thì bắt lại Diệp Thần. Diệp Thần thời khắc này tình cảnh, chính là thiên phu sở chỉ. Tất cả mũi dùi nhắm thẳng vào Diệp Thần. Ngay tại gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây đang lúc, một hồi cười to tiếng truyền tới. Vô số đạo ánh mắt theo thanh âm ngọn nguồn đi, phát hiện chính là Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần khóe miệng phát họa một đạo độ cong, từng bước một hướng ba vị hùng hổ dọa người đan tôn đi tới. Các ngươi không phải là muốn ta chống đối các ngươi sao? Được, ta thỏa mãn các ngươi. Mới vừa rồi ta nói có chút không ổn, ta sửa đổi một chút. Diệp Thần dừng lại một chút, cúi đầu. Đột nhiên, đầu lâu nâng lên, trong mắt như hàn tinh, gằn từng chữ, các ngươi bất kỳ một người cũng không có tư cách đại biểu công đạo, bởi vì ở ta Diệp Thần trong mắt, các ngươi ba vị đều là rác rưởi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 53.